ta chỉ muốn an tĩnh làm người trong cẩu đạo. Chương 1441, Tâm Thiên Thủ 1-2. Bên cạnh vực sâu, xiềng xích lít nha lít nhít vô số kể, lần lượt rơi vào trong vực sâu, vẫn khóa lại từng tù phạm. Trên vách vực sâu, hang động chi chít khắp nơi, trong mỗi một huyệt động đều có một tên phạm nhân bị cầm tù trong đó. Phạm nhân nơi này, ngoại trừ trấn ách tỏa còn có rất nhiều xiềng xích phong ấn trên người, tầng tầng lớp lớp trùng điệp như mạng nhện, hoàn toàn trói bọn họ lại. Ngoại trừ địa sát chi khí nồng đậm như thực chất, trên vòng trời không ngừng có sát khí thuần túy ngưng tụ mưa bụi bay xuống, không ngừng ăn mòn pháp lực và sinh cơ của đám tù nhân, khiến bọn họ không thể tích lũy sức mạnh. Trong huyệt động nào đó, La Đô đầu đầy mồ hôi, trên trán lồi lên từng sợi gân xanh, da thịt quanh người không ngừng hiện ra từng vết thương, máu tươi ngang dọc. Trong giây lát, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, La Đô kịch liệt thở dốc một trận, cả người chậm rãi ngã ngồi, lúc này dưới người hắn ta đã tạo thành một vũng máu nho nhỏ, vừa rồi giãy giụa, hiển nhiên đã bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng... Hắn ta nghiêng đầu nhìn sang, lại có một sợi xiềng xích xuất hiện một vết nứt nhỏ bé. Trong huyệt động cách hang động của La Đô không quá xa, một tù phạm áo bào trắng ngồi xếp bằng, chính là tu sĩ Thiên Sinh giáo nhiều lần truyền âm liên lạc với La Đô vào trước đó. Lúc này, hắn ta mặc cho trên trăm xiềng xích xuyên qua quần áo, cắm vào huyết nhục, lúc vô số phù văn sáng tắt không ngừng áp chế, làm hao mòn tu vi lực lượng, cưỡng ép vận chuyển pháp lực, máu tươi chảy ra từng chút một làm ướt vạt áo ống tay áo của hắn ta. Tù phạm áo bào trắng này lại như không cảm giác được, khí tức quanh người tiếp tục lưu chuyển, mặc dù lần trước bị người ta đùa giỡn, dẫn đến hắn ta tổn thất nặng nề nhưng hiện tại dù như thế nào vẫn phải nghĩ cách tránh thoát trói buộc của Đồ Ách Uyên, lần này nhất định phải vững vàng một chút, không còn cân nhắc hóa thần kỳ không biết nền tảng, chỉ đoạt xác tu sĩ kết đan kỳ, như thế nhất định không có sơ hở nào. Đột nhiên, một bàn tay màu vàng ống to lớn từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên rơi xuống khu chữ thiên, cầm thiên thủ. Tất cả tù phạm khu chữ thiên như có cảm giác, đều khẽ giật mình. Rất nhiều tù phạm lần lượt mở hai mắt ra, nhìn về phía bàn tay lớn màu vàng ống, đây là thần thông Lưu Lam Hoàng Triều, nhưng hiện tại người thi triển môn thần thông này có tu vi không cao, chỉ không biết, muốn lấy thứ gì từ khu chữ thiên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú bàn tay lớn màu vàng ống, vẫn rơi xuống vị trí khu chữ thiên, vẫn hướng xuống vực sâu, ở vị trí phía trên cùng mà rất nhiều tu sĩ cũng không thể thấy rõ, mây mù sát khí đã nồng đậm như thực chất. Hơi nước mênh mông đều do địa sát chỉ khí thuần túy ngưng tụ mà thành, tràn ngập nơi đây, trên vách vực sâu càng ngày càng ít hang động, đến nơi này, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái huyệt động, mây mù sát khí nặng nề quanh quẩn đầy huyệt, che đậy tầm mắt, toàn bộ hang động như cũng thẩm thấu sát khí lạnh lẽo tận xương, nhưng tù phạm bên trong lại vẻ mặt bình thản, đối mặt với sát khí nồng đậm nặng nề như thế lại coi như không có gì, quanh người hắn ta đầy xiềng xích, phải khoảng mấy ngàn, xiềng xích giăng khắp nơi, gần như hiện đầy toàn bộ tù thất. Cũng che đậy khuôn mặt người này, nhưng tên tù phạm này đối mặt với tình huống như vậy, dường như cũng không quá để ý, thậm chí còn nằm chống má, dáng vẻ thoải mái. Ngay sau đó, trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả phạm nhân khu chữ thiên, mục tiêu của bàn tay lớn màu vàng ống rất rõ ràng xông thẳng xuống, trực tiếp xuyên qua hang động bắt lấy tên phạm nhân này, sau đó như nhổ củ cải, bắt đầu dùng sức kéo lên trên như muốn bắt đem tên phạm nhân này ra khỏi Đồ Ách Uyên. Khu chữ hoàng, truyền tống trận hiện ra ánh sáng nhạt, lộ ra bóng dáng Phí Túc, Niếp Bích Lưu đã sớm chờ ở đây, sau khi thấy hắn ta, lập tức nói, ta cũng không liên lạc được với tất cả mọi người trên pháp chu Tư Hồng Đạt, có khả năng thật sự xảy ra chuyện, Phí Túc trầm giọng nói, Tư Hồng Đạt vừa rời khỏi Đồ Ách Uyên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây thật sự quá trùng hợp, lần này người hộ tống Tư Hồng Đạt là các trưởng trực lệnh mạnh nhất trong ba người chúng ta, Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, sau đó nói, có thể để các trưởng trực lệnh trực tiếp mất đi liên hệ, còn không kịp hô một tiếng cảnh báo. Chắc chắn là Ma Môn ra tay, nhưng Ma Môn không có khả năng biết tin tức hôm nay Tư Hồng Đạt rời khỏi Đồ Ách Uyên. Phí Túc cao mày, trầm ngâm nói, không, dưới tình huống bình thường, ngay cả Ma Môn cũng không thể biết Tư Hồng Đạt có thể rời khỏi Đồ Ách Uyên. Nếu thật sự là Ma Môn ra tay, hơn nữa còn cố ý canh tốt thời gian Tư Hồng Đạt rời đi. Vậy nhất định có người sớm tiết lộ tin tức, nói đến chỗ này, hắn ta lại nói, ngoại trừ nhiếp sư đệ ngươi, ta chưa từng nói việc của Tư Hồng Đạt với bất kỳ kẻ nào. Không biết sư đệ có nhắc tới với những người khác hay không? Niếp Bích Lưu lắc đầu, nói, ngày đó sư huynh dẫn Tư Hồng Đạt rời đi, ta chỉ nói với thủ hạ, có người muốn tham gia kiểm tra giám tâm hồ, nhưng không tiết lộ tên Tư Hồng Đạt với bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa, lúc ấy tất cả tiết cấp và trượng trực cũng không nghe ngóng truy hồi điều gì. Phí Túc cau chặt lông mày, hắn ta tưởng thủ hạ bên Niếp Bích Lưu tiết lộ tin tức, nhưng bây giờ dựa theo lời nói của Niếp Bích Lưu, vấn đề không nằm ở khu chữ hoàng, bên mình cũng giữ kín như bưng. Vậy có người,
chỉ có ba người sớm biết chuyện này gồm mình, Nít Bích Lưu, còn có Tư Hồng Đạt. Cho dù là Trượng Trực lệnh các sùng thế khu chữ huyền cũng chờ đến khi Tư Hồng Đạt thật sự thông qua kiểm tra giám tâm hồ, rời khỏi Độ Ách Viên, mới biết được tình huống của Tư Hồng Đạt. Lúc này, Nít Bích Lưu đột nhiên nói, có phải là Tư Hồng Đạt không? Còn chưa nói hết câu, Phí Túc lắc đầu nói rất chắc chắn, tuyệt đối không có khả năng. Tư Hồng Đạt có thể thông qua giám tâm hồ, có nghĩa hắn đã hoàn toàn hối lỗi sửa sai. Ngươi và ta đều rõ ràng tình huống của giám tâm hồ, nói là uống công thành thẳng cũng không đủ. Nếu không, những năm gần đây cũng không trở thành rào cản, ngay cả những đồng đạo đi sai bước nhầm, nhất thời hồ đồ của năm tông chúng ta cũng không thể thông qua. Dưới lực lượng pháp tắc, Tư Hồng Đạt căn bản không thể che giấu suy nghĩ chân thật, có thể là những người khác mà chúng ta tạm thời không ngờ tới. Nghe vậy, Nít Bích Lưu nhướng mày, đang muốn nói chuyện đột nhiên đã nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời đằng xa. Phản ứng của Phí Túc cũng không chậm, lập tức lia mắt về phương hướng đó, khí tức này. Có người ra tay ở khu chữ huyền, vẻ mặt hai người nghiêm nghị nhìn nhau, sau đó lập tức đi vào truyền tống trận bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt này, bọn họ đã đến chỗ ở của người trông coi khu chữ huyền. Không hề do dự chút nào, hai người phi độn đến giữa không trung, đạp không mà đứng, quan sát xuống chỉ thấy một bàn tay màu vàng ống to lớn, kéo dài mà ra từ khu chữ huyền, vượt ngang khu chữ địa, không ngừng lan tràn đến khu chữ thiên. Sau khi Nít Bích Lưu và Phí Túc thấy rõ tình cảnh này, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, là ai to gan như vậy, dám nghĩ cách cứu viện tù phạm khu chữ thiên ngay trước mặt tất cả mọi người. Trong chốc lát, bọn họ căn bản không để ý tới việc của Tư Hồng Đạt, so sánh với những sự tồn tại được Độ Ách Viên giam giữ trong khu chữ thiên, người đang ra tay trước mắt mới là việc lớn hàng đầu mà bọn họ phải giải quyết. Ánh mắt Phí Túc quét qua, lập tức nhận ra, người ra tay ở trong nơi ở cũ của Tư Hồng Đạt. Nít Bích Lưu lập tức nói, nhanh đi ngăn cản hắn. Bọn họ vội vàng bay về phía nhà đá, chẳng mấy chốc rơi xuống trước một căn phòng đá đen, đẩy cửa vào, lập tức thấy một tu sĩ nhã nhặn nho nhã nghênh ngang ngồi xếp bằng trên tại bồ đoàn ở giữa nhà đá, cánh tay phải của hắn vươn lên không trung, lại đang dùng cầm thiên thủ cách không bắt lấy thứ gì đó. Ngô Tầm An, hai tên tiết cấp trưởng giật mình, đối phương vừa kiểm tra thất bại ở giám tâm hồ, bị giam vào khu chữ huyền, kết quả chớp mắt đã bắt đầu ra tay với khu chữ thiên, hơn nữa, còn trắng trợn như vậy. Ngay cả che giấu cũng không buồn che giấu, cây này đúng là ngu xuẩn mất khôn, không biết hối cải. Nít Bích Lưu và Phí Túc đều giận dữ, người sau lập tức đánh ra pháp quyết, trọng lực toàn bộ trong vực đột nhiên tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần, mấy phạm nhân đang hoạt động xung quanh lập tức bị trọng lực đột nhiên xuất hiện ép tới nằm sấp dưới đất, không thể động đậy. Chỉ có điều, Bùi Lăng vẫn duy trì tư thế ra chiêu, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thấy thế, Nít Bích Lưu tiến lên trước một bước, đột nhiên đánh xuống một chưởng, chưởng phong sắc bén, thế đi to lớn, một kích tu sĩ hóa thần kỳ chưa rơi xuống, uy năng tiêu tán đã khiến đồ vật làm bằng đá ở xung quanh tan thành mây khói. Oanh, một tiếng động kinh thiên động địa khiến toàn bộ mặt đất dưới vách núi đều chấn động. Bùi Lăng vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích tí nào, chưởng kình Nít Bích Lưu thì bị một cánh tay tuyết trắng đột nhiên duỗi ra từ giữa hư không vững vàng đỡ được. Một nữ tử mặc áo bào huyết sắc, vẻ ngoài tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện, nàng tóc dài rối tung như khổng tức xuề đuôi tán ở sau lưng, chia ra kết nối tám cái đầu hoàng mập yến phì, mỗi người mỗi vẻ đẹp, dám can đảm làm phiền chủ nhân tu luyện, tội đáng chết vạn lần, đã rất lâu không uống máu người, các ngươi là huyết thực mà chủ nhân ban thưởng cho ta sao? Nhìn không tệ, đồ chết tiệt. Cũng dâm mạo phạm chủ nhân, ta muốn lột da của các ngươi xuống làm đệm cho chủ nhân, huyết thực. Quá lâu không đồ thành, hình như nơi đây không hề ít sinh linh ti tiện, nhanh chóng quỳ xuống, dân đầu của các ngươi thỉnh tội với chủ nhân. Như thế còn có thể để lại chút cặn cho các ngươi, nếu không ta lập tức tróc xương lóc thịt các ngươi, ném đi cho hồ ly ăn. Nít Bích Lưu và Phí Túc cảm nhận khí tức của nữ tử trước mặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khí tức không khác Ngô Tầm An. Đây là đao linh của Ngô Tầm An, mãnh liệt hùng hậu như vậy, khí thế hung sát như thực chất, đây căn bản không phải tán tu gì đó, mà là ma tu ngụy trang. Hơn nữa, đao linh cũng ngông cuồng bá đạo, không kiên nể gì như thế, chắc chắn tính tình chủ nhân càng thêm ngang ngược hung tàn. Là ma đầu có nghiệp chướng nặng nề hơn Tư Hồng Đạt, đang nghĩ ngợi, mấy đạo đao khí như tơ máu bay về phía hai người, đao khí tung hoành như dệt, tràn ngập hung bạo và sát khí, khí tức mỗi một đạo đao khí đều khiến Nít Bích Lưu và Phí Túc hải hùng khiếp vía, dường như chỉ cần trúng một đao, sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu. Bọn họ vội vàng thi triển độn pháp, thân hình uyển chuyển như mây khói mờ mịt, mạo hiểm né tránh vòng đao khí thứ nhất, thấy thế, Cửu Phách Đao Linh lập tức thi triển Huyết Sát Đao Phách. Tóc dài kết nối tám cái đầu lâu đột nhiên thoát ra từng lọn tóc, lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó đầu lâu phía dưới mọc ra một thân thể, một bộ áo bào huyết sắc nhanh chóng xuất hiện,
trong khoảnh khắc đã chia ra làm chín, tám tên đao linh bao bọc vây quanh Bùi Lăng, sau khi hộ vệ cho chủ nhân, một đao linh còn lại không hề lo lắng, đao khí huyết sắc vô cùng sắc bén như đại dương mênh mông tùy tiện, gào thét trong toàn bộ nhà đá, rầm rầm rầm, căn phòng xây từ đá đen không chịu được xung kích, chỉ chống đỡ được mấy tức đã đổ sụp, tám tên đao linh thấy nóc nhà nên thẳng xuống, rất quan tâm ra tay, đao khí như hoa sen nở rộ chém sạch tất cả hòn đá, không để chủ nhân chịu bất kỳ tổn thương gì. Trong lòng Bùi Lăng vô cùng lo lắng, hệ thống dùng cầm thiên thủ này, chẳng biết tại sao đến bây giờ còn chưa hoàn thành tu luyện, chưa nói đến bây giờ đã hấp dẫn hai vị tiết cấp trưởng, mấu chốt là mặc dù hai vị tiết cấp trưởng này cũng có tu vi hóa thần kỳ, nhưng thực lực thật sự quá yếu, căn bản không thể cắt ngang tu luyện của hắn, chút nữa kết thúc tu luyện, nhất định phải lập tức xóa sạch trí nhớ của bọn họ, không, không chi tiết cấp trưởng, còn có tất cả phạm nhân tiết cấp, trưởng trực khu chữ Huyền. Lần sau nhất định phải nói với cửu phách một chút, nếu người ra tay không phải rất mạnh, không cần bảo vệ ta như thế, vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa nhìn tình hình trước mắt, xoạt xoạt xoạt, Niếp Bích Lưu và Phí Túc tránh trái tránh phải, chiến đấu vừa bắt đầu, bọn họ đã rơi vào thế yếu tuyệt đối, nếu không phải bây giờ người ra tay chỉ là một vị đao linh, chỉ sợ hai người đã sớm bị chém thành mấy khối, hai người càng đánh càng hoảng sợ, rõ ràng khí tức mà Ngô Tầm An này lộ ra ở trong giám tâm hồ chỉ là hóa thần. Nhưng hiện tại chính chủ chưa ra tay, chỉ đối mặt với một phần chính đao linh của hắn, lại cho bọn họ một loại ảo giác đối mặt với tu sĩ phản hư, xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn không bị ảnh hưởng bởi giới luật nơi đây, không biết. Nhanh lui lại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, đi mời Tru Ác Kỳ, nếu không Tư Ngục, Tư Viên, trưởng tù đều không ở đây, không có ai trong độ ác viên là đối thủ của hắn. Tốt, Niếp Bích Lưu và Phí Túc nhanh chóng kết thúc truyền âm. Đang định sử dụng thủ đoạn giữ mệnh trốn chạy, đã thấy thế công sắc bén của đao linh trước mặt đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, cảm thiên thủ to lớn tiêu tán, chín tên nữ tử huyết bào tuyệt mỹ lập tức bị thu hồi vào trong cơ thể Bùi Lăng, len keng. Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng trông như thờ ơ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đã động đậy, hắn đột nhiên phun ra một nguồn máu đen nhánh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ, vội vàng một tay chống đất, cố gắng giữ sự tỉnh táo, mới không lập tức rơi vào hôn mê, thấy Ngô Tầm An không có dấu hiệu nào đột nhiên chịu trọng thương, Niếp Bích Lưu và Phí Túc lập tức khẽ giật mình, hoàn toàn không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều, hiện tại nguyên nhân không quan trọng, thực lực của Ngô Tầm An này quá mạnh, quá nguy hiểm. Khu chữ Huyền không giam được loại hung đồ này, phải nhân lúc kẻ này bị thương, nhất định nhanh chóng tăng cường sự kiềm chế với hắn. Nghĩ đến đây, Phí Túc lập tức quát, Ngô Tầm An. Ngươi thật to gan. Vừa từ khu chữ Hoàng đến khu chữ Huyền, đã dám công khai ra tay, thả ra tù phạm khu chữ Thiên. Ngươi có biết, thả ra bất kỳ kẻ nào ở khu chữ Thiên, cũng có thể tạo thành một trận kiếp nạn cho thế gian. Ngươi là tù phạm khu chữ Huyền, thấy tiết cấp trưởng đến đây, chẳng những không bó tay chịu trói, ngược lại dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, hành động này đã xúc phạm giới luật, ta lấy thân phận tiết cấp trưởng khu chữ Huyền, phán ngươi có tội, tội ác sâu nặng, không thể ở lại khu chữ Huyền, phải vào khu chữ Địa. Sau khi nói xong, hắn ta và Niếp Bích Lưu đều cảnh giác nhìn qua Bùi Lăng, chuẩn bị sẵn sẽ ra tay bất cứ lúc nào, tránh để đối phương trực tiếp tự bạo giống Long Thao Nhĩ nửa năm trước. Bùi Lăng nhướng mày, hôm nay mình vừa bị đưa vào khu chữ Huyền, hiện tại trời còn chưa có tối lại phải đi khu chữ Địa. Hắn hít một hơi thật sâu, hiện tại lựa chọn tốt nhất là để hai tên tiết cấp trưởng này quên mất tất cả chuyện vừa rồi, nhưng lúc này pháp lực trong cơ thể hắn quá hỗn loạn, căn bản không dùng được pháp, sau khi âm thầm thử mấy lần lại thất bại, Bùi Lăng đành phải lắc đầu, từ bỏ quyết định này, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói, được. Kính xin hai vị yên tâm, tiếp theo ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, thay đổi hoàn toàn, chờ chữa khỏi vết thương, lại đi kiểm tra dâm tâm hồ. Lần này nhất định có thể thuận lợi thông qua, thoạt đầu ánh mắt Niếp Bích Lưu và Phí Túc nhìn hắn tràn đầy cảnh giác, nhưng sau khi nghe đến lời này, tất cả đề phòng và nghi ngờ đều hóa thành không thể tưởng tượng nổi, ma đầu động một tí là tàn sát phường thị, xúc phạm giới luật như thế, còn có thể chững chạc đàng hoàng nói ra hai cụm từ hối cải, để làm người mới, thay đổi hoàn toàn, hơn nữa, kẻ này còn muốn đi kiểm tra giám tâm hồ một lần nữa. Còn cho rằng mình nhất định có thể thông qua, đây là vừa bị thương đầu óc sao? Nghĩ vậy, Phí Túc nhanh chóng lấy ra một cái lồng sắt lớn khoảng ngón cái, sau khi rót vào pháp lực thôi động, lồng sắt lập tức bay ra rồi nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc như một căn phòng riêng, giam Bùi Lăng vào trong đó,
lúc lông sắc đóng lại, khí tức Bùi Lăng nhanh chóng suy yếu. Ngay sau đó, hai tên tiếp cấp trưởng dùng thần niệm đồng thời đảo qua Bùi Lăng, đảo qua đảo lại quanh người hắn nửa ngày, đồng thời lộ ra vẻ nghi ngờ, căn bản không phát hiện dụng cụ trữ vật trên người Ngô Tầm An này. Nhớ đến việc của Tư Hồng Đạt, hai người không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi xác nhận Bùi Lăng bị bắt lại, đồng thời bấm pháp quyết, lồng sắt nhanh chóng bay lên không, bay về phía khu chữ địa. Toàn bộ quá trình, Bùi Lăng không làm ra bất kỳ hành động phản kháng gì. Khu chữ địa, ở tiết điểm nào đó, phòng sắt bụi bẩn không có một ai. Lúc này, một cái lồng sắt bay tới, trực tiếp xuyên qua vách tường phòng sắt, tiến vào trong phòng. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng sắt sáng lên vô số tia sáng, tất cả cấm chế bị khởi động. Xiềng xích to như tay em bé đột nhiên nhảy ra từ trong tường sắt, tạch tạch tạch. Sau một tràng tiếng vang dày đặc, Bùi Lăng lập tức bị khóa chặt ở chính giữa phòng. Trong chớp mắt xiềng xích kích hoạt, lồng sắt đột nhiên khuếch tán ra ngoài, trong khi chạm tới vách tường trong phòng sắt, hàng rào hư ảnh liên tiếp lấp lóe, lại đã hòa vào phòng sắt, trở thành một trong những cấm chế nơi đây. Đến lúc này, cuối cùng Bùi Lăng không duy trì được, hôn mê ngay tại chỗ. Địa giới Yến Tê Thành, trên một ngọn núi cao chót vót, mây che sương quấn, gió mạnh phần phật, ba tên tu sĩ phản hư đứng chắp tay, quần áo đẹp đẽ, bên hông đeo minh châu chiếu sáng rạng rỡ, trên đó là hai chữ Vân Truyện Tư Hồng vô cùng nổi bật. Cho dù cố hết sức thu liễm khí tức cường đại, phần tản ra vẫn khiến sinh linh xung quanh phủ phục căng thẳng. Cơ nhện huyết sắc rủ xuống giữa hư không, treo ngược rất nhiều tu sĩ chính đạo thân chịu trọng thương, vết máu đỏ tươi nhỏ xuống từng chút một, mùi máu tanh xen lẫn trong gió núi chậm chậm tản ra. Tư Hồng Đạt mặt không thay đổi nhìn đám người các sùng thế, chậm chạp không có động tác. Cách đó không xa, Tư Hồng Chẩn thúc giục nói, vì sao còn chưa ra tay? Tư Hồng Đạt cố gắng để mình giữ vững tỉnh táo, hắn ta không thể giết người nữa. Chỉ có điều, Tư Hồng Thị là một trong tam đại thế gia Trọng Minh Tông, tập tục mạnh được yếu thua đã sớm ăn sâu vào lòng người. Loại chuyện giết người phóng hỏa này, cho dù là hài đồng vừa hiểu chuyện đời cũng tập mãi thành thói quen, đã coi là đương nhiên. Bây giờ hắn ta không ra tay, phụ thân Tư Hồng Chẩn sẽ ra tay giúp hắn ta. Không được, phải tiếp tục kéo dài thời gian. Tư Hồng Thị phong tỏa không gian thiên địa này, truyền âm phù không thể kết nối với bên ngoài, nhưng một lúc sau, Đỗ Ách Quyên chắc chắn có thể phát hiện vấn đề. Nghĩ tới đây, Tư Hồng Đạt lập tức nở một nụ cười, nói, phụ thân, những năm qua ta chịu rất nhiều đau khổ ở Đỗ Ách Quyên, những người trước mặt này, mỗi một người đều có thù như biển lớn với ta. Cứ giết bọn họ như vậy, thật sự quá nương tay với những tên chó săn ngụy đạo này, ta muốn hưởng thụ một chút, chậm rãi dùng một lượt tất cả thủ đoạn thánh tông ta trên người bọn họ. Vừa trông coi, Tư Hồng Đạt tâm niệm vừa động, vừa dùng pháp lực ngưng tụ ra một lưỡi dao sải bước tiến lên. Thấy Tư Hồng Đạt đi về phía mình, các sùng thế nhướng mày, nhưng nhanh chóng hiểu được ý hắn ta, lúc này hai mắt nhắm lại, cố ý hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Chỉ có điều, tu sĩ chính đạo khác lại không nghĩ nhiều như vậy. Thấy Tư Hồng Đạt muốn tra tấn các sùng thế, lại thêm bản thân có thành kiến với ma tu, lúc này đều tức giận nói, Tư Hồng Đạt hóa ra thật sự là ngươi, thủ đoạn cao cường. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Không ngờ từ trong xương cốt ngươi vẫn là ma tu tàn bạo bất nhân, lại ngụy trang kín kẻ như thế, làm các trưởng trực lệnh và phí tiết cấp trưởng bị ngươi thuyết phục, ma đạo tặc tử, đúng là ma tính sâu nặng, không thể tin tưởng, chúng ta có chết, hồn phách ở trên cửu uyên chắc chắn cũng nguyền rủa ngươi mỗi ngày. Tư Hồng Đạt yên tĩnh nghe, chợt cố ý cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng. Trong lòng hắn ta rất tỉnh táo, hiện tại những người này nói thế nào, nghĩ như thế nào đều không quan trọng. Lúc này hắn ta nói càng nhiều, có thể trì hoãn thời gian càng lâu. Chỉ cần cuối cùng có thể cứu đám người các sùng thế này, có bị hiểu lầm cũng không sao. Nhưng ngay lúc hắn ta còn muốn tiếp tục lắm nhảm nữa, ba người Tư Hồng Thị lại không có kiên nhẫn bị chậm trễ bởi việc nhỏ này. Tư Hồng Chẩn thản nhiên nói, Đạt Nhi, từ khi nào ngươi trở nên lề mà lề mề như thế? Đừng nói nhảm với bọn họ, nhanh chóng ra tay. Nơi đây không nên ở lâu, thật sự muốn hưởng thụ, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Nghe vậy, trong lòng Tư Hồng Đạt lập tức căng thẳng, hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm lý do tiếp tục trì hoãn thời gian, nhưng lúc này, xoạt, toàn bộ màn trời huyết sắc đột nhiên bị xé vỡ thành hai mảnh, một luồng khí tức hùng hậu mênh mông, tùy tiện mãnh liệt lập tức bao phủ toàn trường. Ngay sau đó, một thủy cầu to lớn đột nhiên xuất hiện, kéo tất cả tu sĩ chính đạo vào trong đó. Cùng lúc đó tơ nhện huyết sắc treo ngược đám người các sùng thế không hề có lực đánh trả, trong nháy mắt đã đứt gãy. Sắc mặt ba người Tư Hồng Chẩn thay đổi, lúc này không rảnh chém giết đám người các sùng thế, ống tay áo vung lên một cái, vội vàng dẫn theo Tư Hồng Đạt trốn thật xa. Tình cảnh này diễn ra quá nhanh, Tư Hồng Đạt chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nghe một tiếng nói trong trẻo thật lớn đột nhiên vang vọng trong phương thiên địa huyết sắc này, thật can đảm. Dám ra tay với người đồ ách quyên ta, để lại mạng sám hối đi, vèo. L ngay sau đó, trong màn trời huyết sắc đột nhiên ngưng tụ ra một thanh hỏa kích khổng lồ nguy nga, chiều dài mấy trăm dặm, khí thế hung bạo như khai thiên tích địa, đập tới bốn người Tư Hồng thị. Đây là thực lực chỉ hợp đạo kỳ mới có, sắc mặt Tư Hồng chẩn trầm xuống, là Yến Tê Thành thái thượng trưởng lão, văn nhân linh sắc, rõ ràng mấy ngày trước đối phương còn ở trên chiến trường Oanh Châu Cửu Nghi Sơn, vì sao hiện tại nhiên địa giới trở về Yến Tê Thành rồi. Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tư Hồng chẩn cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc này pháp lực phun ra một cái, đưa Tư Hồng đặt đến sau lưng, chợt hai tay bấm niệm phát quyết, quanh người huyết quang quanh quẩn. Vào lúc này, Tư Hồng Bạc và Tư Hồng Giảo cũng ăn ý bấm pháp quyết, quanh người dâng lên huyết quang đậm đặc như thực chất, khí tức ba người tăng vọt, quanh thần huyết quang cũng điên cuồng bốc lên, rõ ràng đã sử dụng một loại bí thuật thiêu đốt huyết mạch nào đó. Chợt hai lòng bàn tay Tư Hồng chẩn xoay chuyển chỉ lên trời, hướng lên trên từng chút một, giữa hư không lập tức xuất hiện một mặt khiên máu to lớn, khiên máu kia màu sắc cũ kỹ, đầy phù văn, lây dính rất nhiều vết máu cũ mới, thậm chí còn có máu mới không ngừng nhỏ xuống. Tư Hồng Bạc và Tư Hồng Giảo tự mình nâng lên một cánh tay, chia ra đè xuống hai vai Tư Hồng chẩn. Trong chốc lát, khiên máu đột nhiên bành trướng lại tăng thêm mấy phần, cũng càng thêm ngưng thực, khí tức càng nặng nề. Hỏa kích to lớn ầm vang rơi xuống, lúc này đập vào trên khiên máu. Oanh, khiên máu chỉ giữ vững được một tức, chợt chia năm xẻ bảy, vỡ nát ngay tại chỗ. Sau khi cự kích phá vỡ khiên máu, dư thế không giảm, tiếp tục đánh xuống, đập ầm ầm vào mặt đất. Ông, toàn bộ thiên địa huyết sắc đột nhiên chấn động. Công kích kinh khủng khiến mặt đất nứt ra ngay tại chỗ, nham tương nóng bỏng phun ra từ lòng đất. Cách đó không xa, sắc mặt ba người Tư Hồng chẩn thảm bại, huyết quang quanh người uể oải, rõ ràng toát ra màu sắc khí huyết khô bại, mang theo Tư Hồng Đạt tiếp tục bỏ chạy. Vừa rồi khiên máu bị phá, ba người lại thi triển bí thuật thiêu đốt huyết mạch, khó khăn lắm mới thành công tránh thoát một kiếp. Con đường trường sinh càng đi về sau, tấn thăng càng khó khăn, chênh lệch cũng càng cách xa. Mặc dù phản hư kỳ và hợp đạo kỳ cách một cảnh giới, nhưng giữa hai người lại là sự khác biệt như ngày đêm. Hiện tại bóng dáng văn nhân linh sắc còn chưa xuất hiện, chỉ cách không ra tay đã đẩy ba người bọn họ vào tuyệt cảnh. Chỉ một chiêu lần này, ba vị phản hư hợp lực lại mạo hiểm sống sót mấy lần, là văn nhân tư viên. Cũng may văn nhân tư viên kịp thời đuổi tới, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Ha! Ha! Ma đạo tặc tử Trọng Minh Tông, không phải các ngươi vừa rất đắc ý chơi mèo vờn chuột sao? Hiện tại có bản lĩnh đừng chạy. Tận đến giờ phút này, một đám tu sĩ chính đạo vừa gặp nguy hiểm mới kịp phản ứng, đều là vẻ mặt phấn chấn. Văn nhân tư viên đuổi tới, bọn họ hoàn toàn an toàn. Ngược lại, bây giờ người rơi vào tình thế nguy hiểm, dãy dụa đủ kiểu muốn chạy thoát lại là ba tên ma đầu phản hư kia. Vào lúc này, giữa hư không bên ngoài thủy cầu đột nhiên xuất hiện một nữ tu tóc ngắn cầm hỏa kích trong tay. Mái tóc nữ tu này chỉ đến ngang tai, tóc đen như đêm, mềm mại rối tung bên tai, màu da trong sáng trắng nõn như quả vải bóc vỏ, như tuyết đầu mùa dưới ánh trăng, đường nét vô cùng tinh xảo, khuôn mặt như vẽ. Lúc này mặc một bộ nhuyễn giáp vừa người, mảnh giáp tỉnh mịn như vảy cá, chiếc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo trong thiên địa huyết sắc, phát họa ra dáng người yểu điệu tinh tế của nàng. Nàng đạp không mà đứng, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này vung hỏa kích trong tay, giữa hư không lập tức hiện ra vô số huyễn ảnh hỏa kích to lớn bắn về phía ba người Tư Hồng chẩn. Mỗi một đạo huyễn ảnh hỏa kích đều ẩn chứa uy năng kinh khủng mà phản hư kỳ căn bản không thể đối đầu. Sắc mặt Tư Hồng chẩn rất khó coi, lần này bọn họ tới, cũng để ý kỹ trong khoảng thời gian này Đỗ Ách Viên không có cường giả tọa trấn, mới dám trực tiếp ra tay, nhưng không ngờ còn gặp được văn nhân linh sắc. Ba người đang muốn tiếp tục thôi động thủ đoạn thiêu đốt huyết mạch, nhưng ngay lúc này một đạo tường máu cao lớn như trời đột nhiên xuất hiện, dường như núi cao mọc trên đất bằng, trong nháy mắt chặn trước mặt bốn người Tư Hồng thị. Ngay sau đó, vô số huyễn ảnh hỏa kích rơi vào tường máu, ầm 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 ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa đánh tới từ bốn phương tám hướng, thế giới huyết sắc không ngừng rung động, bên ngoài thủy cầu xa xa dấy lên sóng to gió lớn, trong giây lát, tường máu ầm vang vỡ nát nhưng tất cả huyễn ảnh hỏa kích cũng đồng thời tan thành mây khói. Một đôi quỷ thủ to lớn nhô ra hư không, sau khi xé rách ra cái miệng lớn, hành cung bạch cốt khổng lồ chậm rãi na di ra, trong hành cung truyền ra một giọng nói mềm mại quyến rũ, văn nhân linh sắc, tình hình chiến đấu ở Oanh Châu đã dọa ngươi sợ mất mật rồi à. Chưa nói đến trốn về Yến Tê Thành ngay trong đêm, không dám đối đầu với tu sĩ cùng cảnh giới của thánh đạo ta, lại bắt mấy phản hư của Tư Hồng thị ta để trút giận, thật sự mất mặt xấu hổ. Tư Hồng Khuynh Yến, ba người Tư Hồng chẩn khẽ giật mình, chợt cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng không quan tâm nguyên nhân Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện ở đây, nhanh chóng bỏ chạy về phía hành cung bạch cốt,
lại không dừng lại chút nào. Văn Nhân Linh Sắc đang đuổi theo lại dừng, nhìn qua cung điện bạch cốt vắt ngang ngay trước mặt, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Cung điện bạch cốt này là hành cung của tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông. Nàng lạnh lùng nói, phản hư của Tư Hồng Thị ngươi dám ra tay với tiểu bối hóa thần chính đạo ta, tất nhiên phải trả giá đắt, ha ha ha. Trong hành cung truyền ra tiếng cười trộn quyến rũ của Tư Hồng Khuynh Yến, nàng lười nhác nói, chỉ lấy một ít vật liệu tu luyện mà thôi, Văn Nhân Linh Sắc ngươi cần gì phải hẹp hòi như vậy. Nổi giận như thế, còn tưởng ngươi bị thánh tử tông ta thải bổ nữa. Trong đôi mắt xinh đẹp của Văn Nhân Linh Sắc lập tức bùng lên ngọn lửa, muốn chết, oanh, đại chiến lập tức bộc phát. Đồ Ách Quyên, khu chữ địa, trên tiết điểm trận văn phức tạp, từng tòa phòng sắt im lặng đứng sừng sững. Tình huống khu chữ địa và khu chữ thiên khác với khu chữ huyền và khu chữ hoàng, hai khu vực này có địa sát chỉ khí quá nặng, vì vậy xưa nay cũng không có tiết cấp, trượng trực trông coi. Vốn lúc trưởng tù chưa rời đi, do hắn ta tự mình tọa trấn khu chữ địa, khu chữ thiên thì do Tư Ngục một mình trấn thủ. Nhưng hiện tại đại chiến chính ma khí thế hừng hực, bởi vì khu chữ thiên và khu chữ địa giới luật nghiêm khắc, cấm chế nghiêm mật, phạm nhân bị cầm tù ở đây không thể trốn thoát. Vì vậy, Tư Ngục và trưởng tù, thậm chí Tư Viên đều bị điều đi tham chiến. Lúc này trong một tòa phòng sắt ở khu chữ địa, căn phòng trống rỗng chỉ có phù văn giam cầm lấp lóe ánh sáng nhạt, không ngừng áp chế tu vi, thực lực tù phạm bên trong. Toàn bộ khu chữ địa càng ảm đạm hơn khu chữ huyền và khu chữ hoàng. Địa sát chỉ khí sền sệt, bụi bẩn sương mù mịt tràn ngập toàn bộ khu vực, trong phòng sắt lạnh lẽo thấu xương như hầm băng. Lúc Bùi Lăng ngơ ngác đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đứng trên một hồ nước cực lớn. Hồ này vô cùng rộng lớn như vô biên vô hạn, nước trong như gương, bình tĩnh như gương. Hắn không sử dụng bất kỳ pháp lực gì, đặt chân phía trên nước hồ lại không hề có ý chìm xuống. Xung quanh yên tĩnh, không nghe thấy chút tiếng động nào. Bùi Lăng đứng trên hồ, hơi nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, đây là thức hải của mình. Trước đó hắn dùng hệ thống ủy thác cầm thiên thủ, kết quả hệ thống tu luyện môn thần thông thức hải này, không biết chọc phải thứ gì, đối phương thuận theo môn thần thông này cầm thiên thủ, cách không đánh hắn bị thương. Hiện tại, hắn còn chưa thức tỉnh trong hiện thực, mà xuất hiện ở trong thức hải. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, xem ra lần này mình bị thương càng nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng. Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn lại dưới chân, mặt hồ bình tĩnh như gương, hoàn mỹ chiếu ra thân hình của hắn. Ngay lúc hắn nhìn xuống phía dưới, cái bóng trong hồ cũng đang cúi đầu nhìn hắn, hình ảnh phản chiếu giống hệt Bùi Lăng, chỉ là lúc này khóc miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, toàn thân tản ra khí tức quỷ quyệt, sa đọa, tà dị. Bùi Lăng nhướng mày, lập tức nhận ra đây là tâm ma của mình. Hắn vẫn sử dụng hệ thống tu luyện, vốn không tồn tại bất kỳ tâm ma gì, nhưng trước đây không lâu tiến vào kiểm tra giám tâm hồ thất bại, đã để tâm ma lợi dụng thời cơ. Chỉ có điều, tâm ma vừa sinh sôi, dưới tình huống bình thường chắc thực lực không mạnh, lúc này điều mà tâm ma khiến người ta khó đề phòng nhất, lại là ngụy trang và che giấu năng lực, khiến tu sĩ không thể phân biệt. Nếu phát hiện được, chỉ cần người có đạo tâm kiên định, không khó hoàn toàn chém giết nó. Nhưng bây giờ hắn nhìn tâm ma này, lại cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ không bình thường. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cái bóng trong hồ chậm chậm biến hóa, vốn tâm ma có khuôn mặt không khác gì hắn. Đột nhiên hóa thành một bóng dáng bị vô số xiềng xích trói buộc, hắn ta đứng thấp thoáng trong rất nhiều xiềng xích, không thấy rõ lắm, chỉ có thể phán đoán vị trí từ xiềng xích, lúc này dáng vẻ đối phương nhàn nhã như đang nằm chống tay, nhìn như ôn hòa nhưng khí tức lại cường đại hơn tâm ma trước đó, dù phía trên xiềng xích không ngừng lấp lóe ánh sáng nhạt phong cấm áp chế, nhưng vẫn không ngăn được ma khí bốc hơi quanh người hắn ta, lại cuồn cuộn như nước thủy triều. Thấy cảnh này, Bùi Lăng sầm mặt lại, lập tức biết đây là một kẻ ngoại lai. Tâm ma chỉ là một cái kiếp nổ để đối phương mượn cơ hội xâm nhập vào thức hải của mình. Đây là sự tồn tại vừa ra tay với hắn. Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Cái bóng trong nước hồ bị vô số xiềng xích trói buộc khẽ cười một tiếng, sau đó trả lời, ta là ngươi. Còn chưa nói hết câu, xiềng xích vốn trấn áp trói buộc người này đột nhiên đứt gãy từng chiếc, lại gào thét bay về phía Bùi Lăng ở trên mặt hồ. Từ nơi sâu xa, trong lòng Bùi Lăng có dự cảm, nếu mình bị những này xiềng xích trói lại, vậy sẽ hoàn toàn trao đổi vị trí với sự tồn tại này. Đối phương thay thế mình, xuất hiện ở khu chữ địa, mà mình sẽ trở thành thế thân của đối phương, bị khóa vào trong khu chữ thiên. Hắn không hề do dự chút nào, lập tức đằng không mà lên, bốn ngón tay thành đao đánh về phía xiềng xích đập vào mặt mà tới. Mấy đạo đao khí áp súc đến cực điểm giăng khắp nơi, chém về phía rất nhiều xiềng xích. Xiềng xích gào thét bay múa như vô số cự mãng, đánh về phía Bùi Lăng. Oanh, tia lửa tung tóe khắp nơi, đao khí vỡ nát. Xiềng xích đánh tới trước tiên cũng vô lực rũ xuống, nhưng cùng lúc đó, rầm rầm.
tiếng động không biết bao nhiêu xiềng xích tấn công vang vọng trên hồ. Bóng người bị trói đột nhiên thoát khỏi cái bóng, cũng xuất hiện trên mặt hồ giống với Bùi Lăng, đứng đằng xa giằng co, vù, 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 bỗng nhiên, gió nổi lên, lúc tiếng xiềng xích chấn động vang vọng, hồn phong sắc bén như đao đột nhiên sinh ra, mặt hồ vốn trơn nhẵn như gương lập tức gợn sóng, trong khoảnh khắc, hồn phong kéo theo nước hồ hình thành một đạo lốc xoáy đỉnh thiên lập địa, ầm ầm gào thét đánh úp về phía Bùi Lăng, quanh người Bùi Lăng lan tràn ra bóng tối như thực chất, lặng yên không một tiếng động thôn phệ hồn phong. Ngay sau đó, trong mắt hắn ẩn hiện ánh lửa, phù văn xen lẫn, liên tiếp thi triển Vĩnh Chú Thần Thông Lãng Quên Chỉ Pháp, ngay sau đó nhanh chóng chém ra vô số đao khí huyết sắc. Rõ ràng khí tức của bóng người bị vô tận xiềng xích trói buộc đã giảm xuống một chút, chỉ có điều đối phương không hề chịu ảnh hưởng của Lãng Quên Chi Pháp, chỉ hơi một tiếng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã tiện tay vung lên, tiếng xiềng xích va chạm răng rắc răng rắc răng rắc rợn người không ngừng vang lên như vô số mãng xà quấn dao xoay quanh. Ngay sau đó cơn gió mạnh nổi lên xung quanh, không gian rung động, vòng xoáy xiềng xích khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc thôn vệ tất cả đao khí. Sau đó, xiềng xích đột nhiên chìm vào trong hồ, Bùi Lăng đang muốn hành động, ngay lúc hắn đặt chân vào trong hồ, đột nhiên vô số xiềng xích bắn ra, đâm về phía hắn từ bốn phương tám hướng. Cả người hắn như cắt hình lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài xiềng xích vây quanh, đột nhiên dùng ra ngũ quỷ thiên la độn. Ngay sau đó, ống tay áo Bùi Lăng không gió mà bay, phần phật tung lên, khí tức toàn thân tăng vọt, bóng tối như thực chất, như nước chảy xuôi mà ra, cùng lúc đó đã thi triển Trường Hận Chú. Bóng tối lại im hơi lặng tiếp tràn ngập, bao phủ về phía bóng người, chẳng mấy chốc, người kia đã bị nuốt hết, mượn bóng tối che giấu, Bùi Lăng lập tức chém ra vô số đao khí, đánh thẳng vào các nơi yếu hại trên người đối phương, rầm rầm, trong bóng tối không phân biệt được đồ vật, tiếng xiềng xích di chuyển đập vào nhau đột nhiên vang lên, dường như vạn xà đi khắp nơi, keng keng keng. Trong tiếng vang len ken dày đặc, xiềng xích gào thét nhốn nháo, đỡ được tất cả đao khí, trong khoảnh khắc, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, xiềng xích không ngừng rung rẩy, phù văn điên cùng lấp lóe ánh sáng nhạt, cùng lúc đó, đao khí như bươm bướm nhào tới, lần lượt chạm vào nhau lại nhanh chóng bị chôn vùi. Chiến đấu một lát, Bùi Lăng dần yên lòng, có lẽ đối phương bị giới luật áp chế, lực lượng xâm nhập vào trong thức hải của mình rất có hạn, hoặc là tâm ma của mình mới ra đời, quá yếu đuối, hiện tại trong đối phương như hung uy hiển hách, trên thực tế lại không làm gì được mình. Nghĩ đến đây, đao ý quanh người Bùi Lăng bừng bừng phấn chấn, sát cơ càng tăng lên, đột nhiên hắn chém một đao về phía bóng người, ánh sáng huyết sắc như pháo hoa giữa trời, trong chớp mắt chiếu sáng bóng tối một phương, dù cho là thị lực tu sĩ, cũng khó có thể bắt giữ tốc độ kia, đao quang chém ngang qua như đột nhiên cắt đứt thiên hà, đại dương huyết sắc mênh mông tùy ý như vô biên vô hạn, lấy khí thế không thể ngăn cản, uy năng gào thét bốc lên, muốn ép hết tất cả. Nơi huyết quang đi, bóng tối sền sệt tạm thời lui tránh, cùng lúc đó, âm phong chợt sinh ra, vô số hồn thể tối tăm mờ mịt lặng yên hiện ra, theo huyết quang rít lên giăng khắp nơi, đột nhiên lôi kéo ra một tấm võng lớn, trong khoảnh khắc giăng toàn bộ tầm mắt như thủy ngân chảy ra, không để lại chút chỗ trống chạy trốn nào. L âm hoạch không minh trảm, trong bóng tối, trung tâm vô số xiềng xích trói buộc, vốn vẻ mặt tù phạm kia rất ung dung, hiếm khi nào lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, tâm niệm vừa động, tất cả trói xiềng xích buộc hắn ta lập tức xen lẫn thành lá chắn, vẫn cản ở trước mặt hắn ta. Keng, tiếng động nặng nề khi kim thiết chạm nhau vang lên, âm hoạch không minh trảm ngang nhiên rơi xuống chỉ thoáng bị ngăn cản, chợt chém ra tấm lưới do xiềng xích quấn dao, thuận thế rơi xuống, chém bóng người thành hai khúc, bóng người bị chém làm hai không chảy ra bất kỳ máu tươi gì, trong vết thương của hắn ta lại có vô số xiềng xích kéo dài, theo tiếng xiềng xích vang động rầm rầm, chẳng mấy chốc bóng người bị khâu lại với nhau, trong giây lát đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có điều, rõ ràng khí tức của hắn ta lại suy yếu một đoạn. Nhưng lúc bóng người khôi phục, ngón tay phải của Bùi Lăng nhỏ máu, liên tục huy động ở trong hư không, nhanh chóng viết xuống, nơi đây không thể dùng kiếm. Sau đó lập tức thi triển Đọa Huyết Chú và Vĩnh Chú Thần Thông với hàng chữ vân triện này. Ngay sau đó, hắn lại dùng ngón tay trái nhanh chóng viết xuống một hàng chữ khác, nơi đây không được đeo xiềng xích, cũng thi triển Đọa Huyết Chú và Vĩnh Chú Thần Thông với hàng chữ vân triện này. Thi triển Sinh Tử Hiến Lệnh thành công. Ngay sau đó, bóng người hừ lạnh một tiếng, lập tức nhận lấy nguyền rủa của Sinh Tử Hiến Lệnh, khí tức lại bắt đầu hạ xuống. Bùi Lăng không cho đối phương cơ hội thở dốc, lúc này lại thi triển Âm Hoạch Không Minh Trảm, rầm rầm rầm. Trong bóng tối, đại chiến hừng hực. Tròn nửa canh giờ sau, bóng tối trên mặt hồ lặng yên tản đi. Bùi Lăng đứng trên mặt nước, mặt phủ sương lạnh, vô cùng lạnh lẽo. Cách hắn ta không xa, bóng người đã mất đi tất cả lực lượng như một tấm giấy cắt lơ lửng, chìm nổi trên mặt nước, rầm rầm,
tiếng xiềng xích va chạm lại vang lên, đã thấy trong hồ nước trong veo có vô số xiềng xích nhô ra, kéo bóng người như cắt giấy kia chìm vào đáy nước. Ngay sau đó, dưới bàn chân trống vắng của Bùi Lăng lại xuất hiện cái bóng. Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy mình nằm trong một căn phòng sắt đen trống rỗng, vách tường xung quanh được chế tạo từ sắt đen, điêu khắc vô số phù văn phong cấm áp chế, ngay cả nóc phòng và mặt đất cũng không ngoại lệ. Trong cảm giác, xung quanh còn có rất nhiều cơ quan và cấm chế, mình chỉ cần có bất kỳ hành động muốn cưỡng ép phá vỡ căn phòng sắt đen nào, thứ chờ đợi hắn là một kích lôi đình. Bùi Lăng không quan tâm đến tình cảnh lúc này, giữ nguyên tư thế nằm ngửa, ánh mắt nhìn về phía nóc phòng hơi có vẻ tan rã, thở dốc từng hơi, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán. Cuối cùng đã trở lại thực tế vừa rồi kịch chiến trong thức hải, suýt nữa hao hết toàn bộ pháp lực của hắn. Một lát sau, cuối cùng hắn đã có sức lực ngồi dậy, lần này chịu thiệt thòi lớn, tiếp theo tuyệt đối không thể dùng hệ thống tu luyện thuật pháp loại công kích nữa. Cũng vì Bùi Lăng vạn kiếp hóa thần, nội tình thâm hậu vượt xa thiên kiêu bình thường, đổi lại là hóa thân kỳ khác, vừa rồi chắc chắn đã để đối phương thành công, biến thành khôi lỗi hoặc vật chứa, chờ chút nữa phải lấy mấy môn thủ đoạn chính đạo ở chỗ Tư Hồng Diệu Ly, loại trừ toàn bộ thuật pháp, chỉ lấy đan phương và bản vẽ đúc khí, hiện tại, khôi phục trước. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa ủy thác huyết đao chân giải, len ken. Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài. Một khóa ủy thác, trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ, len ken. Kiểm tra ra hồn phách của ký chủ bị hao tổn, kiểm tra ra thần hồn bản nguyên, len ken. Hệ thống bắt đầu luyện hóa thần hồn bản nguyên cho ngài, khu chữ thiên, mưa sát khí nhỏ tí tách như vĩnh viễn không dừng lại. Trong huyệt động ở phía dưới cùng vách vực sâu, tù phạm bị từng tầng xiềng xích trấn áp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mặc dù bây giờ hắn ta bị độ ách viên trấn áp, một thân thực lực không phát huy ra một phần vạn, nhưng chỉ là một hóa thần lại có thể thoát khỏi sự ăn mòn của hắn ta, hóa thần kỳ sẽ không có thần hồn cường đại như thế. Chỉ hơi suy nghĩ, tên tù phạm này đã hơi mỉm cười một cái, không tiếp tục để ý việc này, cũng không biết tiểu bối hóa thần kia xảy ra chuyện gì, không hiểu sao lại ra tay với mình, hắn ta đóng cửa ở nơi đây nhiều năm, đã sớm lười để ý thế sự, sau khi bị tập kích cũng tiện tay phản kích một chút. Nếu đối phương bị hắn ta ăn mòn thành công, từ đó thay mận đổi đào, thay thế hắn ta chịu sự trấn áp của rất nhiều xiềng xích, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng tiểu bối này đã chạy thoát từ dưới tay hắn ta, mặc kệ có bí mật gì, dùng thủ đoạn gì, hắn cũng có năng lực của mình. Chuyện ấy sẽ dừng ở đây, lấy tu vi và thực lực của hắn ta, cũng khinh thường tiếp tục cuốn lấy. Nghĩ đến đây, tù phạm khôi phục vẻ nhàn nhã, lại nhắm hai mắt nghỉ ngơi như trước đó, nhưng ánh mắt hắn ta vừa khép lại, đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở phía trên một băng nguyên băng tuyết đầy cả trời đất. Mảnh băng nguyên này mênh mông vô bờ, vô số núi tuyết cao vút đứng sừng sững trong mây, trên mặt đất bằng phẳng có từng bức tượng băng san sát. Những bức tượng băng có nhân tộc, dị tộc, yêu tộc, quỷ vật, trong vỏ băng óng ánh, bao vây từng bộ thi thể đã mất đi sức sống lại khuôn mặt như sống. Mặc dù đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng mỗi một bộ thi thể vẫn tản ra khí tức vô cùng cường đại. Tù phạm đứng một mình ở trung tâm băng nguyên, nếu mày nhìn tình cảnh quen thuộc trước mặt, là ai to gan như thế, ngay cả thức hải của hắn ta cũng dám xâm lấn. Hắn ta cúi đầu xuống, nhìn về phía mặt băng dưới chân, mặt băng óng ánh sáng long lanh như thủy tinh, rõ ràng soi sáng ra cái bóng bản tôn, lại là một nữ tu khuôn mặt mềm mại, trên người mặc huyền bào, theo hành động của tù phạm, nàng cũng đang chậm rãi cúi đầu trong từ mặt băng, nhìn về phía hắn ta, dùng một đôi mắt thuần trắng, sa đọa, hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng, bạo ngược. Đủ loại khí tức nhanh chóng tản ra, trong chớp mắt thấy rõ nữ tử này, trong đầu bản tôn lập tức vang lên vô số tiếng thì thầm nói nhỏ, dường như trong chớp nhoáng này, có vô số người đang gào thét, kêu than, hò hét, thúc thiết, cầu khẩn, cầu nguyện, nguyền rủa bên tai, tù phạm vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Đúng vào lúc này, nữ tử trong mặt băng thản nhiên mở miệng, phàm nhân. Ngay sau đó, toàn bộ thức hải lập tức bị bóng tối bao trùm. Ba ngày sau, cửa vào đồ ách viên, truyền tống trận to lớn lấp lóe ánh sáng nhạt, bóng dáng văn nhân linh sắc dẫn theo một đám tu sĩ chính đạo xuất hiện ở trong trận pháp. Niếp Bích Lưu và Phí Túc đã sớm chờ đợi ở bên cạnh, thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón. Ngày đó, sau khi phát hiện không liên lạc được với đám người các sùng thế, bọn họ vội vàng xử trí chuyện đột nhiên xảy ra, vốn định mang theo pháp bảo Tru Ác Kỳ của Đỗ Ách Quyên đến đó tra rõ, nhưng chưa khởi hành đã nhận được tin tức văn nhân linh sắc kịp thời chạy đến. Vì vậy, tiếp theo hai người ở lại trông coi Đỗ Ách Quyên chờ đồng bạn trở về.
Tư Viên đại nhân hai tên tiết cấp trưởng tiến lên hành lễ với Văn Nhân Linh Sắc trước, chuyến này vất vả, không biết thương vong như thế nào. Văn Nhân Linh Sắc khẽ gật đầu, nói, đến kịp thời, chỉ hoảng sợ chứ không nguy hiểm, sau khi ăn đan dược đã không còn đáng ngại. Niếp Bích Lưu và Phí Túc nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì đó lại nghe Văn Nhân Linh Sắc phân phó, các ngươi sắp xếp bọn họ đi nghỉ trước, bản tọa muốn đi kiểm tra tình huống khu chữ thiên và khu chữ địa. Đám người vội vàng không người nói, vâng. Dặn dò mọi việc xong, Văn Nhân Linh Sắc lập tức phi thân lên, chạy về phía khu chữ thiên, đưa mắt nhìn Tư Viên đi xa, Phí Túc lập tức chuyển sang đám các sùng thế, lo lắng hỏi, các sư huynh, các ngươi thế nào? Lúc xuất phát, một đám các sùng thế đều tinh thần vô cùng khoan khoái, hăng hái, lúc này lại gần như người người khí tức bất ổn, các sùng thế tu vi hóa thần càng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã tổn thương nguyên khí. Trong đám người phía sau hắn ta, có mấy tên tu sĩ còn thiếu cánh tay thiếu chân, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nghe vậy, các sùng thế khẽ lắc đầu, nói, một lời khó nói hết, vẫn nên để mọi người đi nghỉ ngơi trước. Trước đó mọi người đều vừa rời khỏi Độ Ác Viên, hiện tại cũng không cần dẫn đường, sau khi hành lễ đều lần lượt giải tán. Chỉ có điều, các sùng thế lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Niếp Bích Lưu và Phí Túc lập tức hiểu rõ, vị này trưởng trực lệnh có chuyện muốn nói riêng với bọn họ, đi đến chỗ ta. Lúc này Niếp Bích Lưu nói, trong khí huyết của các sư huynh tổn thất không nhỏ, chỗ ta vừa vặn có linh trà có thể bổ dưỡng một hai. Các sùng thế nhẹ nhàng gật đầu, được. Không lâu sau, ba người ngồi xuống trong thư phòng Niếp Bích Lưu, nhóm lửa lò nhỏ màu đỏ, không nhanh không chậm nấu một bình nước linh tuyền. Nước suối chưa sôi trào, Phí Túc đã nóng vội hỏi, cụ thể xảy ra chuyện gì? Các sùng thế trầm giọng nói, là Tư Hồng Thị. Hơn nữa, người ra tay là ba người Tư Hồng Thị gia chủ Tư Hồng Chẩn, đại tộc lão Tư Hồng Bạc, và nhị tộc lão Tư Hồng Giảo, ba vị phản hư. Niếp Bích Lưu và Phí Túc giật mình, người trước cau mày hỏi, là vì đưa Tư Hồng Đạt đi, không sai. Các sùng thế gật đầu, chợt nói, Tư Hồng Đạt không có vấn đề, nếu không phải hắn cố ý giúp chúng ta trì hoãn một chút thời gian, dù Văn Nhân Tư Viên đuổi tới, cũng chỉ có thể bảo vệ thi thể chúng ta. Nghe vậy, Phí Túc thầm thở phào, sau đó lại hỏi, Văn Nhân Tư Viên đã đuổi tới, vì sao không thể cứu Tư Hồng Đạt? Các sùng thế lắc đầu nói, tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông Tư Hồng Khuynh Yến cũng xuất hiện sau đó, ngăn chặn Văn Nhân Tư Viên. Ba người Tư Hồng Chẩn nhân cơ hội dẫn theo Tư Hồng Đạt nghênh ngang rời đi. Văn Nhân Tư Viên và Tư Hồng Khuynh Yến đại chiến 3 ngày, lúc đánh lui Tư Hồng Khuynh Yến đã không thể xác định vị trí của Tư Hồng Đạt, lại thêm lo lắng Độ Ách Viên xảy ra chuyện, không rảnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, chỉ có thể mang theo chúng ta rời đi trước. Phí Túc khẽ giật mình, chợt thở dài, người không có việc gì thì tốt. Các sùng thế nghiêm mặt nói, lần này Tư Hồng Thị ra tay, dù là thời cơ hay địa điểm rõ ràng đều sớm đạt được tin tức, ta nghĩ có người tiết lộ tình huống của Tư Hồng Đạt. Nghe nói như thế, Niếp Bích Lưu và Phí Túc đều không thấy bất ngờ. Niếp Bích Lưu bình tĩnh nói, trước đó biết việc này, chỉ có ba người ta, Phí Sư Huynh và Tư Hồng Đạt. Tư Hồng Đạt đã không có vấn đề, vậy chắc chắn không phải hắn tiết lộ tin tức, mà ta và Phí Sư Huynh, mấy ngày nay đều đã xác nhận qua, chúng ta chưa hề lố miệng nói ra. Hiện tại chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, là một vị tiết cấp hoặc là trưởng trực nào đó lấy thủ đoạn mà chúng ta không biết, sớm biết được tình huống Tư Hồng Đạt, âm thầm truyền tin tức cho Tư Hồng Thị. Thứ hai, Ngô Tầm An đã gây chuyện ở khu chữ địa. Ngô Tầm An, các sùng thế nhướng mày, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lượt, tù phạm khu chữ địa có nhân vật như vậy sao? Thấy hắn ta không hiểu, Phí Túc lập tức giải thích, Ngô Tầm An này vốn là phạm nhân khu chữ Hoàng, ngày đó Tư Hồng Đạt thông qua kiểm tra giám tâm hồ, hắn cũng muốn tham gia ngay lúc đó, kết quả thất bại, bị giải vào khu chữ Huyền. Vốn ta định dạy dỗ người này thật tốt, ai biết cùng ngày hắn tiến vào khu chữ Huyền lại trực tiếp nghĩ cách cứu viện tù phạm khu chữ Thiên ngay trước mặt ta và Niếp sư đệ. Sau đó, hai chúng ta liên thủ suýt nữa không địch lại đao linh của đối phương. Cũng may trong lúc nguy cấp, không hiểu sao Ngô Tầm An này bị thương, chúng ta mới có thể nhốt hắn vào khu chữ địa. Với thực lực chân chính của Ngô Tầm An này, chỉ sợ còn mạnh hơn ba người chúng ta cộng lại. Hắn che giấu quá sâu, chỉ lấy tội danh tu vi kết đan kỳ chưa thể huyết tế toàn thành vào Độ Ách Viên, vì vậy vẫn bị giam ở khu chữ Hoàng. Trong thời gian này, đúng lúc Tư Ngục, Tư Viên và trưởng tù lần lượt rời đi, nếu đối phương muốn làm gì đó, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể phát hiện. Nghe đến đó, vẻ mặt các sùng thế nghiêm nghị, cùng ngày bọn họ bị tập kích, Ngô Tầm An này đã ra tay nghĩ cách cứu viện. Thật trùng hợp, phạm nhân khu chữ Thiên, tất cả như đã lên kế hoạch tốt từ trước đó. Niếp Bích Lưu lại nói, hiện tại người khả nghi nhất là Ngô Tầm An này, chỉ có điều, thực lực người này phi phàm, muốn thẩm vấn hắn, chỉ có thể mời Văn Nhân Tư Viên ra tay. Các sùng thế nghiêm nghị gật đầu, nhanh chóng nói,
chờ văn nhân tư viên kiểm tra tình huống khu chữ thiên và khu chữ địa xong, chúng ta sẽ đi mời nàng ra tay. Khu chữ địa, Trận Văn phức tạp trầm mặt lóe ra ánh sáng, phía trên tiết điểm, từng căn phòng sắt đen vắng lặng im ắng, sát khí ảm đạm quanh quẩn tràn ngập, cảnh vật ảm đạm, dường như toàn bộ khu chữ địa đều suy bại đã lâu, không có một ai. Leng keng. Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, chậm rãi ngước mắt, lúc này, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sợi thần hồn bản nguyên kia cực kỳ cường đại tĩnh thuần, khiến tu vi phóng đại, khoảng cách hóa thần trung kỳ đỉnh phong đã không xa, hơi hoạt động gân cốt, Bùi Lăng liếc nhìn xiềng xích trên người, khẽ nhíu mày, nơi này đã là khu chữ không phải khu chữ huyền và khu chữ hoàng có thể so sánh, địa, trình độ sát khí nồng đậm căn bản phải nhanh chóng rời khỏi độ ách uyên, nghĩ đến đây, hắn lấy ra truyền âm phù dùng để liên lạc với Tư Hồng Diệu Ly, nhưng còn chưa kịp thôi động đã thấy phù lục trong tay tản ra ánh sáng nhạt, lại là Tư Hồng Diệu Ly muốn truyền âm cho hắn trước một bước. Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, thúc giục phù lục. Ngay sau đó, giọng Tư Hồng Diệu Ly lập tức truyền ra từ đó, mang theo sự vội vàng, thánh tử, phu nhân đã đến phụ cận độ ách viên, nàng nói sẽ lập tức tới tìm ngươi báo thù rửa hận, ta không tiết lộ hành tung của thánh tử. Nhưng hình như phu nhân có thủ đoạn có thể định vị tung tích của thánh tử, hiện tại nàng rất chắc chắn thánh tử đang ở trong độ ách viên. Bây giờ phu nhân cực kỳ tức giận, thánh tử, ngươi nhanh chạy đi, khu chữ thiên, cục sương mù sát khí bay thẳng lên vòng trời, cơn mưa nhỏ âm hàn đến cực điểm bay lả tả, trong tầm mắt là một mảnh lờ mờ tối nghĩa. Văn nhân linh sắc đứng ở bên bờ vực sâu đưa mắt nhìn quanh, hơi tỏ ra nghi ngờ, hình như giới luật nơi này lỏng hơn chút, không, không chỉ khu chữ thiên. Là giới luật toàn bộ độ ách viên đều hứng chịu sự suy yếu, phát hiện điểm ấy, nàng không do dự nữa, lập tức thi triển độn thuật chui vào trong vực sâu, xiềng xích rủ xuống như dây leo, kéo dài vào từng huyệt động trên vách vực sâu, khóa lại từng tù phạm. Lúc này, gần như mỗi một tên tù phạm bị giam giữ đều đang liều mạng tránh thoát trói buộc, một cái huyệt động trong số đó, phía trên áo tù nhân của Luân Hồi Tháp La Đô chống chất từng vết máu cũ mới, có một sợi trong số xiềng xích khóa hắn ta lại đã xuất hiện mấy vết nứt nhỏ xíu. Cách đó không xa, một gã tù phạm thiên sinh giáo áo bào trắng cũng khí tức suy yếu, chống đỡ sự áp chế của xiềng xích và sự trừng phạt của giới luật, pháp lực phun trào quanh người như dự định phân ra một đoàn thần hồn tiến hành đoạt xác, ở đâu cũng có hành động giống vậy. Sắc mặt văn nhân linh sắc hơi trầm xuống, lúc này lạnh lùng quát, Tư Ngục không ở đây, chẳng lẽ chư vị cho rằng có thể chạy ra khỏi độ ách viên. Nói xong, nàng lập tức ra tay, hỏa kích nặng nề cao lớn như đồ chơi, đánh một vòng trong lòng bàn tay tinh tế trắng nõn. Bỗng nhiên dừng lại giữa hư không, ngay sau đó, vô số huyễn ảnh hỏa kích gào thét mà ra, xông vào trong hang động xung quanh, đỉnh 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 đỉnh, La Đô trơ mắt nhìn hơn 10 đạo huyễn ảnh hỏa kích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hung hăng đâm vào tứ chi, eo, cổ của mình, lực lượng cường đại khiến hắn ta không thể phản kháng bay lên không trung, cứ thế bay ra sau, cuối cùng, huyễn ảnh hỏa kích trực tiếp đóng đinh hắn ta vào trên vách hang, cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ từng vết thương, hắn ta không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Cùng lúc đó, trong huyệt động trên dưới trái phải hắn ta cũng truyền tới từng tiếng hỏa kích đâm vào người, thậm chí cả xương cốt đứt gãy, thân thể bị kéo đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập, đang xen với địa sát chỉ khí, trong chốc lát toàn bộ khu chữ thiên đầy tiếng kêu rên thê lương. Văn nhân linh sắc thờ ơ với điều này, sau khi dạy dỗ những tù phạm không an phận này, nàng tiếp tục đi xuống. Văn nhân linh sắc, ngươi chết không yên lành. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nguyền rủa tức giận của các phạm nhân, chờ lão tử đi ra, nhất định phải đồ diệt Yến Tê Thành, luyện toàn bộ thân tộc hảo hữu của ngươi thành thi khôi oan hồn. Sau khi lão tử ra ngoài, chuyện thứ nhất là lột da của ngươi ra. Chẳng mấy chốc, văn nhân linh sắc đi tới tầng dưới chót. Sau khi đến nơi đây, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Vốn nơi đây có một hang động giam giữ một vị phạm nhân cực kỳ quan trọng, cũng tuyệt đối không thể thả ra. Nhưng lúc này, nơi này lại bị một tầng bóng tối đậm đặc như thực chất bao trùm. Mặc cho nàng thi triển thủ đoạn dò xét như thế nào, đều hoàn toàn không thể dò xét bất cứ tình hình gì trong bóng tối. Văn nhân linh sắc không hề xa lạ với loại cảm giác này, đây là minh thiên chi vụ trong vĩnh dạ hoang mạc. Một lát sau, văn nhân linh sắc phi độn ra từ trong vực sâu khu chữ thiên, sắc mặt nàng lạnh như sương tuyết, giới luật thả lỏng, vĩnh dạ xâm lấn, cùng với trong cảm ứng của nàng, hình như khu chữ hoàng còn thêm một giới luật. Không ngờ mình, Tư Ngục và trưởng tù rời đi chưa đầy nửa năm, độ ách viên đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, lần này Niết Bích Lưu truyền âm cho nàng, mời nàng trở về tọa trấn, vốn tưởng chỉ là độ ách viên ra có chút rắc rối nhỏ,
không ngờ lại có nhiều vấn đề khó giải quyết như vậy. Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh sắc khẽ lắc đầu, lập tức truyền âm cho hai tên tiếp cấp trưởng, triệu tập tất cả người trông coi tập hợp ở quảng trường khu chữ Hoàng. Bản tọa phải biết tất cả những việc xảy ra sau khi Tư Ngục, trưởng tù và bản tọa rời đi trong nửa năm qua. Khu chữ địa, sát khí tràn ngập, vạn vật ảm đạm. Trong một căn phòng sắt đen, Bùi Lăng ngồi xếp bằng một mình dưới đất, một tấm truyền âm phù đang lơ lửng ở trước mặt hắn. Trên đó lấp lóe ánh sáng nhạt đang truyền ra một giọng nói quen thuộc, bây giờ phu nhân cực kỳ tức giận, thánh tử, ngươi nhanh chạy đi. Nghe Tư Hồng Diệu Ly truyền đến câu nói này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Tư Hồng Khuynh Yến tới gần Đỗ Ách Uyên, cái này cực kỳ tốt, rất không tệ. Lúc trước hắn không muốn bại lộ hành tung, lo lắng Tư Hồng Khuynh Yến sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện, nhưng bây giờ mục đích của hắn đã biến thành rời khỏi Đỗ Ách Uyên. Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là niềm vui bất ngờ với hắn. Vốn hắn dự định yêu cầu Tư Hồng Diệu Ly đưa cho mấy môn đan phương hoặc là bản vẽ đúc khí chính đạo, sau đó sử dụng hệ thống luyện đan hoặc là đúc khí, thông qua cách đưa tặng tài liệu rời khỏi Đỗ Ách Uyên, nhưng bây giờ không cần, trực tiếp ủy thác Ma Ha Sắc Diễn Quyển là được. Ma Ha Sắc Diễn Quyển cần lô đỉnh mới có thể tu luyện, trong phán định của hệ thống, Tư Hồng Khuynh Yến là lô đỉnh của hắn. Một khi ủy thác môn công pháp này, chắc chắn hệ thống sẽ thao túng hắn rời khỏi Đỗ Ách Uyên, đi tìm Tư Hồng Khuynh Yến. Quan trọng nhất là, lần này Bùi Lăng không cần lo lắng hệ thống gây chuyện, bởi vì lần trước hắn đột phá hóa thần trung kỳ, hệ thống đã đưa tặng đủ nữ tu trong Đỗ Ách Uyên, tất cả đều đưa tặng thành đạo lữ cho hắn. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, đạo lữ và lô đỉnh cũng không trùng hợp, nữ tu đã bị đưa tặng thành đạo lữ, sẽ không bị đưa tặng là lô đỉnh, ngược lại cũng thế. Điều này có nghĩa, hiện tại Ma Ha Sắc Diễn Quyển lại cần lô đỉnh, hệ thống cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài Đỗ Ách Uyên tìm kiếm. Đúng vậy, nếu ủy thác luyện đan hoặc là đúc khí, Bùi Lăng còn phải lo lắng hệ thống đưa tặng miễn phí, có khả năng tồn tại nguy hiểm. Nhưng bây giờ ủy thác Ma Ha Sắc Diễn Quyển một lại không có sơ hở nào, không cần kiêng dè điều gì hết, thậm chí, dù ủy thác thất bại, cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói, ta đã biết, nếu tiếp theo ngươi không có những nhiệm vụ khác, có thể tìm cơ hội rời khỏi Đỗ Ách Uyên. Tư Hồng Diệu Ly vội nói, vâng. Trong giây lát kết thúc truyền âm, Bùi Lăng thu hồi truyền âm phù, không hề do dự chút nào, lập tức nói ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy thác Ma Ha Sắc Diễn Quyển, len keng. Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài. Một khóa ủy thác, trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ, len keng. Kiểm tra ra tu luyện Ma Ha Sắc Diễn Quyển cần lô đỉnh, kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh, đang lục soát vị trí lô đỉnh, len keng. Kiểm tra ra lô đỉnh không ở khu phục vụ, hệ thống đưa tặng miễn phí một lô đỉnh mới, hả? Không ở khu phục vụ, vị trí thật sự của Đỗ Ách Uyên cách cửa vào ngoại giới rất xa xôi, Bùi Lăng bình tĩnh nghĩ đến, sau đó chờ đợi lần tu luyện này thất bại, dù sao trong Đỗ Ách Uyên này căn bản không có lô đỉnh phù hợp điều kiện của hệ thống còn có thể đột nhiên đưa tặng thay hắn hay sao? Đang nghĩ ngợi, hắn đã bị hệ thống điều khiển. Đường vân màu đỏ sậm trên người đột nhiên phun trào một trận, cùng nhau hội tụ ra sau lưng. Chẳng mấy chốc, một đoàn bóng tối như thực chất xuất hiện ở sau lưng hắn, nhanh chóng nhúc nhích một lát, lộ ra bóng dáng Mạc Lễ Lan. Nàng vẫy tay, bóng tối tản ra xung quanh đã hóa thành huyền bào phủ thêm lên đầu vai. Mạc Lễ Lan giãn tứ chi, bước chân nhẹ nhàng đi ra từ sau lưng Bùi Lăng. Ngay sau đó, hệ thống thao túng Bùi Lăng đưa tay phải ra chạm vào bàn tay của Mạc Lễ Lan. Ngay sau đó, bản thể Bùi Lăng đột nhiên hòa vào hóa thân. Bởi vì bản thể đột nhiên biến mất, tất cả xiềng xích khóa lại hắn vào trước đó đã tróc ra. Lúc này, hóa thân như trăng trong nước, hoa trong gương hơi rung động, lập tức một lần nữa hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng. Bùi Lăng dần cảm thấy hơi không ổn, cho đến bây giờ hệ thống không chỉ không nhắc nhở đưa tặng thất bại, ngược lại còn lợi dụng hóa thân giúp hắn thoát khỏi trói buộc của Trấn Ách Tỏa. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng Đỗ Ách Uyên không có nữ tu điều phù hợp kiện, nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng lý do, hệ thống đã trực tiếp thao túng thân thể hắn thi triển ngũ quỷ thiên la độn, bỏ chạy ra ngoài. Khu chữ Hoàng, đám người trông coi đứng trong đại trận, ở giữa kiến trúc nguy nga chen chúc có một quảng trường bằng phẳng rộng rãi. Văn Nhân Linh sắc không nói một lời, đứng chắp tay. Phí Túc và các sùng thế đứng sau nửa bước ở bên trái nàng, vị trí cách nửa bước phía bên phải là Niếp Bích Lưu. Giữa hư không phía trước bốn người có chuông khánh hiện ra, tự rung lên. Theo tiếng chuông khánh réo rắc, tiếp cấp, trượng trực khu chữ Hoàng, cùng tiếp cấp trượng trực khu chữ Huyền, lục tục ngo ngoe chạy tới. Một lát sau, nhìn trên quảng trường càng ngày càng nhiều người, lại không ai tiếp tục chạy đến, Văn Nhân Linh sắc hỏi, người đã đến đông đủ. Niếp Bích Lưu lắc đầu nói,
còn có một vị tống sư muội là trưởng trực lệnh khu chữ hoàng ta. Vừa nói xong, một đạo động quang bay tới từ nơi xa, lộ ra bóng dáng Tư Hồng Diệu Ly. Hai gò má nàng ửng đỏ, cả người còn có vẻ ẩm ướt, hiển nhiên vừa tắm ra. Sau khi hạ xuống đất, thấy bóng dáng bị Niếp Bích Lưu và Phí Túc chen chúc ở giữa, trong lòng lập tức giật mình, văn nhân linh sắc đã về Đồ Ách Uyên. Lúc này, Niếp Bích Lưu trầm giọng nói, tống sư muội, mau tới đây. Tư Hồng Diệu Ly gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh Niếp Bích Lưu đứng vững. Thấy người đã đến đông đủ, văn nhân linh sắc lập tức phân phó, nói xem nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì. Chợt nhẹ gật đầu với Phí Túc và Niếp Bích Lưu, hai người các ngươi nói trước. Nghe vậy, Niếp Bích Lưu lập tức bẩm báo, lúc đầu việc này không thích hợp, là một vị tù phạm tên là Long Thao Nhĩ. Không lâu sau, khu chữ Hoàng xuất hiện nguyền rủa, ta mượn pháp bảo Tam Sinh Kính từ tông môn. Long Thao Nhĩ tự bạo bỏ mình. Trong nửa năm tiếp theo, tổng cộng có 83 trận ẩu đả, tình huống tham gia cụ thể, theo thứ tự là, liên quan tới xúc phạm giới luật. Ngay vài ngày trước đó, có tên nữ tu hóa thần đột nhiên xuất hiện, chẳng những cướp giật Tống sư muội, Lâm sư muội, Trần sư muội, Thẩm sư muội và Triệu sư muội, còn từng có người thấy nàng nghênh ngang phi độn phía trên vòng trời. Trải qua điều tra, dung mạo và nhục thân nữ tu hóa thần kia, nghi là đệ tử Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan đã chết. Khả nghi nhất là tù phạm cũ của khu chữ Hoàng, Ngô Tầm An. Lúc đi vào tu vi của người này chỉ là kết đan, tội danh là chưa thành công huyết tế toàn thành, vốn không lộ ra trước mắt người đời, không ai chú ý. Nhưng sau khi Tư Hồng Đạt thông qua kiểm tra giám tâm hồ, hắn cũng muốn kiểm tra. Kết quả lại để lộ ra tu vi hóa thần kỳ trong hồ. Văn nhân linh sắc mặt không thay đổi nghe, một giới luật mới tăng thêm ở khu chữ Hoàng là vị Long Thao Nhĩ kia bày ra. Đây là chuyện không thể nào. Một phạm nhân không có tu vi nguyên anh có, không thể làm được điểm ấy. Suy nghĩ đảo quanh, nàng đột nhiên hỏi, đã sử dụng Tam Sinh Kính, bản tướng của tù phạm Ngô Tầm An ở trong Tam Sinh Kính là như thế nào? Niếp Bích Lưu đang muốn trả lời, đột nhiên vẻ mặt khẽ giật mình, lúc ấy hắn ta sử dụng Tam Sinh Kính, từ đầu tới đuôi Ngô Tầm An kia chưa từng xuất hiện. Cái này, đây là có chuyện gì? Chuyện lớn như vậy, vì sao lúc trước mình không phát hiện? Không, không chỉ hắn ta, khi đó tất cả tiếp cấp, trưởng trực ở đây, cùng những phạm nhân khác khu chữ Hoàng không hề phát hiện vấn đề, cứ như tất cả mọi người đều quên sự tồn tại của Ngô Tầm An. Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu vội vàng nói, Ngô Tầm An chưa từng dùng Tam Sinh Kính, lúc ấy chúng ta cũng quên hắn. Hàng lông mày như núi xa của văn nhân linh sắc hơi cau lại, nói thế nào Niếp Bích Lưu cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường sao có thể xuất hiện sơ sẩy như vậy. Giải thích duy nhất là Ngô Tầm An kia có vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía Phí Túc. Phí Túc đang nghe truyện trên TV audio CV nói, những năm gần đây, ta vẫn trợ giúp Tư Hồng Đạt thay đổi triệt để. Sự vụ trong vòng nửa năm qua đều giao cho tiết cấp thủ hạ lo liệu thay, chỉ có việc lớn đặc biệt quan trọng mới có thể hỏi đến. Trong nửa năm qua, cũng không có việc lớn nào bẩm báo đến trước mặt ta. Chỉ có ba ngày trước, ta và Niếp sư đệ liên thủ đối phó Ngô Tầm An. Sau khi hắn ta nói xong, trưởng trực lệnh các sùng thế khu chữ Huyền nói, ta vẫn phụ trách hình phạt khu chữ Huyền. Nửa năm qua ngoại trừ ba ngày trước hộ tống Tư Hồng Đạt tiến về chiến trường Oanh Châu bị tập kích, tất cả bình thường. Hai vị tiết cấp trưởng và trưởng trực lệnh khu chữ Huyền nói xong, tiếp theo đến lượt trưởng trực lệnh khu chữ Hoàng. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Tư Hồng Diệu Ly lập tức nói, lúc mới bắt đầu có nguyền rủa ở khu chữ Hoàng, ta từng khai lò luyện chế khu chú đan một lần, đáng tiếc nguyền rủa quá mạnh, hình như khu chú đan do ta luyện chế không có hiệu quả gì. Sau đó, từng tiết cấp và các trưởng trực bên dưới kể rõ việc xảy ra trong nửa năm qua. Văn nhân linh sắc nghiêm túc nghe, hiện tại tình nghi lớn nhất là ma tu tên Ngô Tầm An kia. Chỉ có điều, việc liên quan đến giới luật Đồ Ách Uyên buông lỏng, nàng không thể bỏ qua bất kỳ một chi tiết gì. Giao giới khu chữ địa và khu chữ huyền, một tòa núi cao như bình phong mọc trên đất bằng, tầng nham thạch trần trụi đã sớm bị địa sát chỉ khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, theo âm phong cuốn qua, thỉnh thoảng có mảng lớn mảnh đá rì rào rơi xuống. Từ trên cao nhìn lại, tòa núi cao này như là một ranh giới ngăn cách hai khu vực. Khu chữ địa đậm đặc địa sát chi khí dừng bước bên cạnh núi cao, đến khu chữ huyền ở phía bên kia, mức độ đậm đặc của sát khí lập tức hạ xuống trên phạm vi lớn. Trên núi cao, bóng dáng Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện. Lúc này trong lòng của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ, trấn ách tỏa ở khu chữ địa có thể thông qua cách hóa thân tách rời trước rồi dung hợp lại để thoát khỏi. Căn phòng sắt đen giam giữ mình thì có thể dùng ngũ quỷ thiên la độn trực tiếp thoát thân. Thế nhưng, chắc không đơn giản như vậy. Toàn bộ Đồ Ách Uyên, thứ trói buộc mạnh nhất với phạm nhân không phải là những trấn ách tỏa và tù thất thấy được, mà là giới luật ở khắp mọi nơi. Chỉ là hắn dùng hệ thống ủy thác, có thể hoàn toàn tránh đi giới luật nơi đây. Lúc này hệ thống bỗng nhiên dừng thi triển ngũ quỷ thiên la độn,
ngừng chân nơi đây, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ. Độ ách uyên có 4 khu vực thiên, địa, huyền, hoàng, từ khu chữ hoàng đến khu chữ thiên, giới luật cái sau nghiêm ngặt hơn cái trước. Căn cứ vào sự hiểu biết của Bùi Lăng, phạm nhân mỗi khu cũng không thể rời khỏi khu vực giam giữ mình, trừ khi có triệu lệnh. Không, chắc điều này giới hạn ở khu chữ hoàng và khu chữ huyền, phạm nhân hai khu này, hoặc là tính nguy hiểm không cao, hoặc là tu vi không cao, hoặc là tính nguy hiểm cùng tu vi đều không cao. Vì vậy, nói một cách tương đối sự ước thúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng từ khu chữ địa trở lên, dù là mức độ sát khí đậm đặc hay sự ước thúc và giới luật với phạm nhân, đều không phải thứ mà khu chữ hoàng và khu chữ huyền có thể so sánh, có lẽ cho dù có triệu lệnh, cũng không được rời đi. Nếu bây giờ hệ thống trực tiếp khống chế mình rời khỏi khu chữ địa, chắc chắn lập tức bị giới luật phản vệ, còn bây giờ, sau khi hệ thống thăng cấp có thể tránh chướng ngại từ trước, bởi vậy cũng chỉ có thể dừng lại. Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng phát hiện mình đột nhiên bắt đầu vận chuyển thực nhật bí lục, chẳng mấy chốc bóng dáng của hắn dập dờn một trận như hoa trong gương, trăng trong nước, lại hóa thành một lão giả áo bào đỏ dáng người thon gầy, tóc xõa chân trần. Lão giả này râu tóc bạc trắng, khí tức tinh khiết, quanh người không có chút dao động tu vi nào, khí thế lại cực thịnh, không giận tự uy, ánh mắt tùy ý đảo qua đã có cảm giác áp lực khó nói lên lời đập vào mặt. Ngay sau đó, ngay lúc trong lòng Bùi Lăng đầy nghi ngờ, hắn bị hệ thống điều khiển, vừa sải bước ra, lập tức từ khu chữ địa, tiến vào khu chữ huyền. Trong lòng Bùi Lăng giật mình, nhưng chờ giây lát lại không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, hệ thống chỉ huy thân thể hắn bước đi, nghênh ngang đi đến khu chữ hoàng. Hệ thống dùng thực nhật bí lục lừa được giới luật nơi đây. Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, giới luật độ ách viên là lấy lực lượng pháp tắc chế định, hệ thống vận chuyển thực nhật bí lục, thậm chí có thể che đậy cả pháp tắc. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, cực kỳ tốt. Đây là một mạch suy nghĩ không sai. Lần này hệ thống mù quáng đưa lô đỉnh cho hắn, chắc chắn hắn không thể thực hiện mục đích rời khỏi độ ách viên. Nhưng tiếp theo chỉ cần hắn tiếp tục ngụy trang thân phận này, biết đâu có thể quang minh chính đại rời khỏi độ ách viên. Chỉ có điều, cũng không biết vì duy trì thực nhật bí lục hay vì lý do gì khác, sau khi bước vào khu chữ huyền, hệ thống chưa sử dụng lại ngũ quỷ thiên la độn đi đường, mà đi từng bước một. Đi không bao xa, phía trước đang vang lên xiềng xích va đập và tiếng hò hét, lại là mấy tù phạm khu chữ huyền đang xảy ra xung đột, kéo trấn ách tỏa, xách hòn đá hỗn chiến thành một đoàn. Ngoài ra còn có mười mấy tên tù phạm đứng xem ở nơi gần chỗ xa, thỉnh thoảng mở miệng đổ thêm dầu vào lửa. 3, 7, 18, cư lão, tiểu tử này đã đập ngươi tròn 18 cái rồi, bàn về tuổi tác, hắn làm chất tử ngươi cũng không quá đáng, ngươi không cho hắn biết thế nào là lễ độ à, hoàng phủ lão ma, không phải ngươi thường xuyên nói khoác năm đó ngươi có công tích vĩ đại sao? Chỉ thế này, chỉ thế này, nghe vậy, vốn đám tù nhân đang ra tay đánh nhau, ra tay càng ngày càng nặng, trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu rên vì nhục thể chịu một kích nặng nề. Mấy tên tù phạm này, từng người khí tức bạo ngược, sát khí đầy người, nhìn một cái đây đúng là loại người nợ máu từng đống. Lão bất tử một tù phạm khoảng trên dưới 20 tuổi nắm lấy một khối đá nhọn, bên trên loang lỗ vết máu, cười lạnh nhìn về phía tù phạm già ở đối diện, dám đối đầu với ta, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường, đưa lão phu lên đường. Tù phạm già âm trầm nhìn hắn ta, tay cầm một cây quốc đá vẫn nhỏ máu, ánh mắt như rắn độc ẩn núp, nếu tiểu súc sinh nhà ngươi có gan xúc phạm giới luật, còn có thể sống đến hôm nay. Lúc nói chuyện, hai người đã lao vào đánh nhau, chỉ một thoáng huyết nhục bắn ra. Vào lúc này, Bùi Lăng biến thành lão giả mặt không thay đổi đi ngang qua từ bên cạnh, từng bước một đi đến nơi xa. Mấy tên tù phạm ẩu đã say sưa, thấy có người ra trận đang muốn cùng ra tay với hắn, lúc quay đầu thấy rõ hình dáng tướng mạo của Bùi Lăng, lập tức sợ đến run rẩy một cái, trong nháy mắt trận đánh nhau dừng lại, từng người nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh, đám tù phạm vây xem cũng câm như hến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích, mãi cho đến khi Bùi Lăng đi xa, không thấy bóng lưng nữa, những tù phạm này mới thở phào lau trán, mồ hôi lạnh đã túa ra làm áo tù ướt nhẹp, tại sao vị kia lại đến huyền. Trong giây lát, mới có người run rẩy mở miệng, khó hiểu nói, im lặng. Nhưng vừa hỏi một câu, lập tức có đồng bạn nghiêm nghị cảnh cáo, việc của vị kia, ngươi và ta có thể tự mình đoán bừa nghị luận, đi mau, đi mau. Rất nhiều tù phạm cũng không dám nhiều lời, lại không dám ở lại chỗ này, rối rít giải tán. Bùi Lăng đã đi xa, trong lúc đi ngang qua toàn bộ khu chữ huyền, tất cả tù phạm gặp phải hắn, dù lúc đầu hung thần ác sát đến mức nào, đang làm việc gì, đều trở nên hoảng sợ, ngoan ngoãn ôn hòa trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đến biên giới khu chữ huyền, sau đó không dừng lại chút nào đã vượt qua, tiến vào khu chữ hoàng. Cùng giống vừa rồi,
giới luật mà Đỗ Ách Quyên dùng để kiềm chế phạm nhân không thể vượt giới, không hề có chút tác dụng nào với hắn. Bùi Lăng tiếp tục đi về phía trước, thấy đã đến khu chữ hoàng, trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ khu chữ hoàng, tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần. Xem ra lần này hệ thống đưa tặng miễn phí, độ khó giải quyết cốt hậu quả không lớn. Khu chữ hoàng, quảng trường, tất cả người trông coi đều tụ tập một chỗ, nhìn người người nhốn nháo, lại không quá ồn ào. Văn Nhân Linh sắc tóc ngắn phất phơ, chiến giáp tươi sáng đang đứng chắp tay, cách nàng không xa, một tiết cấp ra khỏi hàng đang cung kính bẩm báo, sau khi ta trói tên tù phạm vi phạm quy củ kia lên giá sắt đen, đã dựa theo quy trình, mời Tống Trượng trực lệnh tra tấn. Sau đó, Tống Trượng trực lệnh rời khỏi hẻm núi, thông báo cho ta biết đã hoàn tất hành hình, ta liền đưa hắn về khu chữ hoàng. Văn Nhân Linh sắc khẽ gật đầu, ngoại trừ ba người Long Thao Nhĩ, Tố Chân Thiên đệ tử Mạc Lễ Lan, Ngô Tầm An này, tình huống khác đều bình thường, trong đó Long Thao Nhĩ đã chết, Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan cũng đã sớm qua đời, chỉ có tù phạm tên Ngô Tầm An kia có vấn đề lớn nhất, người này đã bị giải vào khu chữ địa, đợi chút nữa nơi này kết thúc, nàng sẽ tự đến đó kiểm tra nội tình của hắn. Nàng cũng không lo lắng Ngô Tâm An này không chịu cung khai, làm từ trượng trực tấn thăng đến tư viên, Văn Nhân Linh sắc có thủ đoạn có thể khiến đối phương thành thật, đang nghĩ ngợi, biên giới quảng trường đột nhiên xuất hiện một bóng người, đang chậm rãi đi về phía nàng. Văn Nhân Linh sắc lập tức khẽ giật mình, phát hiện sự khác thưởng của nàng, tiếp theo tên tiết cấp ra khỏi hàng lập tức dừng động tác, trong chốc lát không dám mở miệng, theo bóng dáng này đến gần, tầm mắt mọi người đều tập trung lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn ta, mọi người ở đây cùng giật mình, tiếp theo vẻ mặt trở nên cực kỳ cung kính, toàn bộ quảng trường nhanh chóng rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Lúc này, thần niệm của Văn Nhân Linh sắc đã đảo qua trên bóng người kia mấy lần, cũng không phát hiện bất cứ sự khác thường nào, dù trong lòng rất nghi ngờ nhưng vẫn vội vàng tiến lên hành lễ, Tư Ngục đại nhân. Tất cả người trông coi theo sát phía sau, đồng loạt khom người, hành lễ ân cần thăm hỏi. Bùi Lăng không nói gì, đi thẳng qua đám người, đến trước mặt Văn Nhân Linh sắc, Tư Ngục, thân phận mà hệ thống đang ngụy trang là Tư Ngục Đỗ Ách Quyên. Chẳng trách vừa rồi những phạm nhân rất thích tranh đấu tàn nhẫn, hung ác tàn bạo nhìn thấy mình, đều như chuột thấy mèo, nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác không ổn, khí tức của vị nữ tu trước mặt rất khủng bố, vì sao trước đó hắn chưa từng gặp đối phương ở khu chữ hoàng, không được, đờ mờ hệ thống, mau dừng lại, ngay lúc trong lòng Bùi Lăng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, thân thể hắn đã bị hệ thống điều khiển, đi đến trước mặt Văn Nhân Linh sắc, sau đó đưa tay phải ra, đặt ở đầu vai của đối phương, len ken. Đưa tặng lô đỉnh thành công, hệ thống sắp bắt đầu tu luyện cho ngài, đệt 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 đệt, trong lòng Bùi Lăng vô cùng sợ hãi, run rẩy. Trong cảm nhận của hắn, nữ tu trước mặt có khí tức hùng hậu mênh mông, vô cùng kinh khủng, điều này thì thôi đi, xung quanh còn có nhiều tu sĩ chính đạo như thế, chỉ sợ phần lớn người trông coi đều đã tụ tập ở đây, hiện tại. Làm sao bây giờ? Lúc này, thấy Tư Ngục vỗ về phía bờ vai của mình, dù trong lòng Văn Nhân Linh sắc ngạc nhiên nhưng cũng không né tránh. Phẩm hạnh và cách làm người của Tư Ngục luôn quang minh lỗi lạc, tất nhiên nàng hoàn toàn tin tưởng, trong Đỗ Ách Quyên này, tu vi cao nhất là Tư Ngục trước mắt, chẳng những là cấp trên của nàng, cũng là tiền bối của nàng, từ trước đến nay Văn Nhân Linh sắc rất tôn kính đối phương, chỉ có điều, Tư Ngục về Đỗ Ách Quyên từ lúc nào, sao nàng không hề nhận được chút tin tức nào, nghĩ vậy, Văn Nhân Linh sắc lại âm thầm thi triển thủ đoạn, nghiêm túc phân biệt thân phận lão giả trước mặt, nhưng sau khi liên tục dùng mấy thủ đoạn, đều không phát hiện đối phương có vấn đề, dù là hình dạng, khí tức hay các mặt khác, không hề nghi ngờ vị trước mặt là người chấp chưởng Đỗ Ách Quyên, Tư Ngục đại nhân. Lập tức, Văn Nhân Linh sắc cung kính hỏi, Tư Ngục đại nhân về Đỗ Ách Quyên lúc nào? Không biết tình hình chiến đấu ở tiền tuyến như thế nào, đám trông coi xung quanh cũng dùng ánh mắt vô cùng kính ngưỡng nhìn Bùi Lăng. Tư Ngục đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Ách Quyên, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại Văn Nhân Linh sắc không có dị nghị. Có thể là có nội tình gì đó mà bọn họ không đủ cấp bậc biết đến. Ngay lúc tất cả mọi người nín hơi tập trung chờ lệnh, Bùi Lăng đột nhiên đưa ra tay trái ôm Văn Nhân Linh sắc vào trong ngực, tay phải khoác lên đầu vai đối phương bỗng nhiên dùng lực, dùng sức xé rách chiến giáp trên người nàng. Văn Nhân Linh sắc không hề đề phòng, nhưng nàng vừa trở về từ chiến trường Oanh Châu, chiến giáp là pháp bảo phòng ngự do đúc khí sư đỉnh cấp làm ra. Bùi Lăng toàn lực đối phó lại chỉ giật nó xuống một góc, lộ ra một đoạn vai ôm hương nhuyễn ngọc. Biến cố này quá đột ngột, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, Văn Nhân Linh sắc đang ngơ ngẩn, trong chốc lát không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Bùi Lăng không ngừng động tác, bàn tay lập tức thò vào trong chiến giáp của nàng, mềm mại hương thơm ngào ngạt, như son như cao. Thấy tình cảnh này, người trông coi xung quanh đều sợ ngây người, bọn họ thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Tư Ngục đại nhân đức cao vọng trọng,
từ trước đến nay đối xử rộng lượng với thủ hạ, là người chính phái, là Bô lão đức cao vọng trọng được năm tông công nhận, nhưng bây giờ lại đứng ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối xử với văn nhân tư viên như thế. Bùi Lăng hoàn toàn không quan tâm tầm mắt của mọi người, còn đang chật vật cởi chiến giáp văn nhân linh sắc. Tận đến giờ phút này, cuối cùng văn nhân linh sắc đã phản ứng lại, nàng vội vàng một tay đẩy Tư Ngục đại nhân ra, đồng thời thân hình như điện, trong nháy mắt rời khỏi vài chục trượng. Tư Ngục đại nhân, kính xin tự trọng. Hàng lông mày kẻ đen của văn nhân linh sắc nhíu chặt nói, tuy văn nhân linh sắc chỉ tiện tay đẩy ra, nhưng tu vi của đôi bên chênh lệch quá lớn, cả người Bùi Lăng vẫn không chịu khống chế bay ngược ra, đập mạnh xuống đất, khí huyết của hắn lập tức dao động, chỗ xương cốt rơi xuống đất cảm thấy mơ hồ đau đớn, chỉ có điều, hệ thống lại không có dấu hiệu kết thúc tu luyện, chẳng mấy chốc đã thao túng hắn bò dậy từ dưới đất, tiếp tục đi về phía văn nhân linh sắc. Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, xong, tên nữ tu này đã bị hệ thống nhận định là lô đỉnh, công kích của nàng không thể cắt ngang ủy thác cho hắn, lấy tu vi hiện tại của đối phương, e rằng chẳng mấy chốc có thể đánh hắn chết tươi. Thấy Tư Ngục đại nhân suy nhược như thế, văn nhân linh sắc lập tức khẽ giật mình, đây là có chuyện gì? Đám người trông coi xung quanh vô cùng chấn động, thấy cảnh này cũng nhận ra điều không đúng, các sùng thế nhướng mày, Tư Ngục đại nhân đức cao vọng trọng, nhưng trước đó văn nhân tiền bối vừa cứu mạng hắn ta, nghĩ đến, lúc này hắn ta mạo hiểm đắc tội Tư Ngục đại nhân, đưa tay thăm dò, vỗ một chưởng về phía đối phương. Bùi Lăng không tránh không né, tiếp tục đi đến văn nhân linh sắc, giữa hư không bên cạnh người hắn đột nhiên duỗi ra một cánh tay tuyết trắng, dễ dàng ngăn lại một chưởng này. Đao Linh, cảm giác được khí tức của cánh tay kia, tất cả mọi người nhận ra vấn đề, Tư Ngục cũng không tu luyện đao đạo, không có Đao Linh hộ vệ ở bên. Phí Túc và Niết Bích Lưu đồng thời nghĩ tới điều gì đó, đồng thanh kêu lên, hắn không phải Tư Ngục đại nhân. Hắn là Ngô Tầm An, Tư Ngục đại nhân là giả. Văn nhân linh sắc lập tức cau chặt hàng lông mày kẻ đen, Tư Ngục đại nhân trước mắt đã bị nàng dùng thần niệm lặp đi lặp lại kiểm tra, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Sơ hở duy nhất là thực lực và Đao Linh. Thấy Tư Ngục đại nhân lại đi đến trước người mình, văn nhân linh sắc đã mặc lại chiến giáp một lần nữa, nàng cũng lo lắng mình tính sai, nhất thời không dám ra tay quá ác. Lúc này tâm niệm vừa động, lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ thắm từ trong túi trữ vật. Sợi dây thừng này do vô số sợi tơ huyền thiết thật nhỏ như tóc quấn vặn thành, trên đó điêu khắc vô số phù văn, có hỏa diễm màu vàng nhạt quanh quẩn nhảy nhót. Văn nhân linh sắc đưa một ngón tay ra, dây thừng màu đỏ thắm lập tức bay về phía Bùi Lăng, trói hắn thật chặt. Bịch, ngay lúc Bùi Lăng đang cất bước tiếp tục đi về phía nàng bị trói hai chân, vừa muốn bước ra, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, leng keng. Kiểm tra ra công kích lô đỉnh, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Leng keng. Kiểm tra ra công kích lô đỉnh, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Theo thân thể hắn lần lượt muốn đứng lên, dây thừng càng siết càng chặt, cuối cùng khảm thật sâu vào nhục thân Bùi Lăng, khiến hắn không thể động đậy trong chốc lát. Hắn vô cùng sốt ruột, rất muốn một người công kích mình, chỉ cần cắt ngang hệ thống ủy thác, hắn có thể sử dụng một viên hư thiên giới chủng cuối cùng, trốn vào tiểu tự tại thiên. Lúc này, thấy Tư Ngục đại nhân chỉ chịu công kích với loại trình độ này đã không thể giãy dụa, văn nhân linh sắc lập tức yên lòng. Lúc này nàng hỏi, Ngô Tầm An bị giam giữ ở nơi nào khu chữ địa, Phí Túc nhanh chóng trả lời, Cố Nhâm Nhị. Văn nhân linh sắc khẽ gật đầu, việc liên quan đến danh vọng của Tư Ngục đại nhân, vì đề phòng chuyện chẳng may, nàng lập tức xách Bùi Lăng lên, sau đó bỏ chạy đến khu chữ địa. Trong giây lát, hai người tiến vào khu chữ địa, văn nhân linh sắc trông coi độ ách viên đã lâu, rất quen thuộc với chỗ này, chẳng mấy chốc đã tìm đến căn phòng sắt đen Nhâm Nhị. Nàng tiện tay ném Bùi Lăng trên mặt đất, lấy ra lệnh bài tư viên để kích hoạt trận pháp, chẳng mấy chốc nắp sắt trên căn phòng mở ra, thuận tiện để nàng quan sát tình huống bên trong. Lỗ thông gió này trải qua thiết kế đặc thù thành cái nắp sắt, có thể để người trông coi đứng bên ngoài liếc qua là thấy được bên trong. Văn nhân linh sắc dời bước tiến lên, chỉ nhìn lướt qua đã phát hiện toàn bộ xiềng xích bên trong rơi xuống mặt đất, Ngô Tầm An vốn nên bị giam giữ ở bên trong lại đã sớm không thấy tung tích. Lúc này, cuối cùng nàng có thể khẳng định, người mà mình đang bắt là Ngô Tầm An đã trốn đi. Không, sau khi người này rời khỏi căn phòng sắt đen và khu chữ địa, dám cải trang Tư Ngục đại nhân ở trước mặt mọi người, còn làm nhục nàng trước mặt mọi người, đó căn bản không gọi lại trốn đi, đối phương đang muốn chết. Nghĩ đến đây, văn nhân linh sắc lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên mặt Bùi Lăng, lạnh lùng quát, nói, ngươi là ai? Bùi Lăng không nói một lời, mặt không thay đổi nhìn văn nhân linh sắc, mũi chân hơi phát lực như còn muốn tiếp tục tới gần nàng. Hàng lông mày kẻ đen của văn nhân linh sắc cau lại, chậm rãi nói, nhìn độ ách viên ta như nơi giam giữ, thật ra là nơi giáo hóa. Đã vào nơi đây, dù trước đó phạm phải sai lầm lớn ngập trời cỡ nào, lại từng làm việc phát rồ đến mức nào,
Chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, có lòng ăn năn, nguyện ý cải tà quy chính, là tài năng có thể dạy dỗ. Cho dù thói quen khó sửa, trong chốc lát bản tính khó dời, nhưng có lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta đóng giữ nơi đây nhiều năm, cũng không phải không có chút kiên nhẫn nào, có thể chờ đợi. Nghe nói sau khi ngươi thấy Tư Hồng Đạt thông qua giám tâm hồ, lập tức yêu cầu tiếp nhận kiểm tra giám tâm hồ, nhìn như thế, ngươi cũng có suy nghĩ được rời khỏi nơi đây. Nếu hiện tại kể rõ lai lịch thân phận, mục đích khi ngươi trà trộn vào nơi đây, chưa chắc ta đã không thể thả cho ngươi một con đường sống. Nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Bùi Lăng, thấy biểu cảm trên mặt hắn không có chút thay đổi nào, dường như không nghe thấy cái gì hết, lông mày càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt cũng lạnh xuống, nghiêm nghị quát, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, chấp mê bất ngộ, tiếp theo bản tọa sẽ dùng thủ đoạn khiến ngươi hối hận cả đời. Ngươi là tu sĩ hóa thần kỳ, biết đại đạo gian nan, tu luyện từ nhập đạo luyện khí đến nay khó khăn cỡ nào, nếu thật sự không biết hối cải như thế, không phải bỏ không một thân tu vi cảnh giới. Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn cũng muốn cầu xin tha thứ, muốn lấy ra thân phận đan sư vương cao cũ của mình, xin đối phương tha cho một lần, nhưng hiện tại hắn còn ở trong trạng thái hệ thống ủy thác, không thể trả lời câu nào. Văn Nhân Linh sắc chờ giây lát, thấy Ngô Tầm An này cũng không nháy mắt một cái, hiển nhiên ngang bướng không thay đổi, không hề có ý ăn năn, trong mắt lập tức bao phủ một vòng sương tuyết, đã rượu mời không uống vậy sẽ thưởng rượu phạt cho tiểu tử này. Nàng không do dự nữa, lúc này duỗi ra bàn tay trắng noãn tinh tế, ấn vào Bùi Lăng đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu sư hồn. Thủ đoạn khốc liệt như sư hồn này vốn đi ra từ ma môn, nhưng là tư viên Đỗ Ách Viên, Văn Nhân Linh sắc phụ trách truy kích và tiêu diệt phạm nhân các lộ nhiều năm, tất nhiên cũng nắm giữ không ít cách nhanh gọn, hiện tại đối phó loại người hung ác cuồng vọng tà đạo này, nàng không hề khách sáo. Lúc này, thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không có chút sức phản kháng nào, chỉ là sau khi đối phương thấy uy hiếp hắn không có kết quả, đưa tay đè lại đỉnh đầu của mình, còn tưởng tiếp theo sẽ là cực hình vô cùng đau khổ, nhưng đợi nửa ngày, đã thấy đối phương không có bất kỳ động tác gì, không nhịn được không hiểu ra sao. Sau một lúc lâu, Văn Nhân Linh sắc nghi ngờ dừng sư hồn, nàng đã lặp đi lặp lại thôi động bí pháp sư hồn mấy lần, lại không có thu hoạch gì. Ngô Tầm An này như không có hồn phách, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, Văn Nhân Linh sắc hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nhìn cảnh giới của ngươi như thế cũng tu hành không dễ, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra thân phận, mục đích của ngươi. Bùi Lăng cùng giống vừa rồi, vẻ mặt không thay đổi chút nào, hoàn toàn không để ý đến nàng. Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Văn Nhân Linh sắc lập tức nghiêm nghị, nàng biết đây là một người tâm trí kiên định, có thể nói tâm cứng như sắt đá xương, chắc chắn thủ đoạn bình thường sẽ không hỏi ra cái gì. Nàng lập tức tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng trong túi trữ vật bay ra luồng sáng đỏ, nguyên bộ đao cụ, cái cùng bằng gỗ, tấm lụa, thiết trượng, lưới lọc xích đồng, roi đuôi bọ cạp, trác đao, gông cùng, kẹp đầu ngón tay, thăm trúc, cái kẹp. Văn Nhân Linh sắc phun ống tay áo một cái, Bùi Lăng vẫn bị trói lại ngã trên mặt đất, lập tức bị một luồng pháp lực nâng bay lên, dây thừng màu đỏ thắm tự động cởi ra, trở lại trong túi trữ vật của Văn Nhân Linh sắc. Trong quá trình Bùi Lăng rơi xuống, mấy tiếng răng rắc phát ra, đã bị tất cả gông cùng xiềng xích cái cùng bằng gỗ trói lại, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Văn Nhân Linh sắc lấy roi đuôi bọ cạp, nặng nề đánh vào người hắn. Cái roi đuôi bọ cạp này được luyện chế riêng để hành hình, toàn bộ thân roi trải rộng gai ngược, đầu gai nhọn có ánh sáng xanh yếu ớt, hiển nhiên còn bôi dược vật. Lấy tu vi của nàng, dù không dùng toàn lực để đánh ra một roi, nhục thân hóa thần kỳ của Bùi Lăng cũng không thể ngăn cản, lập tức da tróc thịt bong, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Lúc thu lại thân roi, không chút chậm trễ mang một mảnh huyết nhục của hắn đi. Ba ba ba, theo roi hình tiếp tục, sau khi vết thương của Bùi Lăng đau đớn, lại vô cùng ngứa ngáy, dường như có ngàn vạn côn trùng ẩn nấp trên vết thương, không ngừng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Cây roi này là bản tọa đặc biệt dạy đúc khí sư chế tạo, tạo thành nỗi đau trên da thịt chỉ là bổ sung. Dường như Văn Nhân Linh sắc có cảm giác, vừa đánh vừa từ tốn nói, hình phạt thật sự, lại là được dịch trên những gai roi này, nó là nước miếng do một loại linh kiến bài tiết ra. Chỉ cần dính vào một chút xíu, cho dù là phản hư, cũng cảm thấy ngứa tận xương, khó mà chịu đựng. Lúc trước bản tọa dùng nó để thấm vấn mấy tử sĩ ma đạo Nguyên Anh Kỳ, bọn họ chỉ chịu hai roi đã quỳ xuống, sau đó khai nhận tất cả mọi chuyện, chỉ cầu xin cái chết. Ngươi là hóa thần kỳ, lại là hóa thần kỳ không yếu, bản tọa tính ngươi có thể chịu 10 roi. Trong giây lát đánh xong 10 roi, Bùi Lăng chỉ cảm thấy vết thương đau đớn đến cực điểm, loại khó chịu kia không thể hình dung được, như muốn làm người ta điên cuồng, hận không thể lập tức kéo tất cả da thịt xuống, khiến nó không liên quan đến mình nữa. Nhưng hệ thống còn đang trong lúc ủy thác, không thể phát ra chút tiếng động nào, hơn nữa từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh không lay động, dường như người chịu hình không phải hắn.
Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh sắc nhíu chặt lại, sau khi tiếp tục đánh vài roi thấy Bùi Lăng vẫn thờ ơ, thế là ném roi đuôi bọ cạp đi, đổi thành một thanh chủy thủ ánh sáng lạnh bắn ra xung quanh. Chủy thủ này cũng là một trong số hình cụ mà bản tọa sử dụng nhiều năm, ngoại trừ sắc bén, đặc điểm lớn nhất của nó là để người bị hành hình vô cùng đau đớn, chỉ cần nhẹ nhàng cắt ra một vết thương, sẽ như thiên đao vạn quả, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu rõ, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại, bản tọa muốn nhìn xem ngươi có thể chịu mấy đao, không cần lo lắng sẽ ngất đi, mà không thể tiếp tục cảm nhận thủ đoạn của bản tọa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vết thương do chủy thủ này tạo thành chỉ khiến người chịu hình đau khổ, lại không bị trọng thương. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không vì chịu hình dẫn đến thương thế nặng nề, tiếp theo mất đi tri giác, chỉ có thể tỉnh táo nhận lấy tất cả. Nửa ngày sau, máu tươi nhuộm đỏ trọn bộ gông cùng xiềng xích, cái cùng bằng gỗ, cơn gió lạnh lẽo cũng không thổi tan được mùi máu tanh nơi đây, Bùi Lăng vẫn im lặng không nói gì. Điều này khiến vẻ mặt Văn Nhân Linh sắc càng thêm nghiêm nghị, lần này nàng lựa chọn xích đồng tráo ly. Trước khi sử dụng món pháp bảo này, bản tọa sẽ dùng huyền thiết đun sôi dội xuống cơ thể ngươi, sau đó lấy nó rửa mặt cho ngươi. Đến lúc đó, đạo thể của ngươi sẽ bị lưới lọc đào thành từng tia từng sợi. Thế tục có một món ăn, tên là đậu hũ cấu tứ. Lúc nấu cần cắt tất cả nguyên liệu nấu ăn thành sợi mỏng như tóc như tơ. Đây cũng là dáng vẻ tiếp theo của ngươi. Trước căn phòng sắt đen trống rỗng, trên đất trống rộng rãi, giọng nói của Văn Nhân Linh sắc vang lên. Cực hình kéo dài đến hơn 2 canh giờ, lúc đầu Văn Nhân Linh sắc còn rất hào hứng. Nàng đảm nhiệm chức tư viên độ ác viên nhiều năm như vậy, có loại người cứng đầu nào chưa gặp. Tu sĩ chính đạo nhập ma, sau khi đạo tâm sụp đổ, kiên định cho rằng ma đạo mới thật sự là thánh đạo, chính đạo chỉ là một đám ngụy quân tử từ đầu đến chân, chấp niệm tận xương, chết cũng không hối hận. Tu sĩ Vô Thủy Sơn Trang, một trong tứ tông ma đạo, coi toàn bộ Bàn Nha giới là một giấc chiêm bao công giả tràng, từ khi nhập đạo đã thấy việc sinh lão bệnh tử sướng vui giận buồn ở phương thiên địa này đều là hư ảo, phàm nhân ngẫu nhiên đạt được cơ duyên nhập đạo, thiên phú tốt, ý chí hơn người, lòng dạ thâm trầm, dựa vào thân phận tán tu lại vượt qua rất nhiều tông môn đệ tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại vì đủ loại tài nguyên tu hành, tán tu lại tràn đầy cừu hận và thành kiến với hai đạo chính ma, cả tộc bị ma tông tàn sát, từ đây cực hận nhân tộc dị tộc, những tù phạm này không có chỗ nào không phải người hung hãn không sợ chết, nhưng dưới sự dạy dỗ của Văn Nhân Linh sắc, cuối cùng cũng khóc ròng ròng, quỳ rạp trên đất, chỉ cầu chết nhanh, nhưng lần này, theo việc sử dụng càng ngày càng nhiều hình cụ, trong lòng nàng dân không nắm chắc, hình phạt tàn khốc như thế, sự tra tấn vượt qua sự tưởng tượng như thế, tạo thành thống khổ, cho dù với tu vi và tâm trí của nàng, cũng không nhịn được cảm thấy tê cả da đầu. Ngô Tầm An này không chỉ hoàn toàn không sợ, thậm chí mí mắt cũng không chớp một cái, dường như nửa ngày qua nàng không phải dùng hình cho hắn, mà đang vất vả hầu hạ đối phương một trận. Lại qua nửa canh giờ, Văn Nhân Linh sắc đột nhiên dừng tay, không có ý nghĩa. Nàng như đang dùng hình cho một xác chết, vung tay thu hồi tất cả hình cụ, một lần nữa dùng dây thừng màu đỏ thắm trói Bùi Lăng lại, Văn Nhân Linh sắc chợt đưa tay túm lấy hắn, thi triển độn pháp bay đến khu chữ thiên. Khu chữ thiên, dưới vực sâu, vốn đám tù nhân trong huyệt động bị huyễn ảnh hỏa kích đâm đến trên rỉ thở dốc, đều đang chậm rãi khôi phục trạng thái, đột nhiên như có cảm giác, lập tức nhìn lên trên, khi thấy rõ Văn Nhân Linh sắc và bóng người mà nàng túm trong tay, tất cả tù phạm khu chữ thiên đều chấn động, Tư Ngục trở về rồi. Không, không đúng, không phải Tư Ngục, lấy thực lực của vị kia, dù như thế nào Văn Nhân Linh sắc cũng không thể trói đối phương, càng không nói đến còn nhẹ nhàng dẫn theo đến khu chữ thiên vào lúc này, là có người giả mạo Tư Ngục, thật sự can đảm, ngay cả vị kia cũng dám giả mạo. Ngay sau đó, tất cả tù phạm nhìn chăm chú, Văn Nhân Linh sắc hạ xuống trước hang động trống nào đó, ném Bùi Lăng vào, tu vi Ngô Tầm An này chỉ có hóa thần, chỉ sợ đến khu chữ thiên sẽ không chống đỡ được bao lâu, nhưng hiện tại, khu chữ địa không quản được đối phương, để hắn chịu chút khổ sở ở khu chữ thiên, làm hao mòn sự kiêu ngạo của hắn, chờ thêm một ít thời gian lại đến thẩm vấn. Trong lòng nghĩ như vậy, Văn Nhân Linh sắc lấy ra lệnh bài tư viên của mình, trầm giọng quát, phạm nhân Ngô Tầm An, tội ác một, thử nghĩ cách cứu viện tù phạm khu chữ thiên, tội ác hai, tự tiện thoát khỏi tù thất khu chữ địa, tội ác ba, tự tiện rời đi khu chữ địa, tội ác bốn, giả mạo Tư Ngục, tội ác năm, đứng trước mặt mọi người làm nhục. Theo nàng tuyên bố, xiềng xích rủ xuống vực sâu lập tức có phản ứng, nói xong mỗi một tội ác, có một sợi xiềng xích tự phát vào động, khóa Bùi Lăng lại. Ngay trong chớp mắt sợi xiềng xích thứ nhất chạm đến Bùi Lăng, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, len keng, kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng.
Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Trong nháy mắt, địa sát chỉ khí điên cuồng tràn ngập, Bùi Lăng vừa chịu cực hình, vết thương chưa khép lại còn đang nhỏ xuống máu tươi, trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Sát khí âm hàn đến cực điểm cứ thế rót vào cả người hắn, khiến hắn như rơi vào hầm băng, suýt nữa ngã xuống đất. Sau khi Văn Nhân Linh Sắc nói xong tất cả tội ác của hắn, lập tức rời đi. Thấy bóng dáng nàng biến mất trong tầm mắt, Bùi Lăng cũng không thể vận chuyển thực nhật bí lục được nữa, cả người chấn động, lập tức khôi phục vẻ ngoài và khí tức ban đầu. Lúc này, các phạm nhân khu chữ thiên đều đang ngạc nhiên đứng nhìn hắn, hóa thần kỳ, hóa thần lại bị giam vào khu chữ thiên. Tiểu bối, ngươi là người đầu tiên, vì sao là Văn Nhân tiểu nương kia tự mình nhốt ngươi vào đây, tội ác năm, đứng trước mặt mọi người làm nhục. Ha ha, tiểu bối, nói cho lão phu biết ngươi làm nhục ai, thiếu niên ái mộ cái đẹp, đây là chuyện tầm thường, làm nhục thì làm nhục đi. Bản tọa chỉ thấy tò mò, tại sao ngươi lại giả mạo Tư Ngục, ha ha, xem ra bây giờ Tư Ngục không ở đây, cho nên là Văn Nhân tiểu nha đầu ra mặt. Nhưng không biết sau khi hắn biết việc này, sẽ nghĩ thế nào. Trọng Minh Tông, Phù Quan Trì, trong mặt hồ sóng gợn lăn tăn, phản chiếu một khu rừng rậm huyết sắc, Tư Hồng Hàm Dung ngồi xếp bằng ở nơi bí ẩn, trước mặt lơ lửng một tấm truyền âm phù đặc chế. Lúc này, phù lục lấp lóe ánh sáng nhạt, đang truyền ra giọng Tư Hồng Khuynh Yến, lão tổ, không phải là bản cung không muốn ra sức vì trong tộc, mà là hiện tại bản cung không vào được Đỗ Ách Viên, không thể gặp mặt xác nhận với Bùi Lăng, sao bản cung có thể biết hắn là hóa thần mấy kiếp. Văn Nhân Linh Sắc kia đúng là thiếu thải bổ, lần này, nếu không phải nàng ngăn cản, bản cung đã sớm trà trộn vào Đỗ Ách Viên. Tư Hồng Hàm Dung cao mày, căn cứ vào tin tức mà hắn ta đang nắm giữ, nửa năm trước Thái tử Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quỷ Việt cức vạn kiếp hóa thần ở trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, lúc đó Bùi Lăng cũng đúng lúc ở trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, sau đó còn lại một lần thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến trước mặt mọi người. Lúc ấy hắn ta cảm thấy Tư Hồng Khuynh Yến phòng không tịch mịch, cố ý dung túng, hành động lần này quá mức lỗ mãng dâm đảng, làm mất mặt Tư Hồng Thị, vì vậy chưa từng để ý tới. Nhưng lần trước cách không giao thủ với Bùi Lăng, mới phát hiện thực lực của tiểu tử kia mạnh đến bất thường. So sánh ra, Thái tử Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quỳ Việt tức tự xưng vạn kiếp hóa thần, lại không thể bắt được Vô Thủy Sơn Trang đế tử trong vòng 10 chiêu, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Hiện tại hắn ta rất nghi ngờ, lúc trước ở Vĩnh Dạ Hoang Mạc, người vạn kiếp hóa thần không phải Trung Quỳ Việt tức, mà là Bùi Lãng, Thánh Tông cường giả Vi Tôn. Nếu Bùi Lăng thật sự là vạn kiếp hóa thần vạn thế mới xuất hiện, vậy Tư Hồng Khuynh Yến hy sinh một chút sắc đẹp vì thế, cũng không đáng là bao. Nghĩ đến đây, Tư Hồng Hàm Dung gọn gàng dứt khoát hỏi, rốt cuộc Bùi Lăng có phải vạn kiếp hóa thần hay không? Nói xong, hắn ta lại nghĩ tới điều gì đó, tiếp theo bổ sung, yên tâm, lão phu sẽ không nói chuyện này cho tông chủ. Dù sao, nếu Bùi Lăng đúng là vạn kiếp hóa thần, quan hệ hiện tại của ngươi và hắn chưa chắc là chuyện xấu với Tư Hồng Thị ta. Tư Hồng Thị ta không chỉ không tiết lộ tin tức, sau này nếu ngươi đi gặp hắn, có gì cần tạo thuận lợi, trong tộc cũng có thể âm thầm bỏ sức. Nghe vậy, bên trong truyền âm phù lập tức vang lên giọng nói tức giận của Tư Hồng Khuynh Yến, lão tổ, Bùi Lăng này lòng lang dạ thú, liên tục mấy lần nhục nhã bản cung nhất định phải báo thù này, ai cũng không ngăn được, nhưng hiện tại hắn đã là thánh tử Thánh Tông, vào truyền thừa điện gặp qua chư vị tổ sư, cho dù bản cung là tông chủ phu nhân cũng không tiện ra tay công khai, chỉ có thể âm thầm trả thù, trong tộc nhất định phải sáng tạo nhiều cơ hội cho bản cung. Vẻ mặt Tư Hồng Hàm Dung bình tĩnh, lạnh nhạt nói, có thể. Bùi Lăng có phải vạn kiếp hóa thần hay không? Điều này sao? Cơn giận của Tư Hồng Khuynh Yến hơi dịu đi, chậm rãi nói, lần trước tên Bùi Lăng kia quá thô bạo, bản cung bị tra tấn quá ác, chưa từng chú ý, kính xin lão tổ yên tâm chớ vội, lại cho bản cung thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, bản cung nhất định có thể điều tra rõ ràng. Tư Hồng Hàm Dung cau chặt hàng lông mày, đang muốn tiếp tục ép hỏi, đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa, hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, vậy cho ngươi thêm thời gian 3 ngày. Nói xong, hắn ta đã vung tay áo thu hồi truyền âm phù. Ngay sau đó, thản nhiên phân phó, vào đi. Trong giây lát, trong rừng truyền ra một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần. Tư Hồng chẳng đến đây một mình, sau khi tới gần hành lễ nói, lão tổ, đã đưa Đạt Nhi về. Nghe vậy, vẻ mặt Tư Hồng Hàm Dung không thay đổi, bình tĩnh nói, huyết mạch đích hệ Tư Hồng Thị trong thế hệ này, ngoại trừ Tư Hồng Diệu Ly chỉ có Tư Hồng Đạt này có thể chịu được tạo hóa, có hy vọng đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Lần này giúp đỡ Tư Hồng Đạt tích huyết trùng sinh sẽ tiêu hao tu vi 100 năm của lão phu, nhưng vì tương lai dòng chính, cũng không thể không làm như thế. Tiếp theo, chỉ cần các ngươi dạy bảo kẻ này thật tốt, đừng làm lão phu thất vọng. Tư Hồng chẩn vội vàng nói, lão tổ, lần này Diệu Ly cứu ra,
không phải một giọt tinh huyết bản nguyên Đạt Nhi, mà là bản thể của Đạt Nhi. Hả? Tư Hồng Hàm Dung nghe vậy, không lộ ra vẻ hài lòng, ngược lại nhíu mày, lập tức nghĩ đến việc dược tiên nữ giả lần trước, lập tức hỏi, đã xác nhận thân phận chưa? Tư Hồng Chẩn nói, bẩm lão tổ, huyết mạch, hồn phách, đạo cốt, mệnh cách, đều đã lặp đi lặp lại xác nhận, không sai. Tư Hồng Hàm Dung hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lấy thực lực của Tư Hồng Diệu Ly, tuyệt đối không làm được điểm ấy. Nhưng hiện tại ở trong độ ác quyên, ngoại trừ Tư Hồng Diệu Ly còn có thánh tử nghĩ là vạn kiếp hóa thần. Nếu thánh tử ra tay, nghĩ tới đây, Tư Hồng Hàm Dung hơi mỉm cười một cái, lần này Diệu Ly làm không tệ. Độ ác quyên, khu chữ thiên, lít nha lít nhít xiềng xích điêu khắc phù văn vẫn khóa chặt Bùi Lăng. Theo thời gian trôi qua, thương thế trên người hắn đang chậm rãi khôi phục. Lồng ngực Bùi Lăng chập trùng kịch liệt, vừa thở dốc từng ngụm vừa vận chuyển pháp lực, chống cự sát khí chạm đất ăn mòn. Vừa rồi mỗi một hình phạt đều rất tàn nhẫn, dù cho tới bây giờ, trên dưới quanh người hắn vẫn không chỗ nào không đau, cảm giác ngứa ngáy cũng như vạn trùng cắn nuốt, leo lên toàn thân. Cũng may, không biết là nữ tu thân là tu sĩ chính đạo kia có phẩm hạnh tốt đẹp, hay vì hệ thống ủy thác, tất cả hình phạt mà hắn nhận đều chỉ là nhục thân, về phần thần hồn, lại không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy, ngoại trừ lúc bắt đầu, đau đớn và ngứa ngáy cực đoan khiến hắn khó mà chịu đựng, sau đó lại chậm rãi quen thuộc, sống qua trận hình phạt này, lúc này khí tức Bùi Lăng hơi trầm xuống hơn nữa càng vững chắc, trong mơ hồ hắn cảm thấy hình như sức thừa nhận của mình càng lên tầng lâu. Hiện tại, mặc dù toàn thân hắn đau đớn như nước thủy triều, rào rạc không ngừng nhưng tâm thần dần bình tĩnh lại, thế là, sau khi Bùi Lăng hơi khôi phục, lúc này muốn lấy ra hư thiên giới chủng, chỉ là, Bùi Lăng vừa định gọi ra bóng tối do hóa thân nắm giữ, từ đó lấy ra túi trữ vật, xiềng xích khóa hắn lại lập tức lấp lóe ánh sáng nhạt, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ thuật pháp mà hắn đang thi triển. Cùng lúc đó, một cơn đau đớn do vạn châm đâm xuống, đột nhiên truyền khắp cả người hắn. Bùi Lăng bị đau không ngừng kêu lên một tiếng đau đớn, một vài vết thương quanh người vừa khép lại lập tức nứt ra, vết máu tươi mới lại chảy xuôi ra. Những xiềng xích này không thể sử dụng thuật pháp, thế nhưng vừa rồi hắn vận chuyển thực nhật bí lục lại không bị phản vệ. Nghĩ đến những xiềng xích này, chắc chỉ cấm thuật pháp thần thông, không cấm công pháp. Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng cau mày, hiện tại hắn không thể lấy ra hư thiên giới chủng, không thể trốn vào tiểu tự tại thiên, lần này hơi rắc rối. Ngay lúc này, hang động dưới đáy vực sâu đột nhiên truyền đến tiếng gào thét như thủy triều. Ngay sau đó, địa sát chỉ khí tràn ngập xung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đậm đặc. Mưa nhỏ tí tách gần như không dừng lại chút nào hóa thành mưa to, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một đoàn sát khí lớn đen nhánh ầm vang xông ra vực sâu, ngưng kết thành tầng mây sát khí nặng nề ở mái vòm. Chợt, hạt mưa sát khí to như hạt đậu không chút lưu tình bao phủ toàn bộ khu chữ thiên, thậm chí ngay cả sát khí khu chữ địa cũng nhanh chóng nồng nặc lại, gần như bao phủ tất cả căn phòng sắt đen, thấp thoáng không thấy bóng dáng. Bùi Lăng nhìn địa sát chi khí trước mặt như thủy triều lập tức bao phủ mình, sắc mặt hơi trầm xuống. Lập tức bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp, chống cự thủy triều địa sát đột nhiên kéo đến, hạt mưa bay vào từ cửa động, đập vào đầu vai hắn, khí tức lạnh lẽo tận xương lập tức rót vào trong cơ thể hắn, như huyền băng vạn năm gần như có thể đông kết hồn phách, gần như trong nháy mắt, pháp lực của Bùi Lăng đã thấy đấy, vẻ mặt Bùi Lăng hơi thay đổi, địa sát chi khí ở khu chữ thiên này lại kinh khủng như thế, nghĩ đến đây, hắn lập tức bất chấp điều gì khác, địa sát chỉ khí nơi này như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Không biết trận thủy triều này sẽ tiếp tục bao lâu, phải nhanh chóng khôi phục pháp lực, nếu không, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì nguy hiểm đến tính mệnh. Thế là, Bùi Lăng vội vàng nói ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy thác huyết đao chân giải, tất cả tu luyện vật liệu huyết đao chân giải đều ở trong túi trữ vật bóng tối. Hiện tại hắn không thể sử dụng thuật pháp, không thể lấy ra túi trữ vật, nhưng hệ thống chắc chắn có thể tránh đi hạn chế nơi đây, len keng. Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài. Một khóa ủy thác, trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ, len keng. Kiểm tra ra tu luyện, huyết đao chân giải cần huyết tụy đan, len keng. Kiểm tra ra chỗ tu luyện thích hợp, len keng. Hệ thống đưa tặng miễn phí hoàn cảnh tu luyện thích hợp cho ngài, nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chỗ tu luyện thích hợp, cực kỳ tốt, đây không tính là tin tức xấu, hiện tại, mặc kệ hệ thống đưa tặng cái gì cho hắn, chỉ cần có thể chạy ra khu chữ thiên là được, đương nhiên, tuyệt đối không nên đụng tới tên nữ tu vừa rồi. Đang nghĩ ngợi, đường vân màu đỏ sậm quanh người hắn nhanh chóng ngưng tụ ra sau lưng, trong giây lát bóng tối nhúc nhích một trận,
hiện ra bóng dáng Mạc Lễ Lan. Giống như trước đó, sau khi nàng thoát khỏi bản thể, vẫy tay phủ thêm huyền bào, dời bước đến trước mặt Bùi Lăng. Bản thể và hóa thân đưa tay giao nhau, giống với lần trước, bản thể như nước chảy hòa vào trong hóa thân. Sau đó, hóa thân sóng nước dập dần một lát, lại hóa thành bản thể. Xiềng xích xung quanh vừa mất đi mục tiêu trói buộc, lập tức phát hiện nhanh chóng quấn về phía Bùi Lăng. Nhưng ngay lúc này, hệ thống lại một lần nữa vận chuyển thực nhật bí lục một, lần nữa hóa thành dáng vẻ Tư Ngục. Xiềng xích đã chạm đến hắn vạt áo chỉ dừng lại một thoáng, rầm rầm, xiềng xích phù văn nặng nề như rắn vây quanh Bùi Lăng một lát, sau đó đứng im bất động, một lát sau không tìm được phạm nhân tương ứng, lại vô lực trũ xuống. Bùi Lãng bước ra một bước, lập tức đi ra hang động, lơ lửng đứng ở trong vực sâu. Phạm nhân khu chữ thiên như có cảm giác cùng nhau mở mắt, trong khoảnh khắc tất cả ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy như vạn ngọn núi nặng đè xuống đầu mình, khí tức khủng bố đập vào mặt từ bốn phương tám hướng, gần như muốn đánh hắn vào đáy vực trong nháy mắt. Thế nhưng, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn như không có cảm giác gì hết, sắc mặt không hề thay đổi. Ngay sau đó, bên tai Bùi Lăng lập tức vang lên mấy chục đạo truyền âm, tiểu bối, ngươi làm thế nào tránh được giới luật? Lão Phu là thiên sinh giáo lão tổ, xem hành động của tiểu hữu, chắc chắn là người trong thánh đạo ta, chỗ ta có một bộ công pháp tiên giai, nguyện đưa cho tiểu hữu thưởng thức, kính xin tiểu hữu chỉ trách tránh đi giới luật, bản tọa Trọng Minh Tông Thái Thượng trưởng lão. Tiểu bối, nhanh chóng ra tay thả bản tọa ra khỏi động huyệt, đến lúc đó bản tọa chắc chắn đưa cho ngươi một trận tạo hóa lớn. Đạo hữu, ta xuất thân Yến Tê Thành, hiểu rõ nội tình của văn nhân linh sắc, chỉ cần đạo hữu nói cho ta biết sơ hở của giới luật, đợi ta khôi phục tự do, lập tức chém giết văn nhân linh sắc báo thù cho ngươi. Vị đạo hữu này, không biết xuất thân môn phái nào. Kính xin đến hàng xá một lần, bích huyệt đơn sơ, nhưng lão phu bị nhốt ở đây lâu ngày cũng có chút tâm đắc, kính xin tiểu hữu đến đây ngồi một chút. Tiểu hữu. Tiểu hữu, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, thờ ơ, mắt điếc tai ngơ với tất cả truyền âm, trực tiếp thi triển ngũ quỷ thiên la độn bỏ chạy về phía tầng dưới chót của Độ Ách Uyên. Thấy cảnh này, trong lòng hắn lập tức giật mình, khu chữ thiên này, càng hướng xuống, địa sát chỉ khí càng đậm đặc nặng nề. Lúc này, hắn hô hấp cũng hơi tốn sức, tiếp tục hướng xuống. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã như phù quang lược ảnh, tới tầng dưới chót của khu chữ thiên. Trong tầm mắt lại là một khoảng bóng tối nhìn quen mắt, bóng tối kia sền sệt nồng đậm như thực chất, dường như có thể thôn phệ tất cả. Ở bên ngoài nhìn lại, trong bóng tối yên lặng như không có cái gì. Hệ thống không chút do dự, trực tiếp thao túng thân thể Bùi Lăng trốn trong bóng tối. Vừa mới đi vào, hắn lập tức cảm thấy sát khí quanh quẩn bên cạnh, chỗ nào cũng có, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, lại là cảm giác giống hệ trước đó tiến vào vĩnh dạ hoang mạc. Trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng ồn ào, như vô số con mắt nhìn mình chằm chằm trong bóng tối, bên tai có tiếng nói nhỏ chói tai quanh quẩn không thôi. Ngoại trừ linh khí không nồng đậm bằng vĩnh dạ hoang mạc, nơi này không khác gì vĩnh dạ hoang mạc. Bùi Lăng không biết tình hình xung quanh, bị hệ thống điều khiển, một lát sau hắn đi vào một chỗ chật hẹp ngồi xếp bằng xuống. Trong cảm nhận của hắn, ngay cách mình không xa có một tu sĩ đang nhàn nhã nằm, quanh người tản ra dao động vô cùng cường đại, cho dù không thể thấy vật trong bóng tối, sự tồn tại của hắn ta cũng vô cùng mãnh liệt như hung thú trong ngủ mê. Lúc này, tu sĩ này ngủ không yên ổn, sắc mặt hắn ta vô cùng dãy dụa, dường như lập tức tỉnh lại nhưng dù thế nào cũng kém một chút, vào lúc sống còn vẫn tiếp tục ngủ say. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, ngồi đối diện tên phạm nhân này, trực tiếp bắt đầu tu luyện, theo công pháp vận chuyển, pháp lực trong cơ thể hắn dần bắt đầu khôi phục, cùng lúc đó, thương thế cũng tiến thêm một bước khỏi hẳn. Lúc này, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên một tiếng, hừ, hiển nhiên người lên tiếng rất bất mãn, giọng nói lạnh lùng hàm chứa sự tức giận. Bùi Lăng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, đây là giọng Mạc Lễ Lan, nói đúng ra, là giọng ý chí đọa tiên, thức hải băng nguyên. Chẳng biết từ lúc nào, khe núi tuyết đứng thẳng chọc trời ở nơi xa đã lặng yên biến mất, bức tượng băng đặt đầy trong băng nguyên cũng mất đi dấu vết. Bóng tối đột ngột xuất hiện như là một bát mực nước đậm đặc, đột nhiên đổ nghiêng trên bức tranh sơn thủy, cắn nuốt tất cả cảnh vật gần như không còn. Trong bóng tối, một bóng dáng bị xiềng xích trùng điệp quấn quanh, yên tĩnh đứng thẳng. Trung tâm xiềng xích, phạm nhân mặc áo tù nhân cau mày. Bóng tối trước mắt như thực chất, sền sệt, lạnh lẽo, tĩnh mịch, quỷ quyệt, cho dù là thần niệm của hắn ta cũng không thể nhìn trộm bên trong bóng tối có sự vật gì. Tiếng sột soạt vang lên, tiếng nói chuyện thì thầm liên tiếp vang vọng bên tai, khiến người vô thức cảm thấy bực bội. Đây là Minh Thiên Chi Vụ trong vĩnh dạ hoang mạc. Hắn ta đã đi trong bóng tối này cực kỳ lâu nhưng không nhận công kích, cũng không gặp mục tiêu có thể công kích. Dường như bóng tối này chỉ là đổi thành một cái lồng giam càng lớn hơn, cầm tù hắn ta ở trong đó. Phạm nhân suy nghĩ một lát,
cúi đầu nhìn xuống dưới chân, mặt băng ảm đạm như ánh trăng, bóng dáng nữ tử mềm mại kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy thị lực của hắn ta, lúc này cúi đầu nhìn lại, phía dưới mặt băng trống rỗng không có cái gì hết, vẻ mặt hắn ta lập tức nghiêm nghị, hắn ta đã biết mình chọc tới ai. Sự tồn tại có thể có loại thủ đoạn thông thiên này, trong thiên hạ không có mấy người, hơn nữa, cái này là Minh Thiên Chỉ Vụ, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương là vị đang ngủ say trong vĩnh dạ hoang mạc, chỉ có điều, thứ giáng lâm nơi đây 8 phần 10 chỉ là một sợi ý chí của đối phương, nếu không, hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng ép đoạt xác, không cần cố ra vẻ bí ẩn chơi trốn tìm như bây giờ. Nghĩ đến đây, phạm nhân này chậm rãi nhấc tay, rất nhiều xiềng xích khẽ động đậy phát ra tiếng giòn vang liên tiếp. Hắn ta thi lễ một cái với bóng tối phía trước, cao giọng nói, tiền bối, bây giờ ngươi chỉ là một sợi ý chí, không có bất kỳ tiên lực gì, không làm gì được vãn bối. Vãn bối không biết tiểu bối hóa thần kia là vật chứa ngươi chọn trúng, mới đắc tội như thế, bằng lòng lấy thành ý để bồi thường, kính xin tiền bối nhận lấy rồi thu tay lại, nơi đây là độ ác quyên, cho dù tư ngục không ở đây, dưới rất nhiều giới luật vận chuyển cũng không phải đất lành, tiếp tục giằng co nữa, đối với ngươi và ta đều không có bất kỳ chỗ tốt và ý nghĩa gì. Vừa nói, phạm nhân vừa đưa mắt nhìn quanh, quan sát bóng tối xung quanh. Nửa ngày sau, trong bóng tối không có bất kỳ đáp lại gì, cũng không có bất kỳ tiếng động đặc biệt gì. Phạm nhân cau mày, hiện tại hắn ta vẫn bị đối phương nhốt ở trong thức hải, nhục thân ở ngoại giới đã ngủ say mấy ngày. Mặc dù hắn ta đã bị nhốt trong độ ách quyên 5 tháng vô cùng dài, hiện tại ngủ say mấy ngày cũng không tính là gì. Nhưng đối thủ vào lúc này là ý chí đọa tiên, một vị tiên nhân chân chính, hắn ta nắm giữ thủ đoạn tiên gia. Nhất định vượt quá sự tưởng tượng, dù chỉ là một sợi ý chí, chưa chắc không có nguy hiểm, hiện tại hắn ta nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại. Nghĩ tới đây, phạm nhân lại nói tiếp, tiền bối có dặn dò gì, không ngại nói thẳng, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực, không chối từ. Trong bóng tối vẫn không phản ứng chút nào, sắc mặt phạm nhân trầm xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đột nhiên nói, tiền bối, chỗ vãn bối có một môn thủ đoạn, có thể để bản thể của tiền bối sớm tỉnh lại. Vừa nói xong, cuối cùng bên trong Minh Thiên Chi Vụ đã có động tĩnh, tiếng nói nghiêm nghị của Mạc Lễ lan truyền đến, thủ đoạn ra sao? Nghe vậy, trong lòng phạm nhân chắc chắn, đúng là ý chí đọa tiên. Mặc dù không biết sợi ý chí đọa tiên này rời khỏi vĩnh dạ hoang mạc như thế nào, nhưng bây giờ điều này không quan trọng, chỉ cần đối phương cảm thấy hứng thú với việc thức tỉnh là được. Nghĩ tới đây, phạm nhân lập tức không trả lời mà hỏi lại, hiện tại tiền bối chiếm cứ thức hải của vãn bối, là muốn đoạt xác vãn bối. Trong Minh Thiên Chi Vụ truyền ra một tiếng hừ lạnh. Yên tâm, bộ thân thể này của ngươi bị địa sát chỉ khí ăn mòn đã lâu, đã vấn đục không chịu nổi, bản tọa sẽ không chiếm vật chứa bẩn thỉu như thế, chỉ là muốn mượn dùng tu vi thân thể ngươi khôi phục một chút lực lượng thôi. Phạm nhân cau chặt lông mày, lập tức hỏi, tiền bối đang luyện hóa pháp lực của vãn bối. Tiếng nói trong Minh Thiên Chi Vụ nhẹ nhàng trả lời, thứ duy nhất ở nơi đây có thể lọt vào mắt bản tọa, chỉ có lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, đầu tiên phạm nhân khẽ giật mình, ngay sau đó đã nhận ra điều gì. Nhanh chóng hỏi, tiền bối có thể luyện hóa lực lượng pháp tắc nơi đây, cái này không có liên quan gì với ngươi. Giọng nói trong Minh Thiên Chi Vụ lạnh lùng nói, nhanh nói là thủ đoạn gì. Nghe vậy, phạm nhân im lặng trong chốc lát, một lát sau hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong mắt lóe lên tia sáng xanh rồi biến mất, ở bên kia, không do dự chút nào, xiềng xích quanh người hắn ta lập tức như bầy rắn bay múa, cùng nhau đâm ra, thẳng về phía sự tồn tại trong Minh Thiên Chi Vụ. Sáng sớm hôm sau, khu chữ hoàng, gió lạnh rít gào, ngàn vạn khe núi xanh đen và đỏ hồng xen lẫn trong hẻm núi, quặng cu ẻ hoang vu, trước một vách đá khai thác được một nửa, không gian dập dần một trận, một bóng người đi ra lại là văn nhân Linh Sắc, bởi vì nửa năm qua, khu chữ hoàng có cấm kỵ không thể lao động lúc sáng sớm, lúc này các phạm nhân còn chưa bắt đầu khai thác đá, văn nhân Linh Sắc đánh giá chung quanh, tâm niệm vừa động, lập tức một phân thành hai, lại tạm thời phân ra một bộ hóa thân. Sau khi hóa thân này xuất hiện, lập tức tiến lên, bắt đầu khai thác vật liệu đá, ken ken ken, vừa mới ra tay, hóa thân và bản thể của nàng chợt cảm thấy huyết dịch quanh người xuất hiện dấu hiệu sôi trào và suy bại, nguyền rủa giáng lâm từ nơi sâu xa, văn nhân Linh sắc mặt không đổi sắc, nhanh chóng lợi dụng đại pháp lực, cưỡng ép xóa đi nguyền rủa của bản thân, bản thể của nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng tiến hành suy tính, cùng lúc đó, hóa thân tiếp tục lao động, sau tròn nửa canh giờ, cuối cùng văn nhân Linh sắc khẽ gật đầu, sau đó nàng lấy ra một xấp lá bùa trống không, rầm rầm, vung lên cả trời, lúc này rất nhiều lá bùa lơ lửng giữa không trung, mặc cho âm phong quét qua vẫn lù lù bất động, văn nhân Linh sắc đưa tay, lấy pháp lực đột nhiên nhanh chóng khắc họa đủ loại phù văn phức tạp lên những lá bùa này, lại chế tạo ra từng tấm phù lục có tính nhắm vào ngay tại chỗ,
Lúc ánh sáng nhạt lấp lóe, một luồng lực lượng kỳ lạ chậm chậm tản ra. Một lát sau, hoàn thành chế tác tất cả phù lục, Văn Nhân Linh Sắc đánh ra một đạo pháp quyết, phù lục lập tức tứ tán, bắn vào từng vị trí ở khu chữ hoàng. Hai tay Văn Nhân Linh Sắc không ngừng biến hóa pháp quyết, như những đóa hoa không có thứ tự nở rộ, toàn bộ khu chữ hoàng dần bị một tầng ánh sáng màu ửng đỏ nhạt bao phủ. Lúc đầu tầng ánh sáng này như mây như sương, chỉ như một cái bát to lớn trói buộc khu chữ hoàng, nhưng theo Văn Nhân Linh Sắc thi triển thủ đoạn, chẳng mấy chốc không ngừng hội tụ ở trung tâm mái vòng, trong giây lát hình thành một hàng chữ vân triện to lớn treo cao giữa không trung, bình minh lên không thể lao động. Văn Nhân Linh Sắc hừ lạnh một tiếng, lúc này ra tay, hỏa kích gào thét quét ngang mà qua, răng rắc, giữa hư không như lưu ly vỡ vụn giòn vang. Ngay sau đó, chữ vân triện lặng yên vỡ nát, toàn bộ khu chữ hoàng yên lặng, lại như lập tức thả lỏng hơn mấy phần, âm phong nhanh chóng lướt qua, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Văn Nhân Linh Sắc tiếp tục dùng hóa thân khai thác đá, nhưng lần này không tiếp tục xuất hiện bất kỳ nguyễn rủa gì nữa. Nàng lại lao động chốc lát, khẽ gật đầu, đã giải quyết nguyền rủa khu chữ hoàng, còn lại là việc Ngô Tầm An, còn có vị nữ tu tố chân thiên kia. Thế nhưng, vốn nữ tu tố chân thiên kia vẫn lạc đã lâu, Ngô Tầm An lại có thể ngụy trang thành tư ngục. Rất có thể, tên nữ tu tố chân thiên kia cũng do Ngô Tầm An này biến thành. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nàng, phải hay không phải, còn phải chờ tiếp tục điều tra mới có thể xác định. Nhưng hiện tại, nữ tu tố chân thiên kia chậm chạp không xuất hiện, Văn Nhân Linh Sắc chuẩn bị ưu tiên giải quyết việc của Ngô Tầm An. Ngô Tầm An này ngu xuẩn mất khôn, chịu rất nhiều hình phạt cũng không nói một lời, hạng người ngang bướng như thế, chỉ đợi ở khu chữ thiên một ngày, chưa chắc đã chịu khai nhận điều gì. Tu vi hóa thần cực hạn của hắn chắc là 3 ngày, sau đó lại thả hắn ra, nếu hắn vẫn không chịu nói gì hết, lại dùng hình cho hắn một lần. Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắc đang chuẩn bị đến khu chữ thiên, hiện tại giới luật buông lỏng, tù phạm khu chữ thiên đều không yên phận, mặc dù lúc nàng vừa trở về đã ra tay trấn áp rất nhiều tù phạm một lần, nhưng có thể bị giam giữ vào khu chữ thiên, không có ai không phải người tu vi cao tuyệt, tâm như sắt đá. Dạng tù phạm này tuyệt đối sẽ không vì nàng cảnh cáo một lần mà từ bỏ việc vượt ngục. Chỉ cần tình huống giới luật buông lỏng không được giải quyết, chắc chắn những người này còn tiếp tục ra vẻ. Nhằm đề phòng xảy ra chuyện chẳng may, nàng nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Văn Nhân Linh Sắc hơi động, lấy ra truyền âm phù từ trong túi trữ vật. Sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng Niếp Bích Lưu, nhanh chóng nói, Tư Viên đại nhân, tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện ở gần cửa vào Đồ Ách Quyên, hơn nữa bắt đầu công kích cửa vào. Dương sư thúc trấn thủ cửa vào không thể ngăn cản, đã mở ra toàn bộ pháp trận phòng hộ, đang đau khổ chống đỡ. Kính xin Tư Viên đại nhân đưa ra chỉ thị. Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắc nhíu lại, Tư Hồng Khuynh Yến này có thù tất báo, lần trước hai người giao thủ, cuối cùng đối phương khống chế hành cung bạch cốt trốn vào hư không, vốn tưởng việc này dừng ở đây, không ngờ đối phương lại tới làm loạn Đồ Ách Quyên, nhưng cũng may bây giờ mình đang ở Đồ Ách Quyên, cũng không sợ đối phương đến đây kiếm chuyện. Thế là, Văn Nhân Linh Sắc lập tức nói, bây giờ bản tọa sẽ đi giải quyết yêu phụ này. Khu chữ thiên, vách đá dưới vực sâu, trong bóng tối hỗn độn, Bùi Lăng xếp bằng ngồi dưới đất, còn trong tu luyện, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một tầng gông xiềng vô hình trên người mình đột nhiên biến mất. Loại cảm giác này, chỉ nghĩ một chút, Bùi Lăng đã hiểu đạo sinh tử hiến lệnh do mình dùng hệ thống bày ở khu chữ hoàng đã bị người ta xóa đi, đây chắc chắn là hành động của nữ tu kia. Hôm qua phạm nhân khu chữ thiên gọi người kia là Văn Nhân Linh Sắc, cộng thêm đối phương có thực lực tu vĩ kinh người như vậy, chắc chắn nàng là Văn Nhân Tư Viên trong Đồ Ách Quyên. Tư Viên trở về Đồ Ách Quyên tọa trấn, bây giờ mình muốn chạy ra Đồ Ách Quyên lại càng khó khăn. Cũng may bây giờ trên người hắn đã không có xiềng xích trói buộc khu chữ ở thiên, chút nữa kết thúc tu luyện có thể trực tiếp trốn vào tiểu tự tại thiên, ngủ say trong tiểu tự tại thiên 20 mấy năm, dù sao cũng tốt hơn bị nhốt trong Đồ Ách Quyên cả đời. Tốt nhất sư tôn Dược Dạ Thư sớm tỉnh lại, trực tiếp đưa hắn ra khỏi Đồ Ách Quyên. Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy trong bóng tối xung quanh dần thêm ra một tia lực lượng kỳ dị không thể dùng ngôn ngữ hình dung, không thể dùng tư duy nắm lấy. Hắn lập tức khẽ giật mình, hắn rất quen thuộc với loại lực lượng này, lần trước tu luyện sinh tử hiến lệnh một, hệ thống đã đưa tặng cho hắn loại lực lượng này. Đây là lực lượng pháp tắc, sau khi Văn Nhân Linh Sắc xóa đi sinh tử hiến lệnh của hắn, lực lượng pháp tắc tán loạn đã bị bóng tối trước mắt hấp thu. Ngay sau đó, trong bóng tối càng ngày càng nhiều lực lượng pháp tắc, mới đầu chỉ là từng tia từng sợi, chợt dày đặc như mạng nhện quanh quẩn trong toàn bộ bóng tối, lít nha lít nhít, cạch, đột nhiên, một tiếng xiềng xích đứt gãy vang lên, cùng lúc đó khí tức tên phạm nhân đối diện Bùi Lăng đột nhiên cao hơn một đoạn. Bùi Lăng không biết xảy ra chuyện gì,
nhưng bản năng cảm thấy tình huống hơi không đúng. Chỉ có điều, hắn đang trong hệ thống ủy thác, không làm được cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã trôi qua 2 ngày, tạch tạch tạch, tiếng xiềng xích đứt gãy càng ngày càng liên tục, Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy không ổn, len ken. Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Nhưng vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cuối cùng hắn đã khôi phục quyền khống chế thân thể, không chút do dự lập tức lấy ra hư thiên giới chủng, nhưng chưa thôi động bên tai chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc, hóa thân. Nghe vậy, Bùi Lăng nhướng mày, đây là giọng của ý chí đọa tiên, hắn hơi suy nghĩ, nhanh chóng trả lời, nhiều nhất thời gian 10 tức, Mạc Lễ Lan nói, đủ rồi. Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự, lập tức phân ra hóa thân, đường vân màu đỏ sậm điên cuồng tràn ra sau lưng, một bóng dáng trắng nõn xinh đẹp hiện ra, thân thể tuyết trắng chỉ chợt lóe lên trong bóng đêm, sau đó phủ thêm huyền bào không khác gì bóng tối xung quanh. Mạc Lễ Lan không nói nhảm bất kỳ điều gì, lập tức bước ra từ sau lưng Bùi Lăng, đi đến Phạm Nhân. Bùi Lăng theo sát ở phía sau, chẳng mấy chốc, hắn thấy Mạc Lễ Lan đi đến sau lưng Phạm Nhân rồi đứng lại, lúc này Phạm Nhân kia cúi thấp đầu, tóc dài rối tung rủ xuống che đậy khuôn mặt, không thể thấy rõ vẻ ngoài, xiềng xích lít nha lít nhít khóa hắn ta lại, lúc này đã trải rộng vết nứt, như nhẹ nhàng chạm vào một cái là hoàn toàn vỡ vụn. Mạc Lễ Lan xuề bàn tay ra, ấn vào đỉnh đầu hắn ta, hơi nghiêng đầu, pháp lực phun ra nuốt vào dao động ở lòng bàn tay, như đang hấp thu cái gì đó, bóng tối xung quanh như đột nhiên nhận được triệu hoán, toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể Mạc Lễ Lan. Theo bóng tối nhạt đi, thị lực tu sĩ không bị hạn chế đến cực độ nữa, Bùi Lăng thấy tứ chi Phạm Nhân bắt đầu hơi run rẩy như đang cực lực giãy giụa, khí tức của hắn ta cũng càng ngày càng cường đại như một con cự thú hồng hoang dần thức tỉnh. Khi tất cả bóng tối bị Mạc Lễ Lan hấp thu không còn, tên Phạm Nhân này đột nhiên ngẩng đầu, giữa tóc dài rối tung lóe lên tia sáng lạnh, hai mắt hắn ta đột nhiên mở ra một khe hẹp, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp phản ứng, Mạc Lễ Lan đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một phát bắt được cổ tay hắn, nhanh chóng bỏ chạy lên trên. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đã xuất hiện ở bên ngoài khu chữ thiên. Tiền bối, tại sao phải cực khổ vội vàng đi lại như vậy? Một giọng nói âm trầm thật lớn đột nhiên vang vọng toàn bộ Đồ Ách Viên, ngay sau đó một luồng khí tức cuồn cuộn mênh mông, vô cùng kinh khủng đột nhiên bạo phát ra từ tầng dưới chót khu chữ thiên. Toàn bộ Đồ Ách Viên lập tức trở nên âm trầm, chỉ thấy một cái ma thủ to lớn che khuất bầu trời, trực tiếp duỗi ra từ đáy vực như toàn bộ mái vòm Đồ Ách Viên đổ sụp, một phát chộp về phía Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan. Địa giới Yến Tê Thành, vốn cỏ cây xanh trong sơn cốc đủ loại động vật vui sướng đã bị sang thành đất bằng. Phù văn rách nát chật vật sáng tắt trong đống đổ nát, bất lực tản đi một tia linh cơ cuối cùng. Phía trên bầu trời, một tòa hành cung bạch cốt huyết sát chỉ khí quanh quẩn, đang chậm rãi di chuyển trong hư không. Giọng Tư Hồng Khuynh Yến mềm mại đáng yêu truyền ra từ trong hành cung, vang vọng thiên địa này, văn nhân linh sắc, lần này bản cung tha cho ngươi một mạng trước, đợi chút nữa lại so tiếp. Hàng lông mày kẻ đen của văn nhân linh sắc nhíu chặt, lạnh lùng đưa mắt nhìn hành cung rời đi. Thực lực Tư Hồng Khuynh Yến còn ở đó, nàng có thể đánh lui đối phương, lại không thể giữ nàng lại. Nàng cầm hỏa kích trong tay, nghiêm nghị quát, lần sau còn dám đến, vậy vĩnh viễn đừng đi, ha ha ha. Chẳng phải chỉ phá hủy một sơn cốc, tức giận quá như thế làm gì? Tư Hồng Khuynh Yến như đang che miệng cười khẽ, chẳng lẽ đã lâu không người thải bổ, phòng không tịch mịch, còn chưa nói hết câu, hành cung đã hoàn toàn ẩn vào hư không. Văn nhân linh sắc hừ lạnh một tiếng, Tư Hồng Khuynh Yến này quá hung hăng ngang ngược, đợi chút nữa mình sớm bố trí một tòa khốn trận ở quanh đây. Nếu lần sau đối phương còn dám đến đây, xem nàng còn có thể tiếp tục làm càn hay không. Đang nghĩ ngợi, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt. Đồ Ách Viên xảy ra chuyện, có người muốn xông ra khu chữ thiên. Lúc này nàng không để ý tới việc của Tư Hồng Khuynh Yến, bóng dáng lóe lên liền biến mất, đã nhanh chóng trở về Đồ Ách Viên. Đồ Ách Viên, khu chữ huyền, Phí Túc và các sùng thế đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi đi trong chỗ ở của người trông coi được trận pháp che chở. Bởi vì rất nhiều người đã bị điều đi, lúc này kiến trúc san sát đều bỏ trống, bọn họ cố ý chọn một con đường ít người, vừa đi vừa khẽ trò chuyện. Mặc dù lần này chúng ta chưa thể đến chiến trường Oanh Châu, nhưng ba người Tư Hồng Thị lại có thể trà trộn vào địa giới Yến Tê Thành, nửa đường chặn giết, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Các sùng thế xúc động nói, bây giờ văn nhân Tư Viên trở về, mặc dù giải quyết nguyền rủa khu chữ hoàng, cũng tạm thời ổn định tình huống Đồ Ách Viên, nhưng không biết tiền tuyến có bởi vậy trở nên căng thẳng hay không. Phí Túc im lặng một lát, thở dài, ma đạo lòng lan dạ thú, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Dừng một chút, hắn ta lại nói, đúng rồi,
sư huynh, sau khi Tư Hồng Đạt rời khỏi Độ Ách Uyên, nói chuyện hành động như thế nào? Các Sùng Thế trầm ngâm nói, so với hồ sơ vụ án ghi chép, đã tưởng như hai người, tâm tính hắn bình thản, hiểu lý niệm đạo nghĩa, tiêu chuẩn của chính đạo ta. Sau khi ba người Tư Hồng Thị xuất hiện, hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ chúng ta, kiểm tra giám tâm hồ vẫn rất đáng tin, hắn không có vấn đề, chỉ có điều, người đưa hắn đi là đám người Tư Hồng Chẩn, phù quan Tư Hồng Thị, hoặc là nói bản tính Trọng Minh Tông, ngươi và ta đều biết rõ, cũng không biết lần này hắn bị người thần mang về, là họa hay phúc. Phí Túc khẽ gật đầu, hy vọng Tư Hồng Đạt bình an vô sự, đừng lại vào ma đồ, có kinh nghiệm lần này, tiếp theo ta chuẩn bị tiếp tục giáo hóa càng nhiều tù phạm. Các Sùng Thế gật đầu, đang muốn nói gì đó, trên mái vòng đằng xa đột nhiên tối xuống, ma uy vô cùng kinh khủng bừng bừng dâng lên từ trong vực sâu, toàn bộ sinh linh trong Độ Ách Uyên đồng thời giật mình, cảm thấy có tai họa lớn, khủng bố lớn giáng lâm từ nơi sâu xa. Sắc mặt hai người thay đổi, khí tức này, là bên khu chữ thiên, xảy ra chuyện, bọn họ lập tức bất chấp gì khác, lấy ra lệnh bài của mình, chuông khánh to lớn hiện ra từ giữa hư không. Gấp rút vang lên thúc giục tất cả người trong coi khu chữ huyền nhanh chóng rút lui đến khu chữ hoàng. Nếu là biến cố ở khu chữ hoàng và khu chữ huyền, bọn họ còn có thể giải quyết, nhưng khu chữ thiên và khu chữ địa đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực hai người có thể giải quyết. Trước khi văn nhân Tư Viên trở về, bọn họ chỉ có thể hạ lệnh để tất cả mọi người cố gắng rời xa khu chữ thiên, khu chữ hoàng. Trăng máu treo cao, ánh sáng màu ửng đồ nhạt như là máu tươi pha loãng, yên tĩnh chiếu xuống, âm phong gào thét mà qua. Tiếng kêu khai thác đá đinh đang vang lên giữa tiếng kêu khóc, nối liền không dứt, từng phạm cầm quốc đá, thạch chùy trong tay, đứng khắp nơi trong hạp cốc, ra sức khai thác vật liệu đá. Tin tức văn nhân linh sắc trở về đã truyền khắp toàn bộ Độ Ách Uyên. Hai ngày qua, toàn bộ Độ Ách Uyên vô cùng ngoan ngoãn, khu chữ hoàng càng hơn thế, dù sao bọn họ còn có một vị tống trượng trực lệnh. Lúc này, tống trượng trực lệnh đi theo sau lưng Niếp Bích Lưu, chậm rãi kiểm tra toàn bộ khu chữ hoàng. Chỗ hai người đi qua, tù phạm không hề dám lười biếng, càng không dám thất lễ, tiếng gõ đặc biệt dày đặc. Niếp Bích Lưu bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mắt, nhưng trong lòng nghĩ đến Ngô Tầm An. Mặc dù người này đã bị nhốt vào khu chữ thiên, không còn thuộc về phạm vi quản lý của hắn ta, nhưng nửa năm qua phần lớn biến cố trong Độ Ách Uyên đều có liên quan mật thiết với hắn ta. Xét đến cùng, tiếp cấp trưởng khu chữ hoàng là hắn ta sơ sẩy. Nhân vật nguy hiểm như thế ngụy trang ở khu chữ hoàng nửa năm, lại không phát hiện điều gì. Bởi vậy, vì đề phòng lại có Ngô Tầm An thứ hai ẩn nấp ở bên cạnh, mấy ngày nay Niếp Bích Lưu vẫn luôn tự mình tuần tra, cẩn thận kiểm tra mỗi một tên phạm nhân. Ngay lúc bọn họ đi dọc theo sông ngầm, chậm rãi đến hạ du, Tư Hồng Diệu Ly đi bên cạnh đột nhiên truyền âm nói, tiếp cấp trưởng, bây giờ tình huống Ngô Tầm An kia như thế nào? Ngày đó thánh tử ra tay với văn nhân linh sắc ở trước mặt mọi người, cũng làm nàng giật mình kêu lên. Nhưng không lâu sau nghe nói thánh tử bị văn nhân linh sắc tự tay nhốt vào khu chữ thiên, nàng đã hiểu đại khái mục đích của thánh tử, nhiệm vụ thật sự của thánh tử vào lần này. Chắc chắn có liên quan với khu chữ thiên, rất có thể là vì nghĩ cách cứu viện một vị thái thượng trưởng lão nào đó của Thánh Tông, chỉ nghe Niếp Bích Lưu nói, không rõ lắm. Nghe văn nhân Tư Viên nói, kia là người cứng đầu, Tư Viên tự mình tra tấn, kết quả hơn hai canh giờ đổi hết hình cụ này đến hình cụ khác, mí mắt Ngô Tầm An kia lại không nháy một cái, hình phạt phổ thông căn bản không hỏi ra bất kỳ thứ gì. Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly không hề thấy bất ngờ, Bùi Lăng cũng không phải là con em tam đại thế gia Thánh Tông, lại có thể người sau vượt người trước chèn ép Tô Chấn Hòa, cuối cùng chính vị thánh tử, người tầm thường đâu thể so sánh. Nếu không phải có tâm trí cứng cỏi, dù chỉ có thiên phú, đâu thể có được địa vị hôm nay, càng không nói đến được Thánh Tông gửi gắm trách nhiệm nặng nề như vậy. Suy nghĩ xoay chuyển, Tư Hồng Diệu Ly nói tiếp, ta nghe nói, tu sĩ hóa thần nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày ở khu chữ thiên. Bây giờ đã đủ 3 ngày, có phải văn nhân Tư Viên chuẩn bị thả Ngô Tầm An kia ra hay không? Chỉ là trước đó khu chữ địa không giam được hắn, cũng không biết văn nhân Tư Viên dự định sắp xếp người này như thế nào. Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu, bây giờ văn nhân Tư Viên không ở Độ Ách Uyên, hắn ta cũng không biết dự định của Tư Viên. Lúc hai người nói chuyện, đi vòng qua lớp vách đá kính, đột nhiên bọn họ cảm thấy mái vòng sau lưng đột nhiên tối xuống, như trăng máu treo cao đột nhiên rơi xuống. Ma uy rào rạc lập tức gào thét ra bốn phương tám hướng, một giọng nói âm trầm thật lớn vang vọng toàn bộ Độ Ách Uyên, tiền bối. Tại sao phải cực khổ vội vàng đi lại như vậy? Vẻ mặt Niếp Bích Lưu và Tư Hồng Diệu Ly đều thay đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu chữ thiên, chỉ thấy một ma thủ khổng lồ nguy nga nhanh chóng duỗi ra từ dưới vực sâu, như che khuất bầu trời. Ma thủ kia toàn thân xanh đen, quanh quẩn sát khí và ma khí đậm đặc, vừa xuất hiện đã có uy áp kinh khủng, khiến hai người lập tức hải hùng khiếp vía, như muốn quay người bỏ chạy, tâm thần chấn động dữ dội,
Niếp Bích Lưu tu vi hóa thần lấy lại tinh thần trước một bước, lập tức hoảng sợ nói, Diệt Liên lão ma. Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng điều động pháp lực một vòng, mới khó khăn lắm xua tan sự chấn nhiếp, cũng âm thầm hoảng sợ, đúng là thánh tử, hành động thật lớn. Niếp Bích Lưu lập tức nói, mau bỏ đi. Vào đại trận, đến bên cạnh truyền tống trận, vị trí truyền tống trận là chỗ phòng hộ nghiêm mật nhất của đại trận. Chờ văn nhân tư viên trở về, Tư Hồng Diệu Ly nhẹ gật đầu, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này thi triển độn pháp đuổi theo bước chân Tiết cấp trưởng, khu chữ thiên, bên cạnh vực sâu, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan vừa đạp xuống đất, một cái ma thủ to lớn chộp về phía hai người, bóng dáng Mạc Lễ Lan đột nhiên nhoáng lên một cái, nhanh như thiểm điện dẫn theo Bùi Lăng lập tức vượt qua khu chữ địa và khu chữ huyền, xuất hiện ở khu chữ hoàng. Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng giật mình, bây giờ mình không vận chuyển thực nhật bí lục, trực tiếp rời khỏi khu chữ thiên lại không bị giới luật phản vệ. Oanh! Vào lúc này, ở nơi xa sau lưng truyền đến một tiếng động kinh thiên động địa, lúc bụi mù tản ra, Bùi Lăng như hiểu ra điều gì đó, xác nhận vị trí vừa rồi của bọn họ, đã đất sụp đã nứt, địa hình biến hóa dưới một trảo của ma thủ, hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng truyền âm hỏi, xảy ra chuyện gì? Mạc Lễ Lan nhẹ nhàng trả lời, hấp thu một chút lực lượng phát tác mà thôi. Hấp thu lực lượng phát tắc, Bùi Lăng lập tức nhướng mày, giới luật độ ách duyên là do lực lượng phát tắc tạo dựng, hiện tại ý chí đọa tiên hấp thu lực lượng phát tắc. Chẳng trách tên tù phạm tầng dưới chót khu chữ thiên kia có thể tránh thoát trói buộc. Lúc hai người nói chuyện, ma thủ kia gào thét lên không, theo bóng mở to lớn nhanh chóng lan tràn, lại một lần chộp về phía bọn họ. Cùng lúc đó, khu chữ thiên và khu chữ địa lần lượt dâng lên mấy đạo khí tức hùng hậu mênh mông, tạch tạch tạch, vào lúc này, vô số xiềng xích ở hai khu vực này đứt gãy, ha 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 ha. Tiếng động nhắc nhở tất cả mọi người, liên tiếp vang lên tiếng cười điên cuồng, phần lớn tù phạm cũng bắt đầu liều lĩnh công kích trói buộc, thử khôi phục sự tự do, oanh, oanh, oanh. Khu chữ thiên và khu chữ địa rơi vào hỗn loạn tưng bừng, ở khu chữ hoàng Mạc Lễ Lan dẫn theo Bùi Lăng tránh trái tránh phải, liên tục tránh đi sự công kích của ma thủ. Bùi Lăng dần cau mày, tù phạm khu chữ thiên sắp thoát khỏi vòng vây. Hiện tại hắn cũng có thể trốn vào tiểu tự tại thiên, tránh nạn, nhưng tu sĩ độ ách viên khác, nhất là Tư Hồng Diệu Ly còn là thủ hạ của hắn, đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức uy nghiêm bá đạo đột nhiên giáng lâm, chợt, giọng nói lạnh băng vang vọng toàn bộ mái vòm, Diệt Liên lão ma, đừng có làm càn. Tất cả tù phạm, ai dám vọng động, chết. Nghe được giọng nói này, toàn bộ sinh linh trong độ ách viên lập tức biết văn nhân linh sắc đã trở về, ngay sau đó, chỉ thấy một thanh hỏa kích vô cùng to lớn như núi cao biển rộng, gào thét mà ra, đánh tới ma thủ ở giữa không trung. Oanh, hỏa kích và bàn tay đánh vào nhau tản ra xung kích kinh khủng, toàn bộ độ ách viên đột nhiên chấn động, trên mặt đất tất cả hẻm núi, sông ngầm, vách đá yếu ớt như bánh ngọt, không có chút sức chống cự nào, dập dần từng vòng như nước lại vỡ vụn như bột mịn trong khoảnh khắc. Khu chữ huyền và khu chữ hoàng có rất nhiều tù phạm vận khí không tốt xen lẫn trong đó, còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Pháp trận phòng hộ của hai khu vực dồn dập lung lay, sáng tắt mấy lần, mới khó khăn lắm chống đỡ. Giữa không trung, bóng dáng văn nhân linh sắc đột nhiên xuất hiện, ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt hai người Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan. Bùi Lăng tâm niệm vừa động, hư thiên giới chủng đã xuất hiện trong lòng bàn tay, chuẩn bị thôi động bất cứ lúc nào. Về phần Mạc Lễ Lan lại vẻ mặt bình thản, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn về phía văn nhân linh sắc, trong ánh mắt lại lộ ra cảm giác nhìn xuống, vẻ mặt văn nhân linh sắc nghiêm nghị. Ngô Tâm An này bị giam ở khu chữ thiên còn có thể trốn ra, còn có tên nữ tu tố chân thiên kia. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, trong chốc lát nàng không có thời gian để ý tới hai người này, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết biến cố khu chữ thiên trước. Nghĩ tới đây, văn nhân linh sắc dứt khoát bỏ qua Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan, lập tức chạy tới khu chữ thiên. Trong giây lát, nàng xuất hiện ở phía trên khu chữ thiên, trong lòng lập tức cảm thấy nặng nề, giới luật độ ách quyên lại trở nên yếu kém như thế trong vòng 3 ngày. Lúc này, không chỉ Diệt Liên lão ma ở trong huyệt động tầng dưới chót, còn có rất nhiều tù phạm khác đều không đếm xỉa sự áp chế và trừng trị của giới luật còn sót lại, điên cuồng đánh thẳng vào trói buộc, thậm chí không tiếc lấy ra thủ đoạn tự mình hại mình. Văn nhân linh sắc lập tức tay cầm hỏa kích, giết vào bên dưới vực sâu, rầm rầm rầm, lực trùng kích cường đại khiến cột sương mù do địa sát chỉ khí hình thành cũng xuất hiện vặn vẹo hỗn loạn, mưa sát khí chợt ngừng chợt rơi, không ngừng truyền ra chấn động kinh khủng, khí tượng toàn bộ khu chữ thiên thay đổi trong nháy mắt. Chỉ chốc lát sau, giọng nói âm trầm, thật lớn lại vang lên, văn nhân tiểu bối, hôm nay tư ngục không ở đây, không ai có thể ngăn cản bản tọa rời khỏi nơi đây. Oanh, theo một câu tuyên bố cuồng vọng, một bóng người thoát ra từ đáy vực, lại là văn nhân linh sắc, sắc mặt nàng tái xanh, vẻ mặt nghiêm nghị, không chỉ Diệt Liên lão ma sắp tránh thoát trói buộc khu chữ thiên,
Hiện tại giới luật suy yếu, những phạm nhân tu vi cao thâm ở khu chữ thiên và khu chữ địa đều đến ranh giới sắp thoát khỏi giam cầm. Cho dù một mình nàng liều cả tính mạng, cũng không thể ngăn cản tất cả tù phạm. Lúc này văn nhân linh sắc không chút do dự, lập tức độn về khu chữ hoàng. Lúc này, Miết Bích Lưu và Tư Hồng Diệu Ly đã triệu tập tất cả tiết cấp, trượng trực, tụ họp bên cạnh truyền tống trận. Không chỉ khu chữ hoàng, ngay cả phí túc, các sùng thế cùng rất nhiều tiết cấp, trượng trực khu chữ huyền, sau khi nhận ra tình huống không ổn cũng đến đây tránh nạn. Không gian chấn động, hiện ra bóng dáng văn nhân linh sắc. Đám người Miết Bích Lưu lập tức tiến lên hành lễ. Văn nhân Tư Viên, bên khu chữ thiên, không chờ bọn họ nói hết lời, văn nhân linh sắc gọn gàng dứt khoát phân phó, tất cả mọi người lập tức rời khỏi Đồ Ách Viên. Nói xong, không cho đám người thời gian phản ứng, nàng trực tiếp ra tay, ống tay áo vung lên, tất cả mọi người bị đưa vào truyền tống trận, sau đó thôi động trận pháp, ánh sáng trắng sáng chói đến cực điểm bùng lên, trong nháy mắt tất cả mọi người bị truyền tống đi. Thần niệm của văn nhân linh sắc nhanh chóng đảo qua toàn bộ Đồ Ách Viên, sau khi xác định không lọt mất bất kỳ một tiết cấp và trượng trực nào, trực tiếp ra tay, một chưởng đánh vào truyền tống trận, quanh, từng tầng phòng hộ quanh truyền tống trận, cho dù đứng ở trong phòng hộ, lấy tu vi hợp đạo kỳ ra tay chính diện cũng chỉ bị hủy đi một nửa, nhưng đã không thể sử dụng, văn nhân linh sắc lại tiếp tục ra tay, ầm 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 ầm, chưởng kình không ngừng rơi xuống, trong giây lát toàn bộ truyền tống trận hoàn toàn chôn vùi, không lưu lại bất kỳ một dấu vết phù văn gì. Ngay sau đó, bóng dáng nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh giám tâm hồ, lấy ra hỏa kích, lại ra tay với giám tâm hồ, rầm rầm rầm. Một lát sau, giám tâm hồ trở thành một vùng phế tích, lại không có một giọt nước hồ nào lưu lại, sau đó là nhà kho. Chỉ chốc lát sau, văn nhân linh sắc phá hủy toàn bộ khu vực người trông coi Đồ Ách Viên, trong tầm mắt là một đống đổ nát thê lương, không còn tài nguyên và con đường nào đó. Nàng vẫy tay, giữa hư không chậm rãi hiện ra một lá cờ huyết sắc, màu sắc lá cờ này như máu tươi, xung quanh có hoa văn đen nhánh, đâm vào rất nhiều phù văn như ngư long rong rêu, phù văn như vật sống chậm chạp tản khắp, tản ra từng luồng sát khí như quân trận, lúc đón gió phần phật có một luồng cảm giác nghiêm nghị lập tức lan tràn ra. Ở trung tâm lá cờ, không biết là người phương nào nâng bút viết một chữ tru to lớn, không giống với sát khí huyết sắc âm hiểm của ma đạo, trên đó lưu chuyển bảo quang, lại tràn ngập chính khí hùng hậu, khiến yêu tà chưa tới gần đã sinh lòng e ngại, chính là pháp bảo Đồ Ách Viên, Tru Ác Kỳ. Lúc này, một bóng dáng khôi ngô cao lớn, sát khí quanh quẩn xông lên trời không từ khu chữ thiên, vài gốc xiềng xích tận trung tận tụy trói buộc hắn ta, nhưng theo hắn ta xông lên, mấy tiếng tạch 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 vang lên, cuối cùng ba đạo xiềng xích cũng không cam chịu đứt gãy. Lúc này, khí thế của bóng người đã đạt đến đỉnh phong, ha 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 ha. Tiếng cười điên cùng hung hăng ngang ngược tùy ý vang lên, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Đồ Ách Viên. Ngay sau đó là bóng dáng thứ hai, bóng dáng thứ ba, chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, khu chữ thiên và khu chữ địa đã có vài chục tên tù phạm thoát khỏi giam cầm. Rất nhiều tù phạm đạp không mà đứng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên người văn nhân linh sắc. Bóng dáng thoát khỏi giam cầm đầu tiên, cũng là Diệt Liên ở trong hang động tầng dưới chót khu chữ thiên. Văn nhân linh sắc, còn có di ngôn gì không? Thản nhiên hỏi, vẻ mặt văn nhân linh sắc bình thản, nàng một tay cầm hỏa kích, một tay cầm Tru Ác Kỳ, lạnh lùng trả lời, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi Đồ Ách Viên. Nghe vậy, Diệt Liên mỉm cười, đang định mở miệng, nhưng rất chẳng mấy chốc hắn ta nhướng mày, nhanh chóng dời ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó sau lưng văn nhân linh sắc, lối ra Đồ Ách Viên đã biến mất. Hắn ta lập tức nói, ngươi hủy tất cả lối ra. Ánh mắt văn nhân linh sắc đảo qua rất nhiều tù phạm thoát khỏi giam cầm, bình tĩnh nói, không sai. Lúc trước Đồ Ách Viên chỉ thiết lập hai lối ra, chính vì đề phòng lúc này. Hiện tại tất cả lối đi Đồ Ách Viên với ngoại giới đã không còn sót lại chút gì, cho dù các ngươi không có giới luật quản thúc, cũng đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây nửa bước. Đột nhiên, một ma tu sắc mặt xanh biếc, quần áo tả tơi đứng cách Diệt Liên không xa, lạnh lùng nói, Đồ Ách Viên ở trong lòng đất, không có lối ra, chúng ta cứ đào một đường ra, đợi sau khi trở về mặt đất, sẽ cẩn thận tính sổ sách với Ngụy Đạo, đến lúc đó, Tru Diệt Yến Tê Thành, đừng lãng phí thời gian. Một ma tu nam sinh nữ tướng tướng mạo âm nhu, nhàn nhạt mở miệng, trước tiên giải quyết văn nhân linh sắc, Tư Viên đã trở về, còn không biết khi nào Tư Ngục có thể thoát thân trở về. Lời này đã nhắc nhở đám người, nghĩ đến Tư Ngục, tất cả tù phạm khu chữ thiên đã thoát khỏi giam cầm cũng không dám trì hoãn. Một ma tu tóc đỏ lập tức quát, ra tay, còn chưa nói hết câu, một đám ma đầu lập tức lao về phía văn nhân linh sắc, chỉ một thoáng, âm phong nổi lên xung quanh, tiếng rít thê lương của oan hồn vang vọng trong toàn bộ Đồ Ách Viên. Phía trên mái vòm, vầng trăng máu dùng để chiếu sáng đột nhiên biến mất, chỉ chưởng quyền chân cuồng bạo, rối rít đánh úp về phía văn nhân linh sắc.
Đôi mắt trong veo của văn nhân linh sắc chiếu rọi thế công che ngợp bầu trời lại cười lạnh không nói, không lùi mà tiến tới, hỏa kích và tru ác kỳ cùng nhau múa, đã chuẩn bị sẵn đánh một trận tử chiến, nhưng ngay sau đó, từng tia sáng trong trẻo đột nhiên bốc hơi mà lên, rầm rầm rầm, rất nhiều thủ đoạn của ma đầu, đều bị tù phạm chính đạo khu chữ địa thoát khỏi giam cầm ngăn lại, một người cầm đầu nhìn như trung niên, vẻ ngoài hắn ta cương nghị oai hùng, không giận tự uy, quay đầu nhìn về phía văn nhân linh sắc, trầm giọng nói, lão phu Viên Trường Chân, từng làm thái phó của thái tử Lưu Lam Hoàng Triều, văn nhân tiểu hữu, đừng lo lắng, mặc dù chúng ta đi sai bước nhầm, bị giam cầm trong độ ách viên, nhưng cuối cùng xuất thân chính đạo, có chúng ta ở đây, tuyệt đối không bỏ mặc những ma đầu này tùy ý làm bậy. Văn nhân linh sắc khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức đơn giản nói, đa tạ. Thấy cảnh này, ma tu âm nhu kia khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy mỉa mai nói, ha ha ha. Tình cảm đồng đạo thật cảm động, ma tu tóc đỏ lặng lẽ nói, chó săn ngụy đạo. Chó mãi mãi cũng là chó. Diệt Liên nghiêng đầu, thấy thế, tù phạm ma tu khác lập tức đáp lời, chỉ nghe hắn ta từ tốn nói, tất cả mọi người bị nhốt ở độ ách viên như vậy, chẳng lẽ đám ngụy đạo các ngươi còn ngại bị giam không đủ. Viên Trường Chân không trả lời vấn đề này, mà nhìn qua văn nhân linh sắc, chậm rãi tiếp tục nói, văn nhân tiểu hữu, chúng ta lại trợ giúp ngươi đưa những ma đầu này xuống dưới vực sâu, nhốt về khu chữ thiên một lần nữa, thế nhưng, tính toán thời gian, chúng ta rời tông môn đã rất nhiều năm, rất nhiều lão hữu đều đã gần đất xa trời, trong vòng 300 đến 100 năm năm tới, chỉ sợ sẽ âm dương cách biệt, vì vậy, muốn trở về gặp mặt, pha trà dưới mai, nâng cốc trước cây dâu, trả lại lời hứa cùng đặt ra lúc thiếu niên, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, nhưng không biết còn có cách gì để rời khỏi độ ách viên này. Vừa nói xong, tất cả tù phạm chính đạo khu chữ địa đã thoát giam cầm, đều nhìn về phía văn nhân linh sắc, một phương ma môn vừa chuẩn bị sẵn khai chiến với tù phạm chính đạo, nghe nói như thế đều lần lượt lộ ra vẻ trêu tức, sau đó hóa giải thuật pháp đã hiện ra trong tay, đứng xem trò hay. Sắc mặt văn nhân linh sắc lạnh lùng, lúc này cao giọng nói, chỉ có hai con đường rời khỏi độ ách viên, thứ nhất là thông qua truyền tống trận được giới luật che chở. Chỉ có người trông coi độ ách viên mới có thể sử dụng thứ này. Thứ hai, là giám tâm hồ. Nhưng bây giờ truyền tống trận và giám tâm hồ đều bị ta hủy đi. Không còn bất luận kỳ đường đi gì có thể rời khỏi độ ách viên. Chư vị giúp ta cũng tốt, không giúp cũng được, đều không thể rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Viên Trường Chân lập tức trở nên lạnh lùng. Bọn họ không giống với những tù phạm ma môn kia. Bọn họ đã từng là đồng đạo văn nhân linh sắc, thậm chí có vài người còn là đồng môn. Cho dù phạm phải tội ác, bị giải vào nơi đây, nhưng đều có nguyên do, cũng không phải lại người tội ác tày trời, giúp ác không lùi. Như Viên Trường Chân, hắn ta là người bị hại trong trận sóng gió yêu tộc ăn nhân tộc ở Lưu Lam Hoàng Triều vào năm đó, phụ mẫu hắn ta đều bị yêu tộc âm thầm săn mồi. Mặc dù Hoàng Triều ra chân tướng, đã chém giết yêu tộc ăn thịt người, yêu tộc cũng tiến hành bồi thường cho hắn ta, triều đình nhanh chóng đặt ra quy tắc một lần nữa, cuối cùng người các bên dùng một cách khá công bằng để xoa dịu chuyện này. Nhưng từ đầu đến cuối Viên Trường Chân khó bỏ qua chuyện gặp phải hồi nhỏ, sau khi hắn ta trưởng thành vẫn ôm lòng căm hận cực kỳ mãnh liệt với toàn bộ yêu tộc, trải qua việc khắc khổ cầu học, cố gắng tu luyện, lúc thanh niên hắn ta có thể tiến vào miếu đường, từ đó ở trước mặt người khác, hắn ta không ngừng vươn lên, làm quan viên của tiền đồ vô lượng hoàng triều, sau lưng người khác, hắn ta giả trang ma tu, trắng trợn tàn sát, ngược sát yêu tộc, bởi vì xưa nay hắn ta lấy hình tượng khoan dung rộng lượng, lại một bước lên mây trong quan trường. Đến trăm năm sau mới bị phát hiện hành động lần này, số yêu tộc chết trong tay Viên Trường Chân đã vô số kể, thậm chí trong đó còn có một vị yêu tộc vào cung làm phi. Chuyện này, hắn ta có tội, hắn ta nhận, nhưng cả đời hắn ta từ cô nhĩ trôi dạt khắp nơi, đến làm thái phó dạy bảo thái tử hoàng gia, trong lúc này đã từng lập xuống công lao hãn mã cho hoàng triều, đã từng dành rất nhiều chỗ tốt cho thương sinh, đã từng vất vả cả đời vi xã tắc. So sánh với việc hắn ta xúc phạm luật pháp, cầm tù nhiều năm như vậy, nay đã là chuyện bé xé ra to, kết quả hiện tại bị nhốt nhiều năm như vậy còn chưa đủ, thấy văn nhân linh sắc gặp nạn, bọn họ có lòng tốt ra tay giúp đỡ, còn phải tiếp tục bị nhốt ở nơi này cả đời, hừ, độ ách viên này căn bản là uống công thành thẳng, không coi bọn họ là người, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Viên Trường Chân lạnh lùng nói, văn nhân tiểu hữu, lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội, văn nhân linh sắc dứt khoát trả lời, không cần, ánh mắt Viên Trường Chân lập tức trở nên vô cùng lạnh băng, khu chữ hoàng, không gian lòng đất, chân không hóa linh đại trận, bóng dáng Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức lấy ra truyền âm phù liên lạc với Tư Hồng Diệu Ly, độ ách viên đại biến, bây giờ thời gian gấp gáp, dù văn nhân linh sắc có thể giữ vững độ ách viên hay không, đều phải để Tư Hồng Diệu Ly lập tức rời đi, không giống với hắn,
Thân phận của Tư Hồng Diệu Ly là trượng trực lệnh, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do thích hợp là có thể rời khỏi nơi đây, vô cùng đơn giản. Nghĩ đến đây, pháp lực của Bùi Lăng phun ra một cái, đã thôi động truyền âm phù. Chỉ có điều, đợi nửa ngày, truyền âm phù không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn không khỏi nhướng mày, chợt kịp phản ứng đây là vì khoảng cách đôi bên quá xa, truyền âm phù mất đi hiệu lực. Nhưng Tư Hồng Diệu Ly là trượng trực lệnh khu chữ hoàng, bình thường sẽ không rời đi khu chữ hoàng, bây giờ hắn đang ở lòng đất khu chữ hoàng, xuất hiện loại tình huống này. Đối phương đã rời khỏi độ ác quyên, nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức thu hồi truyền âm phù, nói với Mạc Lễ Lan, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi. Mạc Lễ Lan nghe vậy lại khẽ lắc đầu, một mình ngươi đi, ta còn có chuyện chưa làm. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vận chuyển thực nhật bí lục lại hóa thành dáng vẻ tư ngục. Hệ thống ủy thác không quá chắc chắn, cũng như thời điểm khác thường như hiện tại, tốt nhất đừng sử dụng hệ thống ủy thác, trực tiếp lấy thân phận tư ngục rời đi là được. Ngay sau đó, hắn thi triển ngũ quỷ thiên la độn trở về mặt đất. Vào lúc này, phía trên mái vòm, Văn Nhân Linh sắc một tay hỏa kích, một tay cờ xí, đang giằng co từ xa với rất nhiều phạm nhân khu chữ thiên, khu chữ địa. Bùi Lăng không rảnh quan tâm tình cảnh này, ẩn nấp bóng dáng, trực tiếp bỏ chạy về phía truyền tống trận độ ác viên lúc trước. Chẳng mấy chốc hắn đến nơi, đã thấy nơi này một mảnh đổ nát thê lương, hóa thành đống đổ nát, xung quanh chật ních phạm nhân khu chữ hoàng, hiển nhiên cũng muốn thông qua truyền tống trận rời đi. Lúc này, về mặt từng người nghiêm nghị, bầu không khí lo lắng, truyền tống trận. Truyền tống trận đâu? Ngay dưới chân, đã bị phá hủy, truyền tống trận lại bị hủy, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thế nào? Điều này không được, lúc này trốn đi, chẳng may sau khi ra ngoài lại bị bắt được, ngươi ngu rồi sao? Một khi Văn Nhân Tư Viên đánh nhau với những sự tồn tại ở khu chữ thiên và khu chữ địa kia, không nói ai thua ai thắng, ngươi và ta có thể ngăn cản dư chấn khi chiến đấu sao? Phải nhanh chóng nghĩ cách. Đúng. Ngoại trừ truyền tống trận, còn có giám tâm hồ, đi giám tâm hồ, bọn họ nhắc nhở nhau, lập tức lao như điên về phía giám tâm hồ. Nghe lần thảo luận này, Bùi Lăng dần nhíu mày. Hắn dùng thần niệm nhanh chóng đảo qua toàn bộ khu chữ hoàng, chẳng mấy chốc phát hiện, nơi này chỉ còn lại tù phạm, tất cả tiết tấp và trượng trực đều không thấy tăm hơi. Trong lòng Bùi Lăng lập tức có dự cảm không tốt, hắn bỏ chạy về phía giám tâm hồ. Trong giây lát, bóng dáng hắn xuất hiện ở bên cạnh giám tâm hồ, đã thấy hồ nước vốn sóng gợn lăn tăn, đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đống đổ nát mới tinh, giám tâm hồ cũng bị hủy. Lúc này, những phạm nhân khác cũng lần lượt đuổi tới, nhìn tình cảnh này đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, hai lối ra của độ ác quyên, hiện tại cũng hết rồi, làm sao bây giờ, chắc chắn những điều này là Văn Nhân Linh sắc làm, giết nàng, lấy cái gì giết? Kia là hợp đạo, Nhậm công tử, ngươi là cao đồ thiên sinh giáo, bên ta mới nhìn thoáng qua sự tồn tại bên khu chữ thiên một chút, hình như có người mặc áo bào trắng, chẳng lẽ là tiền bối Quý Tông? Nếu là như vậy, ta nguyện làm khuyển mã đi trước cho công tử. Mạnh đạo hữu, Văn Nhân Tư Viên còn có sự tồn tại bên khu chữ địa đều là đồng môn của ngươi, mong rằng đạo hữu che chở một hai. Chu nải nải, ngài là huyết mạch thanh yếu, vị đại yêu khu chữ thiên kia cũng có thân thích với ngài. Ba người Nhâm Tân, Mạnh Nam Lâu và Chu Minh Ngạc lập tức bị bao bọc vây quanh, lời lẽ của đám người đang năn nỉ, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hung dữ, hiển nhiên căn bản không cho bọn họ cự tuyệt. Vẻ mặt ba người nghiêm nghị, rối rít gật đầu hứa hẹn, tốt. Chỉ cần ngươi thành tâm làm việc cho bản công tử, tất nhiên bản công tử sẽ báo cáo lão tổ, che chỗ các ngươi, tu sĩ chính đạo chúng ta tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội, đừng lo lắng, hừ. Nhân tộc chiếm đoạt đất đai phì nhiêu nhất ở thiên hạ này, yêu tộc ta phải dựa vào yêu đế bệ hạ, mới có thể yên phận ở một góc, từ nay yêu tộc trong thiên hạ một nhà, các ngươi cứ chờ đợi ở đây thật tốt là được. Lúc đang nói chuyện, ba người không ngừng truyền âm giao lưu, Mạnh Nam Lâu, ngươi là truyền nhân chính đạo. Văn Nhân Tư Viên và sự tồn tại khu chữ địa có sẽ che chở chúng ta hay không? Mạnh Nam Lâu lạnh giọng đáp lại, nếu Văn Nhân Tư Viên có năng lực, đương nhiên sẽ che chở chúng ta, nhưng các ngươi cũng không nhìn một chút, tuy Tư Viên là hợp đạo, hiện tại chỉ khu chữ thiên đã có bao nhiêu người hợp đạo và trên hợp đạo, Tư Viên ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể quản chúng ta? Về phần tiền bối khu chữ địa, ha ha, không nghe bọn họ đang hỏi thăm Tư Viên về lối ra sao, đều không để ý tới, tự cầu phúc đi. Ngược lại hai người các ngươi, thiên sinh giáo lấy xuất thân định tôn ti, từ trước đến nay cùng chung mối thù với yêu tộc, chẳng lẽ hiện tại cũng không trông cậy được. Nhâm Tân nhẹ nhàng trả lời, thánh giáo lấy xuất thân định tôn ti nhưng ở trong giáo số người có xuất thân tương đương, thậm chí càng tôn quý hơn ta cũng không phải số ít, nếu không, sao lại mặc cho ta ở chỗ này nhiều năm, nếu trưởng bối kia thành thạo điêu luyện,
lại tâm trạng không tệ, ta đi cầu xin, có lẽ còn có thể quan tâm một chút, nếu không, tùy tiện tiến lên, không bị một chưởng vỗ chết đã tính khí vận hưng thịnh, hiện tại đại chiến sắp đến, đi qua là muốn chết. Hai người nói xong đều nhìn về Chu Minh Ngạc, khóe miệng Chu Minh Ngạc giật một cái, nhanh chóng truyền âm, ta có ấn tượng với tiền bối thanh yếu kia, sở dĩ hắn bị giam vào, cũng là vì huyết mạch thần thông của hắn, sau khi bị thương vì nhanh chóng khôi phục đã thôn phệ nhân tộc, yêu tộc. Tốt nhất chúng ta nên cách xa hắn một chút. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, đã hiểu ra văn nhân linh sắc biết mình không trấn áp được tất cả phạm nhân, đã sớm đưa toàn bộ đám người trông coi đi, sau đó phá hủy tất cả lối ra độ ách uyên. Hắn cúi đầu nhìn về phía hư thiên giới chủng trong tay, văn nhân linh sắc hủy đi tất cả lối ra, nhất định đã chuẩn bị sẵn đánh cược một lần liều chết với phạm nhân khu chữ thiên và khu chữ địa. Bây giờ hắn không thể rời khỏi độ ách uyên, cũng chỉ có thể đến tránh né tiểu tự tại thiên trước. Đương nhiên, bây giờ hóa thân của hắn còn ở trong độ ách uyên, nhưng bây giờ hóa thân bị ý chí đọa tiên điều khiển, tạm thời hắn ta không hề có ý rời đi. Hơn nữa, sư tôn Dược Dạ Thư còn đang ngủ say trong tiểu tự tại thiên, hắn cũng không quá yên tâm với ý chí đọa tiên. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đã thúc giục một viên hư thiên giới chủng cuối cùng này. Hư thiên giới chủng lập tức sáng lên ánh sáng trong trẻo mịt mờ, chỉ là quang ảnh lấp lóe mấy lần lại như chịu sự ngăn cản vô hình nào đó. Trong giây lát ánh sáng của nó ảm đạm đi, Bùi Lăng vẫn đứng tại chỗ, thấy hư thiên giới chủng chưa thể mở ra lối đi tiểu tự tại thiên, Bùi Lăng lập tức cau chặt lông mày. Lần trước hư thiên giới chủng mất đi hiệu lực là ở trong đọa tiên mộng cảnh, còn lần này, độ ách uyên có thể giam giữ nhiều phạm nhân tu vi kinh khủng như vậy, cho đến nay chưa từng có bất kỳ người nào vượt ngục mà ra, quả nhiên không phải nơi bình thường, vậy làm sao bây giờ? Sau sự do dự ngắn ngủi, Bùi Lăng hít sâu một hơi, lúc này quyết định mạo hiểm đánh cược một lần, trực tiếp bay đến giữa không trung. Lúc này, một mình văn nhân linh sắc đạp không mà đứng, nàng tóc ngắn tung bay, lọn tóc đón gió phần phật, lướt qua khuôn mặt tinh xảo lạnh lẽo, ánh mắt như ngôi sao sáng tờ mờ trước đêm đông. Sau khi tâm ý đã quyết lại bình tĩnh và kiên định, trong hai tay, trái cờ phải kích, túc sát chi khí ầm vang mà lên. So sánh với một phương ma môn ở đằng xa, cho dù từng người quần áo rách nát, thậm chí lam lũ, vẻ ngoài tiều tụy chật vật lại khó che giấu khí thế ma diễm cuồn cuộn tung hoành một thời vào năm đó, lúc này sát ý cao ngất, sát khí hùng hậu, đám người Viên Trường Chân vừa ngăn lại công kích ma tu, khí tức đều vô cùng thâm trầm, quanh người có ánh sáng trong trẻo quanh quẩn, pháp lực bành trướng như đại dương, bàn về thực lực lại không thể kém hơn ma môn bao nhiêu, nhưng hiện tại ánh mắt nhìn về phía nàng cũng vô cùng lạnh băng, ba bên rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí như bị kéo căng đến cực điểm, có thể căng đứt bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc đại chiến sắp bộc phát, một giọng nói già nua truyền khắp toàn bộ độ ách viên, người nào dám làm càn ở độ ách viên ta, còn chưa nói hết câu, một lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức tỉnh khiết đột nhiên bay tới bên cạnh văn nhân linh sắc, quanh người hắn không có chút dao động tu vi nào, dường như chỉ là một phàm nhân nhưng khuôn mặt đoan chính, không giận tự uy, toàn thân quang minh lẫm liệt, nhìn qua có thể biết ngay là bô lão đức cao vọng trọng trong năm tông chính đạo, Tư Ngục, tất cả tù phạm khu chữ thiên và khu chữ địa đều thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đạo thần niệm khổng lồ, kinh khủng đảo qua trên người Tư Ngục, bọn họ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng dù là khí tức, hình dạng hay bất kỳ phương diện gì khác, người tới đều không khác Tư Ngục chân chính là bao. Lập tức, rất nhiều tù phạm sinh lòng do dự, thấy tình hình này, Diệt Liên lão ma hừ lạnh một tiếng, nếu là lúc chưa thoát khỏi trói buộc, Tư Ngục thật sự có thể lấy sức một mình trấn áp toàn bộ bọn họ, nhưng bây giờ đã có rất nhiều tù phạm khôi phục tự do, dù cho là Tư Ngục ở trước mặt cũng không ngăn cản được bọn họ. Nghĩ đến đây, Diệt Liên lão ma đang muốn trực tiếp ra tay, bên tai chợt truyền đến giọng nói Tư Ngục, tiền bối, phối hợp đi. Cùng lúc đó, Viên Trường Chân cũng nghe thấy Tư Ngục truyền âm, phối hợp cùng đi ra. Hai người khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy Tư Ngục chuyển sang văn nhân linh sắc, ngay sau đó phân phó, linh sắc, nơi đây giao cho bản tọa, ngươi nhanh chóng rời đi. Văn nhân linh sắc đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói bất kỳ điều gì, rất dứt khoát thôi động Tru Ác Kỳ một, sóng lớn huyết sắc cuồn cuộn mà lên, vầng trăng máu giữa không trung tỏa sáng, chỉ một thoáng toàn bộ độ ách viên như máu nhuộm, lực lượng pháp tắc còn sót lại bị dẫn dắt, khí tức giam cầm, phong cấm khổng lồ tản ra khắp nơi như ngọn núi chồng chất, đè xuống đầu tù phạm khu chữ thiên và khu chữ địa. Trong chớp mắt ra tay, nàng lạnh giọng quát, hôm nay ở nơi đây, bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng rời đi, dù là Tư Ngục đại nhân ở đây, cũng không ngoại lệ. Thấy thân phận bị nhìn thấu, lúc này Bùi Lăng không chút do dự, trực tiếp thi triển Ngũ Quỷ Thiên La Độn, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Thấy cảnh này, các phạm nhân khu chữ thiên và khu chữ địa lập tức phản ứng lại,
Tư Ngục vừa rồi là giả, chắc chắn tiểu tử kia là tiểu bối hóa thần bị giải vào khu chữ thiên mấy ngày trước. Trong lòng Viên Trường Chân hơi động, lập tức quát, thật can đảm. Tư Ngục ở trước mặt, chỉ là Tư Viên còn không nhanh chóng nhận mệnh, lúc nói chuyện, hắn ta đã ra tay, một chưởng vỗ xuống Văn Nhân Linh Sắc. Một phương ma đạo cũng cười to, Đồ Ách Viên là Tư Ngục trưởng khống, bây giờ Tư Ngục đã lên tiếng, Văn Nhân Tư Viên còn không nhanh đi tìm lối ra, chẳng là ngươi muốn chống lại mệnh lệnh cấp trên sao, hay là ngươi không cam lòng với vị trí Tư Viên, muốn phạm thượng, mưu đồ làm loạn. Còn chưa nói hết câu, rất nhiều ma tu đã cùng nhau ra tay, ma diễm cuồn cuộn, âm phong gào thét, thuật pháp thần thông khó mà tính toán đánh về phía Văn Nhân Linh Sắc. Văn Nhân Linh Sắc không quan tâm tất cả công kích, nàng tiếp tục huy động Tru Ác Kỳ một, tất cả thuật pháp thần thông chỉ cần tới gần xung quanh, đều bị Tru Ác Kỳ càn quét không còn. Cùng lúc đó, lực trùng kích cường đại khiến toàn bộ Đồ Ách Viên chấn động, mặt đất hẻm núi, vách đá, sông ngầm đều như là gợn nước bị đẩy ra từng tầng. Lúc này tù phạm khu chữ Hoàng và khu chữ Huyền đều tụ tập ở địa điểm truyền tống trận cũ và bên cạnh đống đổ nát giám tâm hồ, cố hết sức rời xa chiến trường nhưng vẫn khó thoát vạ lây, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám người vốn đang hội tụ thoáng chốc chạy tứ tán, như thuyền nhỏ độc mộc dưới sóng to gió lớn, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Trong tiếng động kinh thiên động địa, vầng trăng máu phát ra một tiếng rên rỉ, lung lay sắp đổ, phía trên mái vòm phát ra tiếng răng rắc liên miên không dứt, từng vết nứt to lớn xuất hiện. Toàn bộ Đồ Ách Viên như sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào, oanh long long long, khu chữ Hoàng, lòng đất, chân không hóa linh đại trận, toàn bộ trận pháp bị bao phủ trong bóng tối sền sệt như thực chất, Mạc Lễ Lan ngồi xếp bằng ở giữa, hai mắt nhắm chặt, trong tay không ngừng kết động từng pháp quyết phức tạp, dường như cánh hoa cỏ không ngừng nổ tàn. Cùng lúc đó, quanh người nàng quanh quẩn một luồng lực lượng kỳ dị, khó mà miêu tả, không thể hình dung, không thể nắm lấy, như gần như xa, lúc mạnh lúc yếu, đột nhiên, động quang lóe lên, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện ở trong trận pháp, Mạc Lễ Lan phát hiện, hàng lông mày kẻ đen lập tức cau lại, mở miệng hỏi, vì sao ngươi còn chưa đi? Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, sau đó bình tĩnh trả lời, ta không yên tâm để một mình ngươi ở lại nơi này, cho nên dự định đưa ngươi cùng rời đi. Hắn sớm nên nghĩ đến, cách rời khỏi Đồ Ách Viên, ngoại trừ truyền tống trận, giám tâm hồ đã bị Văn Nhân Linh Sắc hủy đi, cùng hệ thống ủy trị, còn có con đường ý chí đọa tiên này. Bản thể của đối phương là tiên nhân, chắc chắn Đồ Ách Viên này không thể vây khốn nàng. Mạc Lễ Lan nghe vậy ngẩn ngơ, chợt hừ lạnh một tiếng, nói, không cần. Một mình ngươi đi là được, đừng làm phiền ta. Nghe lời này, Bùi Lăng nhướng mày, nếu mình có thể đi, còn trở về tìm đối phương. Suy nghĩ hơi xoay chuyển, hắn lập tức nói, không được. Đồ Ách Viên này giấu sâu trong lòng đất, lại bị chính đạo Năm Tông khống chế nhiều năm, thiết lập vô số thủ đoạn, bây giờ lối ra bị hủy. Muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ, từ trước đến nay Bùi Lăng ta nói là làm, lúc trước đã đồng ý giúp đỡ đánh thức bản thể của tiên hữu, nhất định phải làm được, bây giờ sao có thể bỏ lại một mình ngươi, muốn đi cùng đi. Ta sẽ không vứt bỏ một mình ngươi. Sau khi Mạc Lễ Lan nghe xong, nghi ngờ nhìn qua hắn, sau đó nói, lòng đất. Bùi tiên hữu, vì sao ngươi cho rằng nơi này là lòng đất, hả? Đồ Ách Viên ở sâu trong lòng đất, đây không phải kiến thức thông thường sao? Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, lúc này không chút thay đổi sắc mặt hỏi, vậy Mạc tiên hữu cảm thấy, nơi này là nơi nào? Mạc Lễ Lan thản nhiên trả lời, đương nhiên là hư không ngoại vực, khu chữ Hoàng, tiếng kêu thảm thiết, chạy trốn, tiếng kêu cứu, khẩn cầu, nhanh chóng yếu bớt, các phạm nhân may mắn còn sống sót đột nhiên lần lượt ngã xuống đất, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say, quanh người mỗi một phạm nhân ngủ say cũng dần tràn ngập ra một tầng bóng tối như thực chất, chẳng mấy chốc, lấy đống đổ nát giám tâm hồ và địa điểm cũ của truyền tống trận làm trung tâm, toàn bộ mặt đất bốc lên một luồng sương đen nhánh, luồng sương mù sền sệt này càng lúc càng nồng nặc, lặng yên tràn ngập toàn bộ Đồ Ách Viên. Lúc đang đại chiến say sưa, tình cảnh này không hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ kẻ nào giữa không trung. Rầm rầm rầm, vô số thuật pháp thần thông chiêu bài hai đạo chính ma đánh về phía Văn Nhân Linh Sắc, nhưng lúc Tru Ác Kỳ bay qua đã càng quét sạch sẽ. Đây là pháp bảo áp đáy hòm của Đồ Ách Viên. Gần như tất cả giới luật nơi đây đều do bảo vật này khống chế, uy năng của nó có thể sánh bằng pháp bảo trấn tông của chính tông môn lớn, chỉ là phạm nhân khu chữ thiên có thực lực đáng sợ, Văn Nhân Linh Sắc lấy một địch nhiều, cho dù có pháp bảo như thế trong tay, pháp lực của nàng cũng lấy một tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu hao. Đột nhiên, bóng dáng Diệt Liên lão ma bất động, giữa hư không sau lưng Văn Nhân Linh Sắc không xa lại bỗng nhiên xuất hiện một người khác giống hệt Diệt Liên lão ma, đưa tay một chưởng, cứng rắn vỗ trúng sau lưng, oanh! Văn Nhân Linh Sắc lập tức như diều đứt dây, từ trên không khu chữ thiên, bị đánh rơi vào mặt đất khu chữ huyền. Sau một tiếng vang thật lớn,
Trên vách đá vốn là đống đổ nát ở khu chữ huyền đột nhiên xuất hiện một cái hố to cực sâu. Ngay sau đó, văn nhân linh sắc nhanh chóng đứng lên từ đáy hố, phun ra một nguồn máu đen nhánh, trong nháy mắt sắc mặt vô cùng tái nhợt nhưng khí thế quanh người lại không giảm ngược lại còn tăng. Vèo vèo vèo, thuật pháp thần thông khó mà tính toán như cùng phong mưa rào, gào thét đánh vào trong hố, hiển nhiên là muốn chôn xương nàng trong cái hố sâu này. Văn nhân linh sắc không rên một tiếng, tiếp tục múa tru ác kỳ một, cờ xí huyết sắc phần phật pháp với, uy năng kinh khủng không ngừng giải quyết tất cả công kích. Ngay lúc này, một đạo linh hỏa khó khăn chạm đến mặt cờ đột nhiên phân ra một điểm ánh sáng trong trẻo, khéo léo chuyển một cái như cá bơi, tránh đi tru ác kỳ, nhanh chóng đánh một vòng lộ ra vẻ ngoài, lại là một thanh phi kiếm dài khoảng một thước, mũi nhọn lộ ra, tia sáng lạnh trong vắt, đột nhiên đâm vào phần bụng văn nhân linh sắc, phốc, rõ ràng tiếng lưỡi dao đâm vào người đã vang lên, văn nhân linh sắc lại phun ra một nguồn máu, vết máu trượt xuống theo cái cằm như sương tuyết, thấm ướt nhuyễn giáp trước ngực, nhìn vô cùng thê lương, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng, không thay đổi chút nào, nhanh chóng vận chuyển pháp lực quanh người, ầm vang bộc phát, theo một mảnh máu tươi vẩy xuống, lại cứ thế ép phi kiếm ra, rầm rầm rầm, thuật pháp thần thông cuồng bạo như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trong chốc lát ngắn ngủi, văn nhân linh sắc đã mình đầy thương tích, thậm chí bên gáy cũng xuất hiện một vết thương sâu tới xương, trên người nàng càng ngày càng nhiều vết thương, thương thế càng ngày càng nặng, khí thế lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng, văn nhân linh sắc đứng trong hố sâu, dòng máu ấm áp đã động đến mu bàn chân của nàng. Thương thế của nàng cũng đến tình trạng sắp chết, lúc này, khí thế của nàng lại đạt đến cực hạn, bàn tay tinh tế cầm tru ác kỳ đã sớm không còn chút huyết sắc, lúc này bất lực rũ xuống, văn nhân linh sắc tụ tập tất cả lực lượng toàn thân, quán chú đủ loại khí thế cô độc, hùng dũng, quyết tuyệt một mình chiến đấu với đám tù nhân vào trong hỏa kích từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng đến ở trên tay phải, sau đó, hung hăng ném lên phía trên, lúc hỏa kích phát ra một tiếng rên rỉ, gào thét, đã phá không mà ra. Dường như một ngôi sao băng thiêu đốt cắt rách bầu trời, trong chớp mắt chiếu sáng cũng là xa nhau, mang khí thế thẳng tiến không lùi bắn thẳng lên mái vòng. Rất nhiều tù phạm đều biết đây là văn nhân linh sắc phản công lúc sắp chết, cũng là một kích mạnh nhất trong cả đời khi vị hợp đạo này hồi quang phản chiếu. Vì vậy, bọn họ không hề có ý đón đỡ, rối rít né tránh, hỏa kích bắn thẳng về phía trước, không đụng phải bất kỳ một phạm nhân nào, trong nháy mắt đánh trúng mái vòng đã che kín vết nứt của Đỗ Ách Viên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mái vòng vốn lung lay sắp đổ thoáng chốc vỡ nát, bị hỏa kích chọc ra một lỗ thủng kích cỡ hơn trượng, lỗ thủng càng lúc càng lớn, theo tiếng răng rắc rạn nứt, vết rách ban đầu bị kéo dài ra, toàn bộ mái vòng Đỗ Ách Viên đột nhiên điên cuồng nứt nẻ như vỏ trứng bị đập, nhưng trong thời gian nháy mắt, đã mở rộng đến vài dặm. Vào lúc này, lỗ thủng để lộ ra cảnh tượng bên ngoài, một mảnh hư không mênh mông vô bờ cái gì cũng không có, khó mà phân biệt thời gian và không gian, không khí, sát khí, các đá, sông ngầm dòng nước trong Đỗ Ách Viên. Tất cả đều mất trọng lượng, nhanh chóng lao mạnh ra giữa hư không, phạm nhân khu chữ thiên và khu chữ địa đang muốn tiễn văn nhân linh sắc nỏ mạnh hết đà một đoạn đường, thấy tình cảnh này đều thay đổi sắc mặt, Diệt Liên lão ma kịp phản ứng trước tên, lập tức lạnh lùng nói, nơi này không phải lòng đất, nghe vậy, ánh mắt mọi người lại tập trung vào trên người văn nhân linh sắc, văn nhân linh sắc lấy tru ác kỳ làm trụ, gắn gượng chống đỡ không chịu ngã xuống, lạnh lùng trả lời, nơi này không phải lòng đất. Hơn nữa còn không phải bàn nha giới, Tư Ngục đại nhân đã từng nói, thiên hạ này không có bất kỳ việc gì là tuyệt đối, lao ngục canh phòng nghiêm ngặt thế nào, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta tìm ra sơ hở, Tư Ngục đại nhân cũng sớm đoán được tình cảnh hôm nay, Đỗ Ách Viên liên quan trọng đại, trong lòng đất cũng tốt, trên mặt đất cũng được, một khi xảy ra bất kỳ biến cố gì, sẽ ảnh hưởng đến thương sinh trong thiên hạ, chỉ có lưu vong nó ra hư không ngoại vực, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu trong Đỗ Ách Viên còn giới luật, các ngươi còn có thể ở vào lực lượng pháp tắc nơi đây kéo dài hơi tàn, nhưng bây giờ toàn bộ Đỗ Ách Viên đã thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ tầng phòng hộ cuối cùng này cũng bị phá, trong vực sâu trực tiếp nối liền với hư không, ít ngày nữa sẽ hủy diệt hoàn toàn. Các ngươi làm nhiều việc ác, thói quen khó sửa, nếu trở lại bàn nha giới, chắc chắn khiến thiên hạ rung chuyển, sinh linh đồ thán, cứ thân tử đạo tiêu ở phương hư không này, coi như kết cục đi. Lúc nàng nói chuyện, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, lỗ thủng phía trên mái vòng cũng tiếp tục nhanh chóng mở rộng, không lâu sau, không gian gần lỗ thủng bắt đầu vặn vẹo, phương hướng khu chữ hoàng, từng tù phạm cấp thấp khó mà kháng cự bị hút vào giữa hư không. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những tù phạm này may mắn còn sống sót trong dư chấn đại chiến vừa rồi, vừa lên không được một nửa, nhục thân đã bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, hồn phách vừa chạy ra, cũng không có chút sức lực giãy dụa nào bị xoắn thành bột mịn, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, mưa máu nhao nhao vẩy xuống.
lộ ra các phạm nhân khu chữ thiên và khu chữ địa vẻ mặt nghiêm nghị. Chẳng trách, bàn nhai giới chỉ lớn như vậy, ma môn tìm kiếm vị trí Đỗ Ách Uyên không biết đã tìm bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối cũng không thấy cả cái bóng Đỗ Ách Uyên. Hóa ra Đỗ Ách Uyên căn bản không dưới đất, thậm chí không ở trong giới, mà bên ngoài giới vực, sát khí vô cùng vô tận kia, căn bản không phải gọi là địa sát, mà lấy hư không minh sát chuyển hóa thành. Vì giữ bí mật này, năm tông ngụy đạo lại lừa gạt cả người mình. Lúc này, lỗ thủng trên mái vòng càng lúc càng lớn, không chỉ khu chữ hoàng, ngay cả phạm nhân khu chữ thiên và khu chữ địa cũng bắt đầu cảm thấy thân thể truyền đến cảm giác xé rách mãnh liệt. Bọn họ không phải những tu sĩ cấp thấp khu chữ hoàng và khu chữ huyền kia, hiện tại tu vi kém nhất ở giữa sân, cũng có thực lực phản hư kỳ, chống cự chút lực lượng xé rách ở trước mắt, tất nhiên cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, một khi toàn bộ Đỗ Ách Uyên bị hủy đi, bọn họ phải đối mặt với tất cả lực lượng hư không xé rách, phong bạo hỗn độn, minh sát ăn mòn, không gian loạn lưu ở hư không ngoại vực. Ngoại trừ cái đó ra, mảnh hư không ngoại vực trước mắt cực kỳ xa lạ, không có biên giới, không có địa đồ hư không. Sau khi tùy tiện tiến vào hư không, ngay cả trên dưới trái phải trước sau cũng không thể phân biệt, hư không ngoại vực không có chút linh khí nào, tiếp theo bọn họ chỉ có kết cục pháp lực hao hết, bị bao vây đến chết giữa hư không vô cùng vô tận. Nghĩ tới đây, Diệt Liên lão ma nhắm hai mắt lại, truyền tống trận Đỗ Ách Uyên và giám tâm hồ bị hủy, không để lại một dấu vết phù văn nào, đã không thể suy tính mốc ranh giới. Nhưng địa đồ hư không, văn nhân linh sắc này là tư viên gần với tư ngục trong Đỗ Ách Uyên nhất, chắc chắn hiểu rất rõ chỗ này, có thể tìm được địa đồ hư không từ trên người đối phương. Hiện tại quan trọng nhất là vấn đề pháp lực. Phốc, Diệt Liên lão ma đột nhiên ra tay, một trảo vồ xuyên qua ngực một ma tu phản hư kỳ bên cạnh, trong nháy mắt đã rút khô tinh huyết cả người đối phương. Nhìn thấy tình cảnh này, các phạm nhân bên cạnh lập tức giật mình, chợt có người tức giận nói, Diệt Liên lão ma, ngươi làm cái gì? Diệt Liên lão ma lạnh lùng nói, bị giam lâu như vậy, cần bổ sung một chút pháp lực thôi. Cách đó không xa, một tù phạm đầu trọc chân trần trầm giọng nói, hiện tại còn không biết văn nhân linh sắc nói thật hay giả. Còn chưa nói hết câu, cả người hắn ta đột nhiên chấn động, chợt trong thất khiếu chảy dài máu đen, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, chậm rãi ngã xuống, lộ ra một bóng người áo bào trắng bồng bềnh sau lưng. Loan Kiệu Khanh áo trắng như tuyết, bình tĩnh thu tay về. Hắn ta là một vị lão tổ thiên sinh giáo, lúc chưa thoát khỏi giam cầm từng ý đồ dùng thần hồn bản nguyên đoạt xác tu sĩ cấp thấp trốn ra khỏi Đỗ Ách Uyên, không ngờ lại bị một nữ tu hóa thần kỳ lừa gạt thần hồn bản nguyên đi, đến mức bây giờ thần hồn có thiếu, trong số người cùng cấp bậc, trạng thái rất không tốt. Lúc này nhìn quanh trái phải, cười lạnh, nói, văn nhân linh sắc nói là sự thật cũng tốt, giả cũng được, tóm lại nơi này không phải đất lành, đúng là nên bổ sung pháp lực thật cẩn thận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức thi triển bí thuật rút sạch tinh huyết và hồn phách của tên tù phạm trọc đầu chân trần trước mặt, lập tức trên sắc mặt tái nhợt của hắn ta hiện ra một vòng hồng nhuận. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Loan Kiệu Khanh lộ ra vẻ hài lòng, ngay sau đó hắn ta tiện tay ném bộ hài cốt đã thành thây khô qua một bên, còn chưa kịp thu cánh tay về, một chùm máu tươi đột nhiên nhào đến trước người hắn ta. Loan Kiệu Khanh tâm niệm vừa động, máu tươi lập tức đốt cháy gần như không còn, không thể chạm đến hắn ta chút nào. Hắn ta quay đầu nhìn lại, đã thấy giữa hư không đột nhiên mở ra một cái miệng to như chậu máu, cắn một cái vào một tù phạm, lúc huyết nhục vẩy ra tù phạm kia không kịp kêu thảm, lập tức thi triển thủ đoạn, lít nha lít nhít gai độc đột nhiên hiện ra, hung hăng đâm về phía chủ nhân cái miệng lớn. Nhưng yêu thú khổng lồ hiện ra nguyên hình không phật lòng chút, hắn ta da dày thịt béo, chịu một kích toàn lực của tu sĩ phản hư kỳ lại lông tóc không tổn hao gì, chậm rãi nhai nát, thôn phệ tên tù phạm này từng chút một. Hàm răng trắng dày đặc cao như một người vẫn đang nhỏ máu, cái đầu như ngọn núi nhỏ đã chuyển ra giữa sân, con mắt màu đỏ tươi to như căn phòng tham lam đảo qua toàn bộ sinh linh ngoại trừ Diệt Liên lão ma cùng một vài tù phạm. Lúc này, cuối cùng phạm nhân tu vi hơi thấp đã lấy lại tinh thần, sắc mặt cùng thay đổi, lập tức trốn chạy ra bốn phương tám hướng. Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh và mấy đại yêu thanh yếu mấy có tu vi cao hơn cùng nhau ra tay, rầm rầm rầm, khu chữ thiên lại xảy ra đại chiến. Chỉ có điều lần này không còn là ra tay với văn nhân linh sắc, mà là tự giết lẫn nhau. Tù phạm chính đạo khu chữ địa nhìn mấy lần, đột nhiên Viên Trường Chân vẫy tay đầu tiên, hút tới một ma tu hóa thần kỳ khu chữ huyền trốn rất kỹ, không hề do dự lập tức vươn tay giữ chặt đầu hắn ta, bắt đầu sư hồn. A, à, ma tu hóa thần kỳ lập tức phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ bi thảm. Chỉ chốc lát sau, Viên Trường Chân đạt được một môn ma công coi như khá được, quyết định thật nhanh, lợi dụng tên ma tu hóa thần kỳ trong tay để luyện tập. Trong nháy mắt rút khô một thân tinh huyết của hắn ta, lập tức, khí tức cả người hắn ta bắt đầu tràn đầy. Phạm nhân chính đạo khác giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã có người thứ hai ra tay,
cũng hút tới một phạm nhân từ phía dưới. Công pháp chính đạo cần linh khí dư thừa, cùng đủ loại cỏ cây núi đá thiên tài địa bảo, vào lúc nguy cấp công pháp ma môn lại chỉ cần huyết thực và hồn phách là đủ. Hiện tại trong độ ác viên thiếu thốn linh khí, tài nguyên không còn sót lại chút gì, ngược lại có sẵn huyết thực và hồn phách, có thể thấy được khắp nơi. Chẳng mấy chốc, Viên Trường Chân kết thúc tu luyện, nhưng loại tài liệu tu sĩ hóa thần này còn thiếu rất nhiều với hắn ta. Hắn ta cần vật liệu có tu vi cao hơn. Thế là, ánh mắt của hắn ta lập tức nhìn về phía đồng đạo bên cạnh. Khu chữ hoàng, lòng đất, trong chân không hóa linh đại trận, động tác bấm niệm pháp quyết của Mạc Lễ Lang đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt này, một luồng khí tức huyền diệu khó giải thích quanh quẩn quanh người nàng đột nhiên biến mất toàn bộ. Dường như nàng thi triển môn thủ đoạn này, cái giá phải trả là dùng hết tất cả lực lượng pháp tắc vừa đạt được. Leng keng. Hoàn thành thu nhận sử dụng tiên thuật xa lạ, mời ký chủ đặt tên. Nghe bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Tiên thuật xa lạ, thủ đoạn mà Mạc Lễ Lang vừa thi triển là một môn tiên thuật, thế nhưng vì sao lần này hệ thống thu nhận sử dụng không có nhắc nhở trước? Nghĩ đến, Bùi Lăng nhanh chóng phản ứng lại, hiện tại Mạc Lễ Lang là hóa thân của hắn, thủ đoạn mà đối phương thi triển không phải tới từ ngoại giới, giống như trước khi hắn kích hoạt hệ thống đã nắm giữ Đoán Cốt Quyết, hệ thống trực tiếp thu nhận sử dụng từ trong đầu hắn, không cho bất kỳ nhắc nhở gì. Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng di chuyển người, lại đến gần Mạc Lễ Lang hơn. Hiện tại độ ác viên vô cùng nguy hiểm, chỉ có ở chỗ của vị đọa tiên này. Không, là ở bên cạnh ý chí chân tiên, mới càng thêm an toàn. Đặc biệt là đối phương vừa thi triển một môn tiên thuật. Lúc này, Mạc Lễ Lang không để ý đến Bùi Lăng, nàng khép hai mắt lại, bắt đầu tiến vào chợp mắt. Bóng tối xung quanh như yên tĩnh lại, không che giấu rất nhiều sự vật có cảm giác nhìn trộm thấy không rõ bắt không được. Không thể hình dung, không thể miêu tả như trước đó, tiếng sột soạt biến mất không còn tâm tích, hóa thành một mảnh yên bình thuần túy. Thấy Mạc Lễ Lang vẫn im lặng không nói, trong lòng Bùi Lăng vẫn đang suy nghĩ lời nói của vị ý chí chân tiên này. Độ ác viên không ở sâu dưới lòng đất, mà ở giữa hư không. Nếu là vậy cũng khó trách, lúc trước hắn ủy thác tu luyện nhiều lần như vậy, hệ thống không dẫn hắn rời khỏi độ ác viên một lần nào. Đặc biệt là lúc tu luyện Ma Ha Sắc Diễn Quyển, vốn tưởng không có sơ hở nào, nhất định có thể thuận lợi rời khỏi độ ác viên, không hiểu sao lại gây ra rắc rối. Lúc ấy, Tư Hồng Diệu Ly truyền tin tức đến, rõ ràng Tư Hồng Khuynh Yến ở ngay gần lối ra độ ác viên, nhưng hệ thống lại không kiểm tra ra Tư Hồng Khuynh Yến, ngược lại tặng đạo lữ mới Văn Nhân Linh Sắc cho hắn. Thế nhưng, hiện tại những điều này không quan trọng, vấn đề chân chính là độ ác viên ở hư không ngoại vực, trong đó truyền tống trận và giám tâm hồ đã bị Văn Nhân Linh Sắc hủy đi, hắn phải làm thế nào mới có thể trở về bàn nha giới. Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng lại nhìn Mạc Lễ Lang, tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì hỏi, sau khi làm xong việc này, ngươi dự định trở về như thế nào? Hai mắt Mạc Lễ Lang vẫn nhắm lại, sau khi im lặng một lát mới thản nhiên trả lời, hiện tại tu vi của bộ vật chứa này quá thấp, ta sẽ thông qua lực lượng bản thể để trở về. Nghe xong nàng thật sự có thủ đoạn trở về, trong lòng Bùi Lăng lập tức chắc chắn, nói, dù sao nơi đây cũng là hư không ngoại vực, lực lượng của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, vì để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tốt nhất hai chúng ta phải cùng đi, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Hàng lông mày kẻ đen của Mạc Lễ Lang cau lại, nhanh chóng nói, tiếp theo, ngươi không nên tùy tiện khống chế bộ vật chứa này, về phần là cùng trở về hay tách ra trở về, cũng không đáng kể. Nghe vậy, Bùi Lăng thầm thở vào một hơi, cực kỳ tốt, vấn đề trở về bàn nha giới đã được giải quyết. Nghĩ vậy, hắn cũng có tâm trạng nghe ngóng việc khác, lúc này ngắm nhìn bóng tối sền sệt yên tĩnh xung quanh, không nhịn được hỏi, một chiêu này của ngươi tên là gì? Mạc Lễ Lang ngắn gọn nói, Minh Thiên Chi Vụ. Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn đã biết Minh Thiên Chi Vụ này, chỉ không biết tên gọi cụ thể, ngược lại là môn tiên thuật mà đối phương vừa dùng. Thế là, hắn tiếp tục hỏi, tiên thuật ngươi vừa thi triển tên là gì? Mạc Lễ Lang bình tĩnh trả lời, Minh Thiên Đại Mộng. Bùi Lăng lập tức đặt tên cho tiên thuật này ở trên giao diện hệ thống. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, tiên thuật này có tác dụng gì? Thấy Bùi Lăng cứ hỏi hết cái này đến cái kia, hơn nữa còn hỏi không có chút ý nghĩa thường thức nào, Mạc Lễ Lang lập tức hơi mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết. Độ ác viên, giữa không trung, thuật pháp, thần thông gào thét đan xen, lúc lực chấn động kinh khủng tràn ngập, lỗ thủng mái vòm đã lan tràn tới toàn bộ trên không độ ác viên. Lực xé rách giữa hư không càng ngày càng mạnh, gần như tất cả tù phạm khu chữ hoàng và khu chữ huyền đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Huyết vũ không ngừng vẩy xuống, tiếng kêu thảm thê lương của tù phạm ngắn ngủi mà bén nhọn. Trong cái hố khu chữ huyền, Văn Nhân Linh Sắc thân chịu trọng thương cầm cờ đứng đó, yên tĩnh nhìn đám tù nhân khu chữ thiên và khu chữ địa tự giết lẫn nhau. Từ sau một kích toàn lực ném ra binh khí bản mệnh, khí tức của nàng như nến tàn trong gió,
chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Thế nhưng, chỉ cần Chu Ác Kỳ trong tay không ngã, nàng sẽ không lập tức chết đi. Hiện tại phạm nhân hai đạo chính ma đấu đến chết đi sống lại, lúc này vẫn là Minh Hữu kề vai chiến đấu, ngay sau đó là phản đồ trở mặt thành thù. Tình thế giữa sân thay đổi trong nháy mắt, địch bạn khó phân biệt, ngược lại không ai ra tay với nàng. Ầm 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 ầm, huyết nhục bay lả tả, thần hồn phá diệt, trong trận chém giết càng ngày càng kịch liệt, tù phạm sống sót càng ngày càng ít. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.